Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 21. Trong núi có kẻ chặn đường cướp của, khoảng hơn 10 người đang cầm đao đầu quỷ cản đường Triệu Bân, ngượng nhất là còn chưa kịp nói hết câu khẩu hiệu thì đã bị Triệu Bân tông cho văng tám hướng, chưa kịp đứng vững thì người áo đen đã vọt tới, đi cứ như mưa rền gió dữ khiến người bị tông ngã đủ kiểu, có người ngã xuống rồi lại bị đạp lên, tối nay sắc trời không tốt, không nên ra đường cướp bóc thế này. Chạy đi đâu? Người áo đen cứ quát mãi, không quan tâm đến bọn cướp, chỉ lo đuổi theo Triệu Bân. Triệu Bân lướt đi như gió, lùi thẳng lên đỉnh một ngọn núi. Khi tới trước vách núi đen, hắn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, lập tức nhảy xuống. Trên trời không đường, dưới đất không cửa. Người áo đen cũng là một anh hùng, nhảy xuống đuổi theo Triệu Bân nhưng lúc rơi xuống cũng không chịu yên, kiếm khí cứ đánh thẳng từ trên xuống. Cố gắng giết hắn trước khi rơi xuống đất. Chọn phần mộ cho ngươi đấy, thấy đủ rồi thì lo mà xuống đi. Triệu Bân mắng to, lại dùng bùa tốc hành, như một vầng sáng bay thẳng từ trên xuống. Rơi xuống đất sớm sẽ dễ giải quyết người áo đen hơn. Cách mặt đất khoảng vài mét thì hắn dùng bùa lơ lửng, cố gắng giữ mình giữa không trung. Tốc độ của người áo đen chậm lại, lòng bàn tay tràn đầy chân nguyên. Rơi xuống từ trên cao như thế, huyền dương tầng cao nhất cũng không chịu nổi, lão ta tính rồi, trước khi rơi xuống đất cứ đánh một chưởng xuống đó để giảm sóc. Thiên lôi trận. Triệu Bân cắm một kiếm xuống mặt đất, đất nứt vỡ ra, những tia sét bắn lên, bán kính mấy trăm mét đều bị công phạt, người áo đen chưa rơi xuống đất chính xác là một cái bia sống. Danh con, ngươi được lắm. Người áo đen hừ lạnh, tạo thành chân nguyên hộ thể, cố gắng chống lại sấm sét. Sau đó một chưởng đánh thành dấu tay năm ngón dưới mặt đất, phá thiên lôi trận, vì thế trên người lão ta cũng xuất hiện thêm những vết kiếm, chỉ là không đáng lo ngại, chân nguyên hộ thể cũng không phải để trưng, phá tan kiếm uy của sấm sét. Chạy, chạy nữa đi, vững vàng đáp xuống đất, người áo đen trông hơi chật vật nở nụ cười dữ tợn, vực sâu này bốn phía là núi, một cảnh giới chân linh bị rơi xuống đây thì có mọc cánh cũng khó thoát. Mệt rồi, nghỉ thôi. Triệu Bân nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, hai hàng răng trắng noãn lộ ra. Người áo đen khẽ nhíu mày, thấy luống cuống chân tay, Triệu Bân cười thôi cũng rợn người như thế. Trong ánh mắt lão ta, Triệu Bân đã thay đổi hình dạng, mi tâm xuất hiện một ma văn, mái tóc đen hóa thành màu đỏ, khí huyết dâng trào trong người đã biến thành ma sát, mạnh mẽ và điên cuồng. Ma, người áo đen híp mắt lại, thầm kinh ngạc. Vực sâu này chính là phần mộ của ngươi đấy, Triệu Bân đã bắt đầu đánh, một chưởng ập tới. Cảnh giới chân linh nho nhỏ, đúng là không biết tự lượng sức mình, người áo đen cười lạnh, một ngón tay đánh tới. Soạt. Triệu Bân nhanh chóng dịch chuyển, biến mất. Độn thổ, người áo đen nhíu mày. Đoán đúng rồi đấy. Triệu Bân lại nhanh chóng lao lên tấn công, đến gần người áo đen thực hiện hổ gầm long ngâm. Âm thanh bá đạo khiến người áo đen run cả đầu óc, thế công giảm xuống, lùi về phía sau, Triệu Bân đuổi theo, long uyên trong tay đã biến thành roi sắt, một roi đánh vào gáy lão ta. Tiếng bốp vang lên, chẳng những êm tai mà còn khá là chua chát. Tu vi cao như huyền dương tầng cao nhất cũng phải kêu rên, trước đó là đầu óc rung lên, bây giờ cứ như vừa bị sét đánh, đầu ong ong, không ngờ Triệu Bân vẫn còn thứ này đằng sau, roi sắt quỷ dị này là vật chuyên đánh vào tinh thần. Lần nữa, Triệu Bân hét to, vung tay đánh roi thứ hai xuống. Cút, người áo đen gầm lên đầy giận dữ, trên người có vầng sáng lan ra, có lực đánh rất mạnh, có lẽ đó là bí pháp phòng ngự nào đó, dùng để đề phòng những kẻ sắp đến gần tấn công, tất nhiên Triệu Bân cũng bị hất văng đi. Nửa bước vào địa tạng quả nhiên không hề đơn giản, Triệu Bân thầm thổn thức, lao tới cùng roi sắt định đánh cho lão ta một trận, vấn đề là tốc độ bị chậm, mới lơ là một chút đã bị đụng ngã lăn. Thiên khải tứ tượng, nhốt kẻ mặc áo đen dùng một tay kết ấn. Bỗng nhiên, bốn tia sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống, lấy Triệu Bân làm trung tâm, chia ra thành đông, tây, nam, bắc, chúng tạo thành một nhà tù khoảng 3 trượng, ký hiệu xích sắt bay tán loạn, khóa chặt tay và chân Triệu Bân, không chỉ có sức mạnh nhốt chặt mà còn có lực cắn nuốt, trong chớp mắt, khí huyết đã bị rút đi khá nhiều. Triệu Bân giãy giụa một chút rồi cũng chịu yên thân. Xét trong cảnh giới chân linh, lão phu cho rằng ngươi là vô địch. Kẻ mặc áo đen lạnh nhạt nói,
tiến tới từng bước một, chân nguyên hộ thể bùng nổ bảo vệ cơ thể, áo bào phần phật, rất có khí phách và ý cảnh, bị thiên khải tứ tượng nhốt như thế, Triệu Bân không thoát được. Tiền bối cũng không tệ. Triệu Bân cười, chỉ trong tích tắc, hắn khởi động thiên cang hộ thể. Bùm! Phòng ấn tứ tượng bị đánh vỡ, kẻ mặc áo đen mới đi tới gần cũng bị đụng ngã lăn quay luôn. Thiên cang hộ thể rất bá đạo, tung một đòn trực diện, vừa thấy không ổn là nó đã bay tới rồi. Kẻ mặc áo đen không đứng vững, lại lùi ba, năm bước, chân nguyên hộ thể đều bị đánh tan. Thế ra Dương Thiên. Kẻ mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, tự biết thiên cang hộ thể này chuyên khắc chế thiên khải tứ tượng. Mắt ông ta đúng là kèm nhèm, tên võ tu chân linh này đúng là người của thế gia Dương Thiên, điều khiến ông ta cảm thấy bất ngờ là thế gia Dương Thiên còn có hậu bối nổi bật như vậy, ngay cả thực lực sắp lên bán bộ địa tạng như ông ta thì cũng phải thẳng thốt. Keng, keng. Trước mặt, ba thanh phi đao bay tới, bên trên đều có dán bùa lôi quang, toàn bộ nổ tung. Kẻ mặc áo đen bị ngạc nhiên, mắt bị lóa ngay lập tức. Đến khi mắt mở ra lần nữa, Triệu Bân đã giết ông ta rồi, hắn tung một chưởng uy long, đánh vào lồng ngực đối phương. A! À, kẻ mặc áo đen rên một tiếng, ngực trúng một chưởng đau quá. Đau thì đau đó nhưng điều làm ông ta hoảng sợ là tên này mới cảnh giới chân linh thôi mà. Dù hắn là cấp bậc đỉnh cao thì chưởng lực cũng không thể mạnh tới mức đó được. Thậm chí là huyền dương đỉnh cao như ông ta mà cũng thấy trong cơ thể lộn tùng phèo cả lên. Ngươi, đáng chết. Kẻ mặc áo đen tức tối, trong mắt có lôi điện đang chớp giật, sắp sửa chém ra. Ông ta nhìn Triệu Bân thêm một cái. Cũng bởi cái nhìn này mà chúng huyễn thuật từ mắt trái của Triệu Bân. Triệu Bân chạy một đường, không ngừng khôi phục chân nguyên, cũng đồng thời khôi phục luôn đồng lực, đủ để thực hiện một lần huyễn thuật. Kẻ áo đen không hề đề phòng cũng lập tức trúng chiêu. Thậm chí ông ta còn đờ ra một chốc, lôi điện trong mắt sắp bổ ra cũng bị đánh tan trong vô hình. Tú Nhi từng nói, nhân lúc ông yếu, lấy luôn mạng ông. Triệu Bân lấy kim trong khe hở, tay giơ lên. Kẻ mặc áo đen trúng huyễn thuật, vừa tỉnh táo thì đã trúng một chiêu như vậy, máu ở ót ông ta bắn tung tóe ra chung quanh, chân lùi một bước ra sau. Trong khi lùi, ông ta chỉ cảm thấy có một bàn tay ấm áp túm lấy cổ tay mình, kéo mạnh làm cả người lảo đảo, cơ thể rời khỏi mặt đất. Ta cho ông đuổi theo nè. Eo dùng sức, Triệu Bân vung kẻ mặc áo đen lên, nện vào vách đá. Bùm! Vách đá cứng rắn cũng bị nện thành một cái hố to. Ta, phụt! Kẻ mặc áo đen phun máu, phun cực kỳ nhiều, bộ xương già bị nện tới mức gãy răng rắc, ông ta vẫn quá coi thường sức lực của Triệu Bân. Trưởng lực đã mạnh mẽ như thế, nhưng nâng được cả một người thế này, hắn không phải mạnh bình thường đâu. Vèo. Khí huyết trong người Triệu Bân dâng lên, cú thứ hai hắn đập ra ngoài. Chịu thôi, kẻ mặc áo đen này cũng không phải huyền dương đỉnh cao bình thường, trong cơ thể còn có một vầng hào quang. Lần thứ hai hắn bị hất ngã. Phá. Triệu Bân bay ra ngoài, hai ngón tay khép lại, một luồng khí tím bay ra từ trong ngón giữa. Đó là khí huyền hoàng. Đừng thấy nó chỉ có chút nhúm mà lầm, nó có khả năng xuyên thủng cực mạnh, kiếm khí tầm thường không sánh bằng. A! À, tiếng hét thảm lại vang lên, mắt phải của kẻ mặc áo đen bị đâm thủng. Chém! Triệu Bân quát một tiếng, khi phóng ra khí huyền hoàng, hắn đã phân tâm làm hai việc, đó là đồng thời điều khiển Long Uyên, thanh kiếm rung lên, kéo ra kiếm khí dài ba tấc, vô cùng sắc bén, chém vào cánh tay trái của đối thủ. Vết thương to như chén lớn, máu tuôn như suối. Đáng chết, ngươi đáng chết. Kẻ mặc áo đen tức giận, một tay còn lại bấm ấn quyết. Bất chợt, một đợt sóng biển đen thui cuồn cuộn mãnh liệt áo tới, ông ta dùng thủy độn. Triệu Bân chưa kịp đáp đất là đã bị nhấn chìm, thủy độn cũng là băng độn, từng tấc chung quanh đều bị kết băng, ngay cả Triệu Bân sắp chạy thoát cũng bị đóng băng trong đó như một tượng băng đăng. Phá! Triệu Bân lại dùng thiên cang hộ thể, phá vỡ lớp băng. Chết đi! Kẻ mặc áo đen lao tới như hồn ma, dùng một ngón tay đâm thẳng ấn đường Triệu Bân. Chiêu tuyệt sát bằng một ngón tay, trúng mục tiêu là chết. Ta cho ông đâm này! Triệu Bân mắng to, một tay vươn ra, túm lấy ngón tay kia, dùng hết sức mà bẻ gãy nó, tiện thể. Còn đạp mạnh vào dưới bụng kẻ mặc áo đen,
Huyền Dương đỉnh cao thì sao chứ, vẫn bị hắn đánh đến phun máu, lảo đảo lùi ra sau rồi đứng không vững. Nếu đã đứng không vững thì không cần đứng vững nữa. Triệu Bân đã kề sát, trong tay không vũ khí, hắn cố tình tới gần để giết kẻ thù. Từng quyền nện vào thịt, không chỉ hừng hực mà còn rất đau. Bộ xương già của kẻ nào đó lại vang lên tiếng gãy nứt. Hắn, là yêu nghiệt sao? Kẻ mặc áo đen choáng váng, không biết do vết thương hay do bị Triệu Bân đánh. Cũng không biết trùng hợp hay Triệu Bân cố ý mà hắn chỉ đánh vào cái mặt già của đối thủ, gương mặt đang lành lặn đã biến thành máu thịt lẫn lộn, đầu đau như muốn nổ tung, ông ta đã không thể phân biệt được thật và ảo nữa rồi, chỉ biết mình đang bị đánh như tử, muốn phản kích nhưng tên tiểu võ tu này lại không cho ông ta cơ hội đó. Chiến. Bản năng của Triệu Bân lộ ra, máu tươi như đang bị thiêu đốt, chiến ý dâng cao, càng đánh càng mạnh. Cận chiến mà dùng đấu chiến thánh pháp. Một khi đánh thì đến chết mới xong. A! À, lão già áo đen đó phẫn nộ thét lên, bị dồn ép tới mức nổi điên. Ông ta bị phá hỏng nền móng, dùng luôn cấm thuật đáng sợ, chân nguyên màu đen cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể, chấn Triệu Bân bay ra ngoài. Vì đã hủy hoại nền móng, cả đời này, ông ta sẽ không có cơ hội tiến vào cảnh giới địa tạng. Dùng cấm thuật này thì phải trả một cái giá thảm thiết. Á! À, khi Triệu Bân ngã ra đất, kẻ mặc áo đen đã lảo đảo, tóc tai bù xù, cơ thể lung lay, một mắt bị hủy, một cánh tay bị chém đứt, toàn thân đều là vết thương, máu tươi đầm đìa chảy không ngừng. Ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không duy trì được nữa, ông ta hứng chọn đấu chiến thánh pháp, cả người bị đánh tới biến dạng. Từ khi bắt đầu tu võ, đây là lần đầu tiên ông ta bị thương thảm tới vậy. Hơn nữa còn là bị một tên cảnh giới chân linh đánh cho tàn phế. Tiền bối, lên đường bình an. Triệu Bân nói một cách bình thản, một tay nắm ấn quyết. Kẻ mặc áo đen chợt biến sắc, giờ mới biết khắp trên người đều bị dán đầy bùa nổ, tuy cấp bậc chúng không cao, trong trạng thái bình thường, ông ta hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến chúng, nhưng hiện giờ đã bị thương đến mức thân tàn ma dại, cho dù một cái không dậy nổi sóng gió nhưng với số lượng bùa nổ như thế này, ông ta không chống đỡ nổi. Bùa nổ đầu tiên phát nổ khiến cho ông ta lảo đảo một hồi. Từ sau tiếng nổ vang này, tiếng nổ lớn nối tiếp nhau giống như một dây pháo. Ngước mắt có thể thấy máu xương bị nổ bắn văng tung tóe. Tiếng kêu thảm của kẻ mặc áo đen vô cùng thê lương như lệ quỷ khóc rên. Triệu Bân là khán giả duy nhất nhìn thấy. Quả là không uổng công hắn ngày ngày vẽ bùa nổ, vào thời khắc mấu chốt còn cho tác dụng rất lớn. Sau khi tiếng nổ dừng, kẻ mặc áo đen chỉ còn lại một cơ thể bê bết máu, co giật run rẩy, miệng còn không ngừng phun ra máu, thật sự không còn nhìn ra hình người. Trông ông ta bây giờ chẳng khác nào một đống thịt nát xương vụn, nằm trong vũng máu một cách yếu ớt, ngay cả sức giãy giụa cũng không có. Triệu Bân rút kiếm đi đến, giơ kiếm lên chém xuống. Kẻ mặc áo đen chết ngay tại chỗ, chết cũng chết một cách uất nghẹn, khó nén được hối hận. Đêm đó đã bị dọa đến rút lui rồi, mà vẫn cứ quay lại, ông ta vốn tưởng rằng giết chết một người thuộc cảnh giới chân linh bị thương nặng là vô cùng dễ dàng nhưng khi tới rồi, nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn chưa có được thiên nhãn thì tự mình đánh mất mạng sống rồi. Tự mình chuốc lấy, đây đều là do tự mình chuốc lấy. Phù! Triệu Bân thở dài nhẹ nhõm, giải trừ ma đạo, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đêm nay là một đêm khó quên với hắn. Trước tiên là quyết đấu với Vương Dương, giết 3 lần mới giết chết được hắn ta, trong tình trạng thương nặng mà còn bị kẻ mặc áo đen đuổi giết, chạy suốt cả nửa đêm rồi mới có trận phản kích này, nói là hắn đi một lần đến trước quỷ môn quan thì cũng không phải nói quá, may mà đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Đi đâu cũng sống không yên. Triệu Bân thở hổn hển, nhét một đống dược hoàn, đổ ào ào linh dịch vào mồm. Ma đạo tán đi, hắn trở lại trạng thái suy yếu. Hơn nữa là cực kỳ suy yếu. Bây giờ mà lại có một võ tu đến, cho dù là một tên cảnh giới ngưng nguyên yếu nhất thì cũng có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. May mà, hắn chọn được một chỗ tốt. Vực sâu âm u quạnh hiu, chắc không có ai tới đây đâu. Sau nửa canh giờ, Triệu Bân mới đứng dậy, tìm kiếm trên người kẻ mặc áo đen, tìm ra một sấp giấy ngân phiếu, còn có một viên đan hai vân cùng với 3 lọ dược hoàn. Ngoài ra, thanh kiếm của kẻ mặc áo đen được đúc từ ô kim huyền thiết, cấp bậc không tính là thấp,
tất nhiên là bị hắn thu về luyện vào Long Uyên. Sau khi hủy xác, xóa sạch vết tích, hắn mới lại ngồi xuống. Hắn uống một ngụm lớn linh dịch xong mới lấy ra miếng ngọc bội mua từ chỗ tộc trưởng Chu gia. Ngọc bội sáng trong màu xanh biếc, phản chiếu ánh sao lờ mờ, còn tỏa sáng rực rỡ, không phải vật gì quý giá, theo hắn thấy thì cũng không khác biệt mấy với những ngọc bội bình thường. Sẽ là một món bảo bối sao? Triệu Bân để ngọc bội và hồ lô nhỏ cùng một chỗ. Hồ lô rung lên, chấn động làm cho ngọc bội vỡ vụn thành bột. Từ trong bột phấn, một tia sáng bay ra ngoài, bị hồ lô hút vào, thân hồ lô bỗng tỏa ra quầng sáng màu tím vàng sáng chói, nhưng chỉ bất chợt hiện lên một chút, ánh sáng chói chang đã biến mất, trở về yên bình. Triệu Bân đưa tay ra cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, không có thay đổi gì. Hắn nhìn xuyên qua miệng hồ lô xem xét bên trong, mới thấy không gian lớn hơn một vòng. Không tồi. Triệu Bân cười cười, có tác dụng là tốt, bằng không thì mất trắng bạc. Âm thầm thu lại suy nghĩ kia, hắn cầm bầu rượu lên, rơi vào trầm tư. Nghĩ gì đây, tất nhiên là nghĩ về Vương Dương, giết hắn ta 3 lần mới giết chết được. Đến nay, hắn vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc là loại truyền thừa gì mới có thể chuyển chết thành sống. Phá tâm mạch, chém đầu đều không giết chết được hắn ta. Truyền thừa ma đạo rất nhiều, nhưng không biết loại truyền thừa của Vương Dương là mạch nào trong số đó, còn cả Phượng Vũ cũng có liên quan tới ma đạo, rốt cuộc nơi này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật về ma tộc. Tiểu bối, đánh rất giỏi nha. Triệu Bân đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua, khàn không thể tả. Ai đó? Triệu Bân đứng dậy, ngay lập tức cầm kiếm Long Uyên lên, mắt sáng như đuốc quét nhìn xung quanh. Ở nơi vực sâu âm u này, còn có người khác. Vậy mà hắn và kẻ mặc áo đen đều không hề phát hiện. Hắn nhìn qua một lượt, cũng không tìm ra bóng người. Hơn nữa, hắn lại càng không biết giọng nói kia truyền từ đâu tới. Bên này. Giọng nói già nua lại vang lên, vô cùng yếu ớt. Triệu Bân xoay mạnh người, lúc này nghe rất rõ là truyền từ phía sau hắn. Lần này, hắn dùng thị lực tối đa mới thấy ở sâu trong chỗ tối. Hình như có một bóng người, hoặc là nói, là đối phương đã gỡ bỏ thứ gì đó để che giấu, người kia là một ông lão, áo trắng đầu bạc, không biết đã ngồi đó từ bao lâu, toàn thân đều dính cho bụi, như là đại nạn buông xuống, cả người tràn đầy tử khí. Ông là ai? Triệu Bân hỏi theo bản năng, chuẩn bị để bỏ trốn bất kỳ lúc nào. Trường Sinh Tiên, ông lão áo trắng cười nói. Trường Sinh Tiên, Triệu Bân nhíu mày, ông là tiên. Như thế nào, không giống? Không, giống lắm, Triệu Bân ho khan. Tiên trong tưởng tượng của hắn, phải là tóc dài phấp phới, quần áo không nhiễm bụi trần, dường như không chút dính dáng gì với vị này đây, còn có Trường Sinh Tiên này, cũng không biết là tên húy, hay là đạo hiệu, hẳn là ngụ ý Trường Sinh, nhưng nhìn có vẻ tuổi thọ sắp cạn, dường như cũng không dính dáng chút nào tới Trường Sinh. Gặp tiên, không chút kinh ngạc sao, Trường Sinh Tiên cười ôn hòa. Cũng tạm, Triệu Bân lùi từng bước, có chút muốn co cẳng chuồn đi, tạm thời không bàn đến đối phương có phải tiên hay không, trốn ở nơi vực sâu u ám này, đã rất quỷ dị, e là sẽ có nguy hiểm. Về phần ngạc nhiên, dĩ nhiên là có, nhưng cũng không khiếp sợ. Phải biết rằng, trong ý thức của hắn còn cất giấu một vị thần, là thần linh ngự trị trên tiên, nếu thần linh là biển cả mênh mông, vậy tiên chỉ là một cống ngầm nhỏ, hắn là người đã trải qua sóng to gió lớn. Hậu bối có tâm tính như này, quả thực không thấy nhiều, Trường Sinh Tiên cười hiền hòa. Cảm ơn tiền bối khen ngợi, vô tình quấy rầy, cáo từ, Triệu Bân nói xong, xoay người liền chạy trốn. Giúp ta một chuyện, ta sẽ tặng ngươi một tạo hóa nghịch thiên, Trường Sinh Tiên nói một cách mơ hồ. Tạo hóa. Nghe được hai chữ này, Triệu Bân đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới thận trọng tiến lại gần. Trường Sinh Tiên ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Triệu Bân càng đến gần thì càng nhìn thấy rõ ràng, trên người Trường Sinh Tiên không có một tia sinh khí nào, nói cách khác, sinh khí của lão đã bị tử khí vùi lấp, hai mắt của lão đang mở nhưng đôi mắt già nua lại đục ngầu, toàn thân lão bị đóng một lớp cho bụi, lưu lại dấu vết tang thương của thời gian. Đây là, một vị tiên sao, Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Tiên là sự tồn tại vượt qua cảnh giới thiên võ.
nhưng trên người của Trường Sinh Tiên hắn không cảm nhận được một chút áp lực nào, ngoại trừ tử khí dày đặc thì hắn cũng không cảm nhận được thứ gì khác xuất hiện xung quanh, nếu như không biết trước đây là một người thì có khi hắn còn tưởng đây là một bức tượng đá. Tên nhóc, người thật không đơn giản. Trường Sinh Tiên không mở miệng nhưng lại phát ra tiếng nói, khi lão nhìn Triệu Bân thì trong mắt lại hiện lên thâm ý, chân linh đánh diệt địa tạng, với thực lực này thì hắn hoàn toàn có thể coi thường tất cả mọi võ tu cùng thế hệ với hắn. Lão là một vị tiên, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu được tên nhóc này có võ hồn cùng đan hải, lại còn có cả thiên lôi. Ngoài ra, lão cũng có thể thấy ở Triệu Bân còn có rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như chiếc nhẫn ma ở trên bàn tay trái của hắn, hay hồ lô tím vàng bên hông hắn, còn có mầm tạo hóa bên trong đan hải của hắn, nếu như lão không nhầm thì mầm tạo hóa đó được phát triển từ hạt của cây thần tạo hóa. Hắn chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà lại có nhiều bảo bối hộ thân đến như vậy, có thể thấy được cơ duyên của hắn hết sức nghịch thiên. Tiền bối, sao người lại ở phàm giới? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Chỉ là chuyện cũ, không đáng nhắc tới, Trường Sinh Tiên cười nói. Nhưng Triệu Bân rõ ràng có thể nhìn thấy một chút buồn bã thoáng qua thần sắc của lão, hơn nữa còn có một tia không cam lòng, chắc là lão còn có tâm nguyện chưa thể thực hiện, hoặc cũng có thể trong quá khứ của lão đã có một đoạn ký ức đau lòng để lại vết thương trong lòng của lão. Dù vậy, nếu Trường Sinh Tiên đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Khi nào ngươi tới tiên giới thì hãy đem thứ này tới Đại La Tiên Tông đưa cho Bất Niệm Thiên, Trường Sinh Tiên nói xong thì chật vật giơ tay lên. Trong nháy mắt từng đợt cho bụi hòa với tử khí tràn ra giữa các ngón tay của lão. Thứ xuất hiện trong lòng bàn tay của lão lúc này là một chiếc nhẫn hộ tiễn. Một chiếc nhẫn hộ tiễn ngọc đen. Triệu Bân vươn tay nhận lấy. Hắn không thể ngờ chiếc nhẫn này lại nặng đến như vậy. Ngay khi hắn nhận lấy nó thì mặt đất dưới chân của hắn như rung chuyển. Hắn đoán chừng chiếc nhẫn này cũng phải nặng mấy ngàn cân. Đúng là tiên vật, sức nặng này còn có thể nghiền nát cả một khu vực rộng lớn. Ồ! Triệu Bân nhe răng trợn mắt, thúc giục chân nguyên nắm chắc chiếc nhẫn hộ tiễn ngọc đen trong tay. Chiếc nhẫn hộ tiễn này quả thật phi phàm, cầm trong tay vừa mát lại vừa ấm, có tác dụng ổn định tinh thần. Trên thân của nó tràn đầy hào quang, toát ra khí tức cổ xưa, bên trên có khắc tiên văn giống như ấn ký hình ngọn lửa, chất ngọc cổ xưa bậc này lần đầu Triệu Bân mới được nhìn thấy. Bán đi hẳn là rất có giá trị, Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Khụ khụ. Trường Sinh Tiên ho khan, cho bụi trên thân bị rơi xuống không ít, tử khí quanh thân càng lúc càng dâng lên mãnh liệt, trong chớp mắt suýt chút nữa đã nuốt chửng lấy lão, tiễn lão xuống suối vàng. Vị tiên này có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng của người khác. Chính vì lão đọc được những lời mà Triệu Bân thầm suy nghĩ cho nên mới ho dữ dội như vậy. Tên nhóc này, người có biết đó là bảo bối gì không? Chí bảo của Đại La Tiên Tông chỉ có trưởng giáo mới có tư cách đeo, còn mợ nó ngươi còn muốn bán đi, nếu như không phải trạng thái của lão phu không được tốt thì lão phu đã tát chết ngươi rồi. Tiền bối. Triệu Bân cất nhẫn hộ tiễn vào, nhanh chóng lấy ra hồ lô nhỏ tiếp cho lão một ít linh dịch. Dược dịch linh châm đều vô ích cả thôi, Trường Sinh Tiên nắm chặt lấy tay của Triệu Bân, âm trầm nói, nhóc con, bạc này không thể kiếm, chiếc nhẫn hộ tiễn mà lão phu đưa cho ngươi không được đem cầm bán. Trường Sinh Tiên dường như đã dùng hết sức bình sinh chỉ để nói ra câu này. Triệu Bân cười khan một tiếng, nói ngay, tiên vật mà ta cũng dám bán hay sao chứ? Vậy hãy nhắm mắt lại bảo vệ tâm mạch của mình. Trường Sinh Tiên mỉm cười, cố hết sức nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Triệu Bân. Hự! Triệu Bân kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy vào giữa ấn đường. Nhìn vào bên trong thì mới nhận ra đó là tiên quang đang ngưng tụ ra một mảnh tiên tự trong thần thức của hắn. Vạn pháp Trường Sinh Quyết, Triệu Bân đọc từng chữ một lên rồi mới nhận ra Trường Sinh Tiên đã ban cho hắn một bộ tiên pháp, nhìn qua là biết bộ tiên pháp này không hề tầm thường. Đây là công pháp trấn giáo của Đại La Tiên Tông ta, không được truyền ra bên ngoài. Nhẫn hộ tiễn ngọc đen trong tay ngươi cũng không được để lộ ra trước mặt người ngoài. Nói với Bất Niệm Thiên rằng lão phu không thể trở về. Trường Sinh Tiên nói liên tục, lão lúc này đã giống như ngọn đèn cạn dầu, càng nói giọng của lão lại càng khàn đi, hơi thở lại càng yếu ớt hơn. Nói xong hết tất cả thì lão cũng ngưng lại, đầu của lão từ từ gục xuống, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Tiền bối.
Triệu Bân vội vàng bước tới, cố gắng đỡ lấy Trường Sinh Tiên. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào thì đã thấy thân thể của Trường Sinh Tiên dần dần hóa thành tro bụi. Triệu Bân trong lòng cảm thấy hết sức bi thương, một vị tiên cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, tới khi rời khỏi thế gian lại ở trong hoàn cảnh ảm đạm như vậy. Cung tiễn tiền bối. Triệu Bân lui về phía sau từng bước, chắp tay cúi người. Cái cúi người này xem như là bái tiên nhân, cũng là bái tiền bối, việc tiền bối đã giao hắn nhất định sẽ dốc lòng dốc sức đi làm. Mẹ của hắn đã từng nói, đã hứa với người thì phải làm cho bằng được. Sau khi thi lễ, hắn góp nhặt cho cốt của Trường Sinh Tiên để vào trong bình rồi cất cùng với chiếc nhẫn hộ tiễn, hắn sẽ mang theo tất cả tới Đại La Tiên Tông. Đó hẳn là cố hương của Trường Sinh Tiên, hắn sẽ giúp cho lão tiền bối được trở về nhà, cũng như lá rụng về cội. Xong việc, hắn lại xếp chân ngồi xuống, tĩnh tâm nghiên cứu vạn pháp Trường Sinh Quyết. Bộ tiên pháp này khiến cho hắn càng đọc lại càng cảm thấy kích động, sau khi hắn thử tu luyện theo tiên pháp thì toàn thân liền sinh ra một loại năng lượng tái sinh, hơn nữa còn giúp cho hắn phát huy hết tiềm năng trong cơ thể của mình. Nói trắng ra, đây là một loại tiên pháp hồi phục. Ít nhất thì bây giờ hắn nghĩ như thế. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Với đạo hạnh của hắn thì cũng chỉ nhìn thấy được phần nổi của tảng băng mà thôi. Thế nhưng từng đó là đủ dùng ở thế giới bình thường rồi, chân lý thật sự thì phải chờ đến tiên giới mới biết được, vì vạn pháp Trường Sinh Quyết chỉ lộ ra sự thần kỳ của nó khi dùng tiên lực để thực hiện. Cảm ơn tiền bối đã tặng. Triệu Bân khẽ nói, tinh thần chìm vào tâm thức, tập trung tìm hiểu, công pháp tối nghĩa khó hiểu, muốn đọc xuống dưới cũng rất khó khăn. Muốn dùng thì cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ và nghiên cứu sâu hơn. Đúng là may mắn nghịch thiên. Trong ý thức của Triệu Bân có tiếng nói khe khẽ vang lên, người ngoài không thể nghe thấy. Đó là Nguyệt Thần lên tiếng, cô ta từng mở mắt ra trong một thoáng và trông thấy bộ tiên pháp đó, một thứ phát sáng rực rỡ lấp lánh, có lẽ Triệu Bân không biết ý nghĩa của phương pháp này, nhưng cô ta là thần nên hiểu rất rõ. Bàn về những người có lực chiến mạnh nhất của tiên giới thì Đại La Tiên Tông luôn cầm cờ đi trước. Bởi vì, những nhân tài của Đại La Tiên Tông, trên cơ bản là rất khó đánh chết, dù chỉ còn một chút khí thôi, dù chỉ còn một giọt máu thôi, họ cũng có thể dùng vạn pháp Trường Sinh Quyết để tái tạo lại kim thân và nguyên thần. Con rắn đánh không chết chính là từ để nói về Đại La Tiên Tông. Những kẻ đánh bọn họ, một là không đánh, hai là đánh cho đến khi họ tan thành tro bụi. Nếu không thì càng đánh càng khó chịu. Phương pháp đó cô ta cũng biết được một hai, cũng muốn dùng nó để tái tạo nguyên thần và chân thân. Tiếc là không thể thực hiện được, cô ta là thần, chỉ còn một chút tàn hồn, điều đó vượt ra ngoài khả năng của phương pháp này rồi. Hay có thể nói là pháp tắc của cô ta không cho phép. Giữa hai thế giới có sự ngăn cách, trừ khi cô ta vứt bỏ thân phận thần của mình. Tiếp tục phát triển theo cái hướng đó đi. Nguyệt Thần nhắm mắt lại, cô ta muốn nhìn thử xem không có sự hỗ trợ của sư phụ như cô ta thì tiểu tử này có thể phát triển đến mức nào, không có cô ta, có lẽ hắn sẽ phát triển thêm được thiên phú tiềm ẩn bên trong. Số mệnh, 3 phần do trời sinh, 7 phần dựa vào bản thân tự tranh thủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống thiên tông, khiến dãy núi chìm trong mây mù mờ ảo khoác thêm một lớp áo khoác rực rỡ, sắc trời vừa sáng thì những đệ tử chăm chỉ đã ra ngoài. Có người ngồi lưng chừng núi, cũng có người đứng trên đỉnh để hấp thu tinh hoa của đất trời, liếc mắt nhìn lại, khung cảnh đầy sức sống. Cơ Ngân, cút ra đây. Sự yên bình đã bị một tiếng hét to phá vỡ. Đó là Vệ Xuyên mới làm nhiệm vụ về, nghe nói tiểu đệ bị đập, bạn tốt bị đánh, nghe nói hắn ta đi rồi. Cơ Ngân lại nhảy ra nhận khiêu chiến nên tức không biết chút đi đâu, trước đó hắn ta không có trong tông môn, bây giờ trở về rồi thì phải tính sổ một phen. Không đánh cho tên đó tàn phế nhất quyết không ngừng. Vệ sư huynh, huynh nhất định phải giải quyết chuyện này cho ta. Trịnh Minh nói với hai mắt còn ngấn lệ, không biết là diễn hay là muốn khóc thật, từ ngoài nhìn vào có vẻ là nửa này nửa kia, hôm đó giữ thể diện cho lão đại bị Cơ Ngân đánh cho một trận, bị đánh tàn phế không nói, còn thua mất 220 vạn lượng, ngẫm lại cũng thấy đau lòng chứ. Ta chờ ngươi ở diễn võ đài. Lời Vệ Xuyên nói mang theo một loại sóng âm vang vọng nửa thiên tông. Trò hay tới rồi. Trước đó đánh nhau hăng hái lắm mà, bây giờ Vệ Xuyên về thiên tông rồi,
không biết hắn có chịu ứng chiến hay không. 800 lượng, ta cá hắn không dám tới đâu. Chỗ diễn võ đài lại xuất hiện rất nhiều bóng người, đệ tử chăm chỉ cũng không còn chăm chỉ nữa, đều chạy tới xem cuộc vui, một kẻ vào cửa sau đánh 5 trận, đánh tàn phế 5 người, rất muốn nhìn thấy cảnh Cơ Ngân bị đánh, Thiên Tông to như thế, dù sao cũng phải có một người giải quyết hắn chứ. Đồ nhi của ngươi chạy đi đâu rồi? Trên đỉnh Tử Trúc, Linh Lung đồ đệ của Hồng Uyên đến thăm, tìm khắp lầu các của Mục Thanh Hàn lẫn lầu các của Triệu Bân vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đến Thiên Tông nghe thấy sự tích huy hoàng của hắn, ghẹo đến tận gái của đỉnh Lạc Hà, một bức thư tình nổi tiếng khắp Thiên Tông, những người lên đài đánh nhau với hắn đều liệt hết nửa người. Kẻ nữ soái giới thiệu đến quả nhiên là nhân tài. Có trời mới biết hắn chạy đi đâu, Vân Yên nhún vai, nói không chừng đã tìm chỗ trốn mất rồi. Trốn cũng tốt, Linh Lung cười khẽ, đỡ hơn bị đánh tàn phế. Vân Yên cười, chỉ lẳng lặng thưởng thức trà. Đồ nhi của cô ta không ngốc, đánh không lại thì cho người ta leo cây. Cơ Ngân, cút ra đây. Trịnh Minh cứ mắng to mãi không ngừng. Mấy thứ yêu cầu kỹ năng như chửi bới này phải để kẻ làm tay chân như hắn ta ra tay. Còn Vệ Xuyên thì cứ đứng trên đài như tấm bia đứng sừng sững như một bức tranh phong cảnh. Hắn ta đang nghĩ Cơ Ngân sợ mình nên mới dám nhảy nhót lung tung khi hắn ta đi làm nhiệm vụ. Thứ hắn ta muốn chính là cảm giác người ta e dè mình. Đúng là nở mày nở mặt, Vệ Xuyên có khác nhỉ. Cơ Ngân còn chẳng dám đến. Tiếng bàn tán bên dưới cứ vang lên mãi, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Vệ Xuyên khiến hắn ta cứ thấy lâng lâng trong người. Chờ một lát chờ đến tận trưa. Người đến xem cuộc vui đã đi mất hơn nửa, Cơ Ngân không dám tới, chắc chắn là như thế. Khi màn đêm buông xuống, dưới diễn võ đài không còn bóng người, chỉ còn rải rác mấy nhóm tụng năm tụng ba, hơn nữa phần lớn đều ngủ gà ngủ gật. Hoàng Hiết của Luyện Khí Các cùng với Ngụy Đằng đang chống gậy chính là hai người trong số đó. Chờ muốn dài cả cổ, trông mòn con mắt vẫn không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. Sắc mặt Vệ Xuyên đã đen như nhọ nồi. Lần trước chờ một ngày vẫn không thấy bóng người. Lần này, e là lại bị cho leo cây. Để hai người đó đánh một trận cũng khó quá nhỉ. Nếu nhìn từ trên trời xuống sẽ thấy câu chuyện này khá là hài hước. Lần đầu tiên Triệu Bân muốn đến nhưng bị Vân Yên trói lại. Lần thứ hai, Triệu Bân khiêu chiến thì Vệ Xuyên lại đi mất. Lần thứ ba, Vệ Xuyên đến gây chuyện thì Triệu Bân lại biến mất, cứ lướt qua nhau như thế, cái tiếng rủa rụt cổ cộng thêm tôm tép nhãi nhép của hắn đã danh xứng với thực trong mắt người ngoài. Hắt xì. Triệu Bân mở mắt, còn chưa kịp thở hắt ra một hơi thì đã hắt xì một cái thật mạnh, có lẽ đang có khá nhiều người nhớ thương hắn, hơn nữa còn đang tụ lại một chỗ để mắng hắn đấy nhỉ. Triệu Vân xoa mũi. Xoay người ngồi dậy duỗi lưng một cái thật mạnh. Tìm hiểu một ngày một đêm, hắn đã hiểu được chút da lông của vạn pháp trường sinh quyết. Phập! Hắn dùng dao găm cắt một vết máu trên cánh tay mình. Tiện thể dùng thử vạn pháp trường sinh quyến. Một cảnh tượng thần kỳ hiện ra, vết thương đầy máu tươi nhanh chóng khép lại. Kỳ diệu, quả là kỳ diệu, Triệu Bân nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Sau khi dùng thử vạn pháp trường sinh quyết thì dường như trong cơ thể hắn đã có thêm một loại sức mạnh thần kỳ, hắn tự đặt tên cho nó là lực tái sinh, có thể khép lại miệng vết thương trên người trong khoảng thời gian rất ngắn. Bàn về hồi phục sinh lực thì nó vượt xa tẩy tủy dịch cân kinh. Bí thuật khác nhau, tác dụng đặc biệt cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn như tẩy tủy dịch cân kinh chỉ dùng để rèn luyện khí lực, chẳng qua nó có thêm chút lực hồi phục. Chẳng hạn như vạn pháp trường sinh quyết có khả năng tái sinh, nếu dùng nó để luyện thể thì hẳn là không được. Phập, phập. Sau đó hắn lại thử thêm nhiều lần nữa, từng vết máu được cắt ra. Nếu có người nào khác ở đây chắc hẳn sẽ kinh ngạc lắm, ngạc nhiên không biết tên này có khuynh hướng tự hại mình hay không. Thử nghiệm ấy mà, lúc cần tự hại mình thì vẫn phải tự hại mình. Triệu Bân cắt ra những vết máu, có nông có sâu, tất cả đều hồi phục lại như cũ trong tích tắc. Hắn có một suy đoán to gan hơn. Nếu chém cả cánh tay thì vẫn có thể dùng vạn pháp trường sinh quyết để tái sinh. Thế nhưng bấy giờ hắn lại không dám thử, bởi vì hắn còn chưa lĩnh ngộ hết phương pháp này, chưa nắm bắt được điểm tinh túy nhất, nếu chém một cánh tay đi mà không thể tái sinh được thì chẳng phải là vô nghĩa ư. Cái tên Vương Dương đó tu vạn pháp trường sinh quyết thì đấy nhỉ. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, đêm đó khi chiến đấu hắn mới thật sự nhìn thấy khả năng hồi phục của Vương Dương. À không đúng, có lẽ không chỉ là hồi phục sinh lực mà là lực tái sinh,
nếu không hắn đã chẳng vất vả như thế để giết người. Nếu không phải thì chắc hẳn cũng là phương pháp khác nhưng lại có một kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Triệu Bân sờ cằm, ma tộc có quá nhiều nhánh, luôn có một vài người nổi tiếng, chẳng những có được khả năng tăng trưởng mạnh cùng với lực tái sinh đáng sợ, chàng qua cách tu luyện có hơi máu me, chẳng hạn như Vương Dương này, rõ là dùng máu người sống để tăng cường ma lực. Gạt bỏ suy nghĩ đi, hắn tiếp tục tìm hiểu. Có vài điều hắn cũng không hiểu lắm. Cùng là lực tái sinh, tại sao lại gọi là vạn pháp trường sinh quyết, cứ gọi là vạn pháp tái sinh quyết nghe hợp lý hơn ấy. Nghĩ một lát thì hắn cũng bình thường lại, dù có được phương pháp này nhưng vẫn chưa hiểu được, những thứ hắn học hỏi được chỉ là muối bỏ biển, nói không chừng sau khi tu luyện phương pháp này thành công lại có được sự trường sinh bất tử cũng nên. Nếu thế thì hắn có thể sống thêm rất nhiều năm. Lần lĩnh ngộ tiên pháp này, tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào đó, cứ như đang ngủ. Hay có thể nói là hắn thật sự đang ngủ, lại còn mơ thấy ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi, trên đó còn hằn rõ vẻ đau khổ, tiếng kêu rên vang mãi như thể đang bị giam cầm trong giấc mơ đó, muốn tỉnh cũng không cách nào tỉnh lại được. Trong mơ hồ, dường như hắn lại trông thấy cánh cổng trời cực lớn đó, còn xa xôi hơn cả giấc mơ ấy. Trong mơ hồ, dường như hắn lại trông thấy một vầng sáng, nói chính xác hơn là một bóng lưng như thực như ảo, bao trùm trong ánh sáng vĩnh hằng, bước vào khoảng không vô tận bay về phía cánh cổng trời cực lớn. Nếu ta chết, thì để ngươi lên. Trong mơ hồ, một lời nói đầy cổ xưa và tang tóc vang lên, như thể nó đã vượt qua dòng chảy rất dài của thời gian, khàn khàn mang theo chút chờ mong, như một ma chú văng vẳng bên tai hắn mãi không tan. Nguyệt thần đang bế quan đột nhiên rên khẽ, hồn thể cứ vặn vẹo mãi không yên. Trong tiềm thức của Triệu Bân, thứ Triệu Bân có thể nhìn thấy thì cô ta cũng vậy, Triệu Bân nghe gì cô ta cũng nghe thấy, những lời cổ xưa đầy tang tóc đó khiến cô ta cũng phải run sợ. Khóa thời không, Nguyệt thần khẽ thì thào, đầy kinh ngạc và ngơ ngác. A! Triệu Bân đột nhiên hét lên, bật dậy thở hổn hển. Cơn ác mộng này cũng khá dài. Tuy đã tỉnh nhưng lại không phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo. Đôi mắt lẽ ra nên sâu thăm thẳm đó lại mang vẻ ngờ nghịch nào đó. Người đó là ai? Tiếng hỏi khẽ đó chỉ mình hắn nghe thấy. Cộng với lần trước, thì đây đã là lần thứ hai giấc mơ quay trở lại. Cổng trời cực lớn, những lời tang thương, bóng lưng vĩnh hằng trông như thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ hư ảo, rồi lại tựa như khắc sâu vào linh hồn hắn. Trong lơ đãng, bất giác diễn cùng hắn một vở kịch. Người đó là ai? Nguyệt thần hỏi. Đó chắc hẳn là một thần sáng từ rất xưa, mạnh hơn cô ta rất nhiều, ít nhất cũng phải 6 thế hệ, khiến hồn thể của cô ta phải cố gắng chiến đấu. Điều cô ta tò mò là vị thần đó có quan hệ gì với Triệu Bân? Sắp xuất quan rồi mà lại xảy ra chuyện như thế. Hai má Nguyệt thần tái nhợt, lại ôm eo thất tha thất thểu ngồi xuống. Nói thật thì vết thương không hề nhẹ, cũng may vẫn còn thần vị bảo vệ, nếu không chắc đã hồn phi phách tán, nhưng vết thương cũng không hề nhẹ nên vẫn phải bế quan để hồi phục hồn lực và cũng là dưỡng thương. Trước khi nhắm mắt lại cô ta còn nhìn Triệu Bân. Cái tên quả nhiên không phải là người bình thường. Giấc mơ kỳ lạ thật. Bên này, Triệu Bân đã hoàn toàn tỉnh táo và cứ thì thào mãi không thôi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn mới thôi suy nghĩ. Tạo ấn thực hiện thuật thông linh. Ếch! Tiếng kêu đó khiến Triệu Bân cảm thấy rất vui. Rất nhiều ngày trôi qua, cuối cùng thông linh cũng không còn vách ngăn, cuối cùng hắn cũng triệu hồi được đại bằng cánh vàng. Đại bằng giờ phút này thật sự đã trở nên phi thường. Lâu ngày không gặp, nó đã bỏ đi bộ lông tạp nham kia, toàn thân là lông chim màu vàng, nhất là đôi mắt đó sắc bén hệt như lưỡi kiếm, có lẽ nó đã trải qua niết bàn. Lực huyết mạch tiềm ẩn được kích phát ra rất nhiều, huyết khí màu vàng ẩn chứa lực sinh mệnh mênh mông. Ngoài ra còn đầu của đại bằng cũng lớn hơn trước kha khá. Ếch! Đại bằng lại lên tiếng, nó hào hứng kêu, quả đầu lông lá cứ cọ vào người Triệu Bân tới lui, cứ như một ngày không thấy cách ba thu, miễn bàn đến việc lần này họ xa nhau lâu như thế, chúng một chiêu ma luân huyết tế suýt mất cả mạng. Đi! Triệu Bân cười, leo lên lưng đại bằng. Đại bằng lại rít lên, như một vầng sáng vàng bay thẳng lên trời, nó cứ liên tục kêu ếch ếch, có lẽ đang muốn kể cho Triệu Bân nghe gì đó.
Người ngoài không hiểu được tiếng kêu của nó nhưng Triệu Bân tâm linh tương thông lại nghe hiểu, đại bằng đang thể hiện sự vui sướng của nó. Không bao lâu, đại bằng đã bay ra khỏi khu núi rừng đó. Triệu Bân tìm đường, lại mò đến con sông đó, một đường tìm kiếm Vương Trác. Nhưng khác với lần trước là lần này hắn từ Nam tìm lên Bắc, dù sao tỷ thí Tân Tông cũng sắp đến gần rồi, không thể đi quá xa Thiên Tông, hắn còn phải trở về tham gia tỷ thí, hắn cần viên đan tỉnh thần đó để cứu Liễu Tâm Như. Sông lớn thì có nhiều nhánh, từ trên trời nhìn xuống cũng không hề dễ dàng để tìm được một người. Cũng như lần trước, hắn không xác định được Vương Trác đã đi hướng nào, lại càng không biết Vương Trác còn sống hay không. Lại đến một vùng khác. Đại bằng xoay quanh trên trời, Triệu Bân nhìn xuống quan sát. Không thấy bóng người nào. Nhìn một lát thì hắn phải liếc sang, dưới kia không người nhưng trên không thì có. Dõi mắt xem thật kỹ, có thể thấy một đám mây màu đỏ máu tung bay, nói chính xác hơn là một con chim lớn, huyết điêu cả người đỏ sậm, tốc độ như tia chớp lướt qua bầu trời bay đến, trên lưng có người ngồi xếp bằng. Thi Sơn. Hai mắt Triệu Bân híp lại thành đường thẳng, nhận ra người đó là ai. Đó là người của tộc xác chết, hắn từng gặp trong phần mộ vua Âm Nguyệt, còn dùng thân phận Hồng Uyên dọa kẻ đó chạy, không ngờ lại gặp nhau ở đây, khỏi phải hỏi, chắc chắn lão ta lại đi đào mộ ai đó rồi. Ngoài Thi Sơn thì trên lưng huyết điêu còn một người khác. Đó là một thanh niên áo đen như một bức tượng ngồi xếp bằng cực kỳ vững vàng. Thấy thế, Triệu Bân chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Cũng chẳng trách hắn được, bởi vì đó chính là ma tử, thánh tử Ma Gia. Hôm đó, kẻ từng đánh lén Hoa Đô bằng ma luân huyết tế trên đường cái thành Minh Nguyệt chính là người này, còn từng đuổi giết hắn, đại bằng trở về linh giới nhiều ngày không cách nào thông linh được cũng vì chúng phải ma luân huyết tế của hắn ta, ngọn lửa màu đen quỷ dị đó một khi đã dấy lên sẽ cháy mãi không ngừng. Hắn nhận ra thì tất nhiên đại bằng cũng nhận ra. Bởi vì nhận ra đó là ma tử nên ánh mắt đại bằng mới lóe lên ánh sáng lạnh hơn cả băng. Từng trúng một chiêu ma luân huyết tế. Suýt chút nữa là khiến nó chôn thây tại đó, chữa thương rất nhiều ngày mới khỏi. Tộc xác chết liên kết với Ma Gia à, Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Thi Sơn là đủ đáng sợ rồi, lại còn cộng thêm ma tử, hai người họ lại đi chung. Ếch, đang ngước nhìn thì huyết điêu đã bay đến, ánh mắt nhìn đại bằng đầy khát máu và hung tàn. Thi Sơn khẽ liếc sang nhìn Triệu Bân, cũng nhìn đại bằng, có thể thấy được sự phi thường của đại bằng cũng như Triệu Bân, tiểu bối này. Không phải là cảnh giới chân linh bình thường. Ma tử bên cạnh lão ta cũng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Triệu Bân, ma tử chợt nhíu mày lại, cứ thấy quen quen thế nào ấy. Soạt. Huyết điêu lao đi như tia chớp, sải cánh lướt ngang qua vòng trời. Không phải hai bên bắt tay nhau. Triệu Bân thì thào, một thoáng nhìn lướt qua hắn đã nhận thấy một vài manh mối. Ma tử khoanh chân bất động ở đó không phải vì hắn ta chẳng muốn cử động. Là không thể cử động được, có lẽ đang bị Thi Sơn trói buộc, nếu hắn đoán không sai thì chắc là Thi Sơn tóm ma tử về, còn bắt về làm gì thì hắn cũng đoán là để luyện con rối xác chết, hoặc là mang về tra hỏi những bí ẩn của ma gia truyền lại. Ba người họ, là kẻ thù của nhau. Nay một trong số đó tóm một kẻ khác, cũng khá thú vị. Không nên nán lại nơi này lâu, Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, đại bằng tâm linh tương thông về cánh bay cao. Đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng chim. Không ngờ con huyết điêu đó lại bay ngược trở về, Thi Sơn ngồi khoanh chân trên lưng đó đã đứng dậy, con người ánh lên vầng sáng lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm nhìn thẳng vào Triệu Bân cùng đại bằng. Nơi rừng núi hoang vu thế này sắp xảy ra một vụ giết người cướp của. Triệu Bân cũng đứng dậy, dán hai lá bùa tốc hành lên người đại bằng. Thi Sơn là địa tạng tầng cao nhất. Có thêm hai con rối xác cảnh giới địa tạng, tức là ba địa tạng. Hắn đánh không lại nên chỉ có thể chạy. Tiểu bối, vội vã đi đâu thế? Thi Sơn cười, vung tay dán hai lá bùa tốc hành như hắn. Soạt. Huyết điêu cảnh giới huyền dương tầng cao nhất có tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây đã rút ngắn khoảng cách còn mấy chục mét. Cùng lúc đó, ánh mắt Thi Sơn xuất hiện tia chớp, nhắm thẳng về phía đại bằng. Đánh người phải giết ngựa trước. Giết được thú cưỡi rồi. Cái gì cũng dễ bàn. Phá. Triệu Bân hừ lạnh, dùng kiếm Long Uyên để cản tia chớp lại. Vấn đề là tu vi của hắn thua kém người ta quá nhiều,
tuy đỡ được nhưng cũng bị hất ngã lăn. Đi! Triệu Bân chẳng cần phải nghĩ nhiều, ra lệnh cho Đại Bằng. Còn hắn thì như một cái bao cát rơi xuống từ trên không. Đúng là thú thông linh, trí nhớ kém thật. Thi Sơn nhếch môi lên, một tay thò xuống dưới muốn tóm lấy Triệu Bân. Tất nhiên Triệu Bân sẽ không để bị tóm, một giây trước đó đã dán bùa tốc hành lên người, tốc độ rơi xuống nhanh hơn để tránh né cú bắt của Thi Sơn, từ xa nhìn lại, hắn là một sợi chỉ rơi từ trên trời xuống. Hay lắm tên tiểu võ tu kia. Thi Sơn bắt đầu thấy hứng thú, điều khiển huyết điêu lao xuống đuổi theo. Cách mặt đất vài mét thì hắn lấy một lá bùa lơ lửng ra, vững vàng đáp xuống. Hắn như một bóng đen lao nhanh vào khu rừng rậm rạp. Nếu để ngươi chạy thoát thì lão già này sẽ mất mặt lắm. Tiếng cười âm u của Thi Sơn vang vọng, tay áo vung lên, kiếm khí đầy trời chém xuống. Mỗi một kiếm khí đều vô cùng sắc bén khiến gốc cây lớn bị xẻ thành từng mảnh, nham thạch cứng rắn cũng bị chém nát như miếng đậu hũ. Đó chính là uy thế của địa tạng tầng cao nhất, tiện tay đánh một cái là đủ đáng sợ rồi. Bịch, bốp. Triệu Bân nhảy lên, lấy kiếm ngự hồn đỡ lấy kiếm khí. Hắn từng ngoảnh đầu nhìn lại, muốn cho Thi Sơn, một chiêu thuấn thân tuyệt sát. Ngượng ngùng ở chỗ hắn không đủ động lực. Dù động lực đủ thì với tu vi của hắn hiện nay cũng chẳng phá nổi phòng ngự của Thi Sơn, cảnh giới địa tạng tầng cao nhất không phải là người chân linh tầng cao nhất có thể so sánh, chỉ mỗi chân nguyên hộ thể thôi đã đủ để hắn không thể chạm vào người đó rồi. Trừ khi đối phương đã bị thương nặng từ trước, hoặc là lộ ra sơ hở chí mạng. Cảnh giới chân linh mạnh như ngươi, cũng lâu rồi ta không thấy. Thi Sơn cười âm hiểm, tiếng cười có ma lực mê hoặc lòng người. Cứ đuổi theo mãi không dừng, lần lượt vung tay áo lên, chém một loạt kiếm khí xuống, đã xem Triệu Bân là con mồi của mình. Trên lưng huyết điêu, ma tử lẳng lặng nhìn. Triệu Bân đoán không hề sai, hắn ta bị Thi Sơn tóm, bị trói không cử động được. Keng! Ma tử ngước lên, Thi Sơn lại chém một loạt kiếm khí xuống. Sau đó trông thấy màu đỏ của máu. Kiếm khí quá nhiều, dù là Triệu Bân cũng không thể chặn hết được. Trên người lần lượt xuất hiện vết máu. Hắn dùng vạn pháp trường sinh quyết, những vết kiếm nhanh chóng hồi phục như cũ. Lực hồi phục bá đạo thật, đôi mắt già nua của Thi Sơn híp lại. Vài giây sau, lão ta lại nói thêm một câu, không đúng, là lực tái sinh. Khi nói bốn chữ đó, hai mắt lão ta lóe lên ngọn lửa nóng rực. Cứ tưởng Triệu Bân chỉ mạnh hơn cảnh giới chân linh bình thường một chút thôi. Lần này nhìn lại mới thấy là một bảo bối, khỏi phải nói nhiều, chỉ với lực tái sinh đó thôi là đủ để nghịch thiên rồi, vượt hẳn giới hạn của sự hồi phục và cũng không phải là thứ lực hồi phục có thể so sánh, nếu lão ta học được thì dưới thiên võ có ai dám đụng tới. Nghĩ thế, lão ta không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc hơn. Lão ta vung tay áo lên, một phù văn đen ngòm rơi xuống đầy trời như mưa. Đó không phải là phù văn bình thường, là loại phù văn bị cấm. Số lượng đó nhiều đến mức da đầu con người ta phải run lên. Rất nhiều đòn tấn công được ném xuống, chỉ cần một cái trúng vào Triệu Bân thôi là đủ để trói chân hắn rồi. Ép ta chơi lớn hả? Triệu Bân hừ lạnh, mở thiên cang hộ thể, một vầng sáng vàng bao bọc lấy hắn, dần mở rộng ra, sức mạnh vượt trời, phù văn đầy trời còn chưa đụng chúng thì đã bị hắn hất văng. Thiên cang hộ thể, Thi Sơn nhướng mày. Ma tử bên cạnh cũng nói thầm trong lòng. Thiên cang hộ thể với sức phòng ngự tuyệt đối thế này chỉ có thể là bí truyền của Dương Thiên Thế Gia. Một khi thiên cang đã được dùng đến thì sẽ đánh bay tất cả mọi thứ. Tất nhiên đó cũng chỉ là cách nói phóng đại lên mà thôi. Không nói chi nhiều, với ngọn lửa của ma luân huyết tế thì thiên cang hộ thể không cách nào chắn được. Đúng là người của Dương Thiên Thế Gia, quả là bất ngờ, Thi Sơn lại càng hào hứng, hôm nay lão ta sẽ có một vụ thu hoạch rất lớn. Có được bí thuật lực tái sinh, cũng có cả pháp môn tạo thành thiên cang hộ thể, chỉ cần hai bí tịch đó là đủ để lão ta thấy vụ giết người cướp của này không uổng rồi. Ít nhiều gì cũng là địa tạng, ước hiếp hậu bối thế mà coi được. Triệu Bân mắng to, bước chân lướt đi như gió, hắn giờ chẳng khác gì một bóng đen. Ngươi không chạy nổi đâu. Thi Sơn đột nhiên hét một tiếng to như sấm, một tay kết ấn. Đột nhiên. Hướng Triệu Bân đang chạy có một vách tường cực kỳ nặng nề ầm ầm ngoi lên từ nền đất,
dùng đến cả bí pháp độn thổ chỉ để ngăn không cho Triệu Bân chạy, ngươi chạy nữa ta xem. Soạt. Triệu Bân lao đầu vào đó, xuyên tường, thoải mái đi qua. Ái già. Lần này không chỉ Thi Sơn mà cả ma tử cũng nhướng mày. Tiểu võ tu nhà ngươi cũng bản lĩnh gớm nhỉ, còn biết là thuật xuyên tường. Chưa kịp ngạc nhiên xong thì Triệu Bân lại trình bày thêm thuật độn thổ, dùng độn thổ để trốn khỏi lần đuổi giết này. Hay, hay lắm. Thi Sơn nổi giận, nhảy từ trên trời xuống giẫm rung cả mặt đất. Triệu Bân bị đánh bay ra, chấn động đến mức nội thương, phun một ngụm máu tươi. Còn chiêu gì nữa không? Thi Sơn cười âm u, phù văn đan thành một tấm lưới được đẩy tới. Triệu Bân còn chưa kịp đứng xuống đất thì đã như một con cá nhảy lên trên không rồi bị lưới lớn tóm lại, cái lưới nhanh chóng co rút, một phù văn khắc vào thể phách của hắn, giam lại thật chặt. Bây giờ thì cả thế giới trở lại bình yên rồi. Triệu Bân cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không muốn ngoan cũng chẳng được, bị trói quá chặt. Thi Sơn cười to, một tay xách Triệu Bân lên tùy ý ném lên lưng huyết điêu. Huyết điêu dương cánh bay lên trời cao. Thi Sơn nhìn chằm chằm Triệu Bân rất lâu mới khoanh chân ngồi xuống. Lão ta đang bị thương, còn nội thương rất nặng nên phải mau chóng chữa thương đã, còn hai tiểu bối này thì chờ lão ta tìm trốn không người lại nghiên cứu một phen, chẳng hạn như thiên cang hộ thể này, bí pháp lực tái sinh này, xuyên tường và độn thổ này, cũng kiếm được kha khá trò. Sau lưng, Triệu Bân khoanh chân ngồi, ma tử cũng thế. Hai người cùng liếc sang và chạm mắt nhau. Hai mắt của ma tử sâu thăm thẳm, nhất là mắt phải, nhìn cẩn thận sẽ thấy một ấn ký quỷ dị, hình dạng như bánh xe, lóe lên ánh sáng kỳ lạ, đó chính là mắt ma luân. Con mắt đáng sợ thật. Triệu Bân thầm nói, rồi nhìn con mắt còn lại của ma tử. Mắt ma luân trong truyền thuyết có thể thực hiện cấm thuật ngọn lửa đen. Ngọn lửa đó một khi đã bùng lên thì sẽ cháy đến chết. Không biết lực tái sinh của vạn pháp trường sinh quyết có thể chống lại được ma luân huyết tế không, Triệu Bân thầm nghĩ, một cái là đốt đến chết, một cái là hồi phục từ cái chết, có lẽ sẽ đối nghịch nhau. Ma tử không nhìn nữa, ánh mắt hắn ta nhìn Thi Sơn đầy sát ý. Triệu Bân cũng không nhìn nữa, hắn cũng hầm hầm với Thi Sơn. Bọn kiến cỏ mà cũng dám so bì với đẳng cấp như ta sao? Thi Sơn không quay lại. Chỉ nở nụ cười âm hiểm với vẻ đầy ma tính, sao lão ta lại không cảm nhận được khi bị hai cặp mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm mình cơ chứ? Có điều, lão ta hoàn toàn không để tâm, ai lại đi nổi giận với bọn tép siêu làm gì? Đợi lão ta hòa hoãn lại thì sẽ tính sổ với từng tên một. Một lúc sau, huyết điêu rơi xuống một ngọn núi lớn. Nằm nấp sâu trong núi là một địa cung, nói chính xác hơn. Nó từng là một ngôi mộ được Thi Sơn cải tạo thành địa cung. Còn về người được chôn trong mộ thì chắc là đã bị Thi Sơn đem ra luyện thành con rối từ xác chết rồi. Địa cung không phải là nhỏ, chính giữa có một đàn tế rất lớn, chắc là từng dùng để đặt quan tài trước đó. Quan tài đã được Thi Sơn chuyển đi từ nhiều năm trước, bây giờ chỉ còn lại một đàn tế trống không thôi. Còn Triệu Bân và ma tử thì bị nhốt kín trên đàn tế. Ngoan ngoãn chút đi. Thi Sơn thả hai người họ xuống rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tĩnh tâm trị thương. Trên đàn tế, Triệu Bân và ma tử ngồi đối diện nhau, họ nhìn vào mắt nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sắc mặt của ma tử rất tệ, không biết là hắn ta đang nghĩ gì. Triệu Bân thì đang liên tục suýt xoa trong lòng. Trước đó, hắn còn có mâu thuẫn không đội trời chung với ma tử, ngoảnh mặt thì lại thành người cùng cảnh ngộ. Người của tộc xác chết đáng giết trăm ngàn lần đâu đâu cũng có, đi đến đâu cũng gặp được, làm mấy chuyện thất đức như đào mộ nhà người ta thì thôi đi, còn câu kết với bọn giết người cướp của, vụ nào cũng có chúng tham gia. Thỉnh thoảng hắn còn liếc nhìn Thi Sơn. Lão già đó đang bị thương, hơn nữa còn là nội thương, chuyện này hắn có thể nhìn thấy rất rõ. Theo hắn đoán thì chắc là lão ta đã bị một người cấp chuẩn thiên đánh bị thương. Trong cơ thể lão ta vẫn còn sót lại một luồng sát ý đáng sợ. Lúc này, Thi Sơn đang cố gắng đánh tan luồng sát khí đó đi, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Muốn sống thì ngươi và ta phải hợp tác với nhau. Hắn không nhìn về phía Thi Sơn nữa mà nhìn sang ma tử, dùng khẩu hình miệng để nói chuyện, hắn tự cho rằng ma tử có thể hiểu được, một cấp huyền dương và một cấp chân linh,
nếu không hợp tác thì không thể nào thoát được đâu. Ma tử cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại, lúc hắn ta nói chuyện, thỉnh thoảng mắt còn liếc Triệu Bân một cái, ngụ ý trong ánh mắt của hắn ta rất rõ ràng, thật không biết cái tên tiểu võ tu này lấy đâu ra tự tin nữa. Đã bị giam giữ thì sao còn chạy được, Thi Sơn là địa tạng đỉnh cao đấy, trưởng qua một trưởng thôi thì hai người họ đều phải quỳ hết. Ta biết ngươi có mắt ma luân, Triệu Bân lại nói. Hắn vừa dứt lời thì ma tử hơi chau mày, hai mắt cũng đột nhiên nheo lại. Không có mấy người biết được hắn ta có mắt ma luân, dù cho là Thi Sơn người đã bắt hắn ta đến đây thì cũng không biết chuyện đó, nhưng sao cái tên tiểu võ tu lạ mặt này lại có thể thốt ra được câu đó, điều này thật sự khiến hắn ta quá bất ngờ. Sao ngươi lại biết, ma tử nhìn thẳng vào Triệu Bân. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ làm sao để thoát chết được đây, Triệu Bân nở nụ cười, rồi nói thêm câu nữa, nếu như ngươi và ta phối hợp ăn ý thì sẽ có cơ hội sống sót. Ồ, ma tử hào hứng nói ra nghe thử nào. Dùng ma luân huyết tế của ngươi tạo một vết thương trên người lão ta, những chuyện còn lại cứ giao cho ta, Triệu Bân chậm rãi nói. Mặc dù hắn có tuyệt chiêu thuấn thân tuyệt sát nhưng không thể phá được phòng ngự của Thi Sơn. Còn ma luân huyết tế của ma tử thì có thể phá được phòng ngự của Thi Sơn nhưng nó lại có điểm yếu chí mạng, đó là chỗ nào chúng chiêu, bị chém ngay thì thứ đó không khó phá. Bởi vậy mới nói, bất cứ ai trong hai người họ cũng đều không thể tháo gỡ được cục diện này. Nếu như hai người họ hợp tác, vậy thì khó nói rồi. Ma luân huyết tế có thể phá phòng ngự của Thi Sơn và khiến lão ta bị thương. Và thuấn thân tuyệt sát chỉ cần nhắm chuẩn vào vết thương đó là được. Nói trắng ra, một người phụ trách phá phòng ngự còn một người phụ trách giết. Tùy cơ ứng biến. Ân oán trước đây tạm thời không bàn đến, sống sót được mới là chuyện quan trọng nhất. Vì vậy, dù cho liên thủ với kẻ thù thì cũng là chuyện cần thiết. Ma tử thì lại cười giễu cợt, chúng ta còn không cử động được, dù cho có làm lão ta bị thương thì cấp chân linh như ngươi có thể làm được gì. Giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm sao, hay là hét lên trong tuyệt vọng. Ngươi có từng nghe qua thiên nhãn và thuấn thân chưa? Triệu Bân nói xong thì mắt trái liền có một tia sáng kỳ lạ thoáng qua. Tình hình quá cấp bách, không còn thời gian để che giấu nữa, muốn để ma tử tin tưởng những gì mình nói thì hắn chỉ có thể biểu diễn chút bản lĩnh vốn có, hắn vẫn còn có thù lớn chưa báo, không thể nào chết ở đây được. Thiên nhãn, thuấn thân. Ma tử chau mày và nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào mắt trái của Triệu Bân. Chắc chắn con mắt đó là thiên nhãn. Còn về thuấn thân của thiên nhãn, đương nhiên là hắn ta đã từng nghe qua, rất hiếm có, tuyệt đối không thua kém ma luân huyết tế. Tên tiểu võ tu trước mặt dám nói như thế thì chắc chắn không phải nói xạo, không chừng hắn thật sự có khả năng giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm. Chỉ có điều, thuấn thân tuyệt sát của cấp chân linh rất khó có thể phá được phòng ngự của cấp địa tạng đỉnh cao. Vì vậy, mới cần ma luân huyết tế phá phòng ngự. Trong giây phút đó, hắn ta đã giật mình, nhưng hơn cả giật mình là sự kiêng kỵ. Thuấn thân tuyệt sát, khó mà đề phòng, nếu đánh nhau với tên này, có chết cũng không biết mình chết thế nào nữa. Ngươi kiềm chế một chút. Triệu Bân lại dùng khẩu hình miệng, ngụ ý rất rõ ràng, ngươi nhìn thì cứ nhìn, đừng có bất cẩn bắn ma luân huyết tế lên thiên nhãn của ta. Ta mà trúng đòn ngay lúc quan trọng này thì đúng là chuyện vớ vẩn. Rốt cuộc ngươi là ai, ánh mắt ma tử sáng lên. Chuyện đó có quan trọng không, Triệu Bân mỉm cười. Ngươi nói xem, ma tử cười lạnh lùng, ta phải làm rõ ngươi là ai để sau này mà đụng mặt lần nữa thì cũng tiện đề phòng, ông đây không muốn đang yên đang lành mà cái đầu lại dọn nhà đi mất đâu. Gia tộc Dương Thiên, Triệu Bân đáp. Hậu bối của gia tộc Dương Thiên ta đều đã gặp qua, nhưng không thấy ai như ngươi, ma tử nói. Ngươi hiểu biết cũng rộng đấy. Không dễ dụ ta đâu. Thôi được rồi, ta là người của Thiên Tông, Triệu Bân trả lời. Có vẻ như chuyện này không thể nào giấu được, với thế lực của nhà họ Ma thì có thể điều tra ra rất dễ dàng. Thiên Tông. Ma tử đảo mắt liên tục, dò hỏi Triệu Bân kỹ càng một lượt. Hắn ta biết hết đệ tử Thiên Tông, bao gồm cả tốp mới nhập môn, cả Thiên Tông chỉ có một đệ tử cấp chân linh, đó là cơ ngân của đỉnh Tử Trúc, điểm này thì hắn ta đã điều tra rõ từ lâu rồi. Thật không ngờ người đó lại đang đứng trước mặt hắn ta. Người ta nói cơ ngân của Thiên Tông là đệ tử đi cửa sau để vào tông, hơn nữa còn là con rùa rụt cổ,
giờ xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Người được nữ soái Xích Diễm giới thiệu chẳng những không phải thứ vô dụng mà còn là một kỳ tài, điều buồn cười là, đến bây giờ, mấy lão già của Thiên Tông vẫn không biết gì hết. Đúng là mắt mù rồi. Một lúc lâu sau mới nghe Thánh tử Ma Gia lên tiếng suýt xoa. Hắn ta đã từng nhìn thấy tranh vẽ cơ ngân. Ngặt nỗi, khuôn mặt của đối phương quá phổ thông nên hắn ta không nhận ra, hèn gì trông rất quen mặt. Quả nhiên, mạng lưới tình báo của nhà ngươi không phải chỉ có cái danh. Triệu Bân cũng suýt xoa, mới nói đôi ba câu mà người này đã đoán ra hết rồi, ai mà biết trong Thiên Tông có thám tử của nhà họ Ma cài vào hay không. Theo hắn thấy thì nhất định là có, La Sinh Môn còn có thể lẻn vào được, đương nhiên nhà họ Ma cũng có thể. Nói không chừng, đến cả tộc xác chết, Huyết Y Môn và cả người của quốc gia khác nữa cũng đã chui vào không ít, chỉ là không biết Thiên Tông và Hoàng tộc có biết chuyện này hay không thôi. Quá khen rồi, Ma Tử cười giả tạo. Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, hợp tác không, Triệu Bân mỉm cười nhìn sang Ma Tử. Hợp tác chứ, đương nhiên là hợp tác rồi, Ma Tử hơi nhếch môi. Lát nữa, nhắm chuẩn vào trán lão ta. Được, họ đã vui vẻ quyết định hợp tác. Có điều, hai người vẫn rất ngoan ngoãn. Hai bên đều đang bị phong ấn, không ngoan ngoãn cũng không được. Bây giờ việc phải làm trước tiên là phá bỏ phong ấn, không phá được phong ấn thì có nói gì cũng vô dụng. Cũng may là phong ấn này có giới hạn thời gian càng lâu thì phong ấn càng yếu, khi đó họ có thể cố gắng phá bỏ nó. Nhanh, nhanh lên chút nữa. Triệu Bân cũng nhắm mắt, động lực của hắn còn chưa đủ, cần phải cố gắng tích lũy thêm. Ma Tử cũng làm việc tương tự. Trước đây, nếu như có đủ động lực để thi triển Ma Luân Huyết Tế thì hắn ta đã không bị bắt, ít ra thì cũng có thể khiến Thi Sơn khó chịu, đốt chết lão già nhà ngươi. Thời gian âm thầm trôi qua. Trong địa cung âm u tĩnh mịch đến đáng sợ, một cao thủ cấp địa tạng đỉnh cao, một tên cấp huyền dương, một kẻ cấp chân linh. Có hai người đang phục hồi năng lực của thiên nhãn, có một người đang đánh tan sát ý trong cơ thể, ai cũng có tính toán của mình. Bản thân mặc niệm cho ngươi trước. Nguyệt Thần mở mắt, liếc Thi Sơn một cái. Thế giới lớn như thế, người đông đúc như vậy mà ngươi cũng biết chọn người để bắt quá. Bắt thánh tử nhà họ Ma, bắt thêm một đệ tử thiên tông, một tên có thiên nhãn trái, một tên có thiên nhãn phải, một tên có ma luân huyết tế, tên kia lại có thuấn thân tuyệt sát. Khi bị hai kỳ tài này để mắt đến thì ngươi sống tốt được mới là lạ. Diệt, diệt cho ta. Thi Sơn nghiến răng, đương nhiên lão ta không biết kế hoạch của Triệu Bân và Ma Tử, lão ta vẫn đang điều động chân nguyên, cố gắng loại bỏ luồng sát ý đó. Mặc dù cấp bậc địa tạng đỉnh cao và cảnh giới chuẩn thiên chỉ cách nhau nửa bước nhưng khả năng chiến đấu lại là một trời một vực, chỉ một luồng sát ý thôi cũng đủ khiến lão ta khó chịu rồi. Cũng phải trách tên cấp chuẩn thiên đó. Mạnh đến mức đáng sợ, có thể sống sót được đã là may mắn lắm rồi, vì chuyện đó mà lão ta phải hy sinh mất hai con rối tử xác chết. Đừng đụng đến hoàng tộc đại hạ. Lúc này, lời cảnh báo của Thi Tổ nói với họ lại văng vẳng bên tai. Không sai, người làm lão ta bị thương chính là cao thủ chuẩn thiên của hoàng tộc đại hạ, suýt chút là đã chém lão ta chết tươi rồi. Ngươi hãy đợi đó cho ta. Thi Sơn lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng. Lúc nói còn không quên quay lại, liếc Triệu Bân một cái. Tên này là một bảo bối, đợi lão ta học được thiên cang hộ thể và bí pháp về lực tái sinh rồi thì nhất định sẽ tìm kẻ kia luyện vài đường. Không biết, nếu để lão ta biết Triệu Bân còn có một thiên nhãn thì lão ta có mừng đến phát điên lên không nữa? Không biết, nếu lão ta biết Ma Tử cũng có một thiên nhãn thì lão ta có kích động đến mức cười lớn không? Hơn nữa, cả hai thiên nhãn này đều có cấm thuật phi thường. Trên đàn tế, Triệu Bân và Ma Tử đều mở mắt ra. Thiên nhãn của hai người đều toát ra ánh sáng kỳ lạ, có vẻ hai bên đều đã tích góp đủ động lực rồi, chỉ đợi phong ấn yếu đi, đó sẽ là lúc kiểm tra sự ăn ý của họ, có thể sống sót hay không đều cược hết trong trận này. Hỏi thăm ngươi một chuyện, Triệu Bân nhìn sang Ma Tử, dùng khẩu hình miệng để nói, trong phân nhánh của ma tộc, có phải có một loại tuyệt kỹ mà chỉ có bị nổ xác tanh bành thì mới thật sự bị giết chết không? Có vài loại, người muốn nghe loại nào, Ma Tử mỉm cười hỏi Triệu Bân. Nói hết luôn đi, Triệu Bân cười he he, nếu đối phương chịu nói thì đương nhiên hắn rất muốn nghe. Trước tiên hãy nói cho ta biết thiên nhãn đó của ngươi từ đâu mà có. Ma Tử cười nguy hiểm,
muốn moi chuyện cơ mật từ ta à? Mơ đi, muốn biết chuyện cơ mật thì phải lấy bí mật ra đổi, vậy mới công bằng được. Bẩm sinh, Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi nói. Có vẻ người anh em trước mặt không hề dễ dụ. Bẩm sinh tốt quá nhỉ, Ma Tử nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, cho rằng ông đây ngớ ngẩn dễ lừa thì giao lưu gì nữa chứ. Làm ăn lỗ vốn thì ta không làm đâu, người tự chơi một mình đi. Triệu Bân không cho là như thế. Hắn nói bẩm sinh đã hàm chứa rất nhiều ý nghĩa trong đó rồi. Nếu như nói là tu luyện thành thì e rằng Ma Tử sẽ không tin. Hai bên nói vài câu đơn giản rồi lại im lặng. Dù là Triệu Bân hay là Ma Tử thì cả hai đều kiêng dè lẫn nhau, hắn kiêng dè ma luân huyết tế còn Ma Tử thì kiêng dè thuấn thân tuyệt sát, đối đầu trực tiếp thì không sao, còn có thể chuẩn bị trước, nếu không muốn trúng đòn thì chỉ cần đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng là được. Nhưng nếu như bị đánh lén thì không cách nào đề phòng được rồi, thử nghĩ xem, nấp trong đám đông, lén lút ra một chiêu thì ai trúng đòn, người đó khổ thôi. Sắp rồi. Câu nói đó đồng loạt vang lên trong lòng hai người họ. Phong ấn đang yếu dần, đến thời điểm mấu chốt thì có thể cố sức phá tan nó. Sắp rồi. Thi Sơn cũng đang gầm lên, sát ý của cao thủ cảnh giới chuẩn thiên nhanh chóng tản ra. Không khí trong địa cung trở nên đè nén, đối với Triệu Bân cũng như Ma Tử mà nói, đánh thắng được thì sẽ sống, chứ nếu thua thì địa cung này sẽ là mồ chôn họ. Nói thật lòng, Ma Tử chẳng có lòng tin gì với Triệu Bân. Dù sao thì tên này cũng chỉ là võ tu chân linh. Cho dù ma luân huyết tế của hắn ta có thể tạo ra thương tổn thì cũng vẫn khó lòng phá hủy phòng ngự của cảnh giới địa tạng đạt đỉnh. Nếu chém chết Thi Sơn bằng một nhát kiếm thì ổn, chứ nếu không giết được thì hôm nay cả hai cùng tiêu tùng. Triệu Bân đương nhiên vẫn có lòng tin. Tiền đề là Ma Tử phải phối hợp ăn ý với hắn. Thi Sơn bỗng thét lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lòa, xua tan hết sát ý. Phá! Ở phía tế đàn, Triệu Bân và Ma Tử đồng thanh phá vỡ phong ấn. Đúng là một kẻ nổi trội mà. Thi Sơn nhướng mày đứng dậy, bước từng bước tới, cười khẩy nhìn Triệu Bân và Ma Tử. Có thể phá được phong ấn hả nhưng cũng không sao, hai tên tiểu bối này chỉ cần hai cái tát là đủ rồi. Con sâu cái kiến dù vùng vẫy tới cỡ nào vẫn cứ là con sâu cái kiến. Ma Tử không nói gì, mắt phải nhắm chuẩn vào mi tâm của Thi Sơn. Triệu Bân cũng không nói gì, mắt trái nhắm chuẩn vào mi tâm của Thi Sơn. Khác biệt nằm ở chỗ, thanh kiếm Long Uyên mà hắn cầm trong tay có cả dòng điện xẹt xẹt và khí huyền hoàng duy trì, liên tục rung lên bần bật. Đâu riêng gì Ma Tử, ánh mắt của Thi Sơn cũng sáng ngời lên khi nhìn thấy nó. Kiếm tốt, đúng là một thanh kiếm tuyệt thế. Nếu không được tận mắt chứng kiến, lão ta không thể biết rằng võ tu cảnh giới chân linh thấp của bé họng này có cả sấm sét. Thêm một luồng khí màu tím không biết là thứ gì, trông có vẻ như uy lực không tầm thường. Căn cơ mạnh đến thế cơ à? Ma Tử cũng giật mình vì hắn ta đã đánh giá Triệu Bân quá thấp. Hóa ra có nhiều bảo bối đến vậy. Hơi thở của Thi Sơn trở nên dồn dập, đôi mắt già nua sáng rực. Chính là lúc này đây, Ma Tử khẽ nhắm con mắt bên phải, sau đó đột ngột mở ra. Con mắt ma luân. Thi Sơn thấy thế mà lập tức biến sắc. Bắt được Ma Tử lâu như thế nhưng lão ta không hề biết hắn ta có mắt ma luân. Thứ này không phải đồng tử bình thường, bất kỳ một loại bí thuật nào được thừa kế đều rất bá đạo. Không đợi lão ta phản ứng, nơi mi tâm của lão ta đã cháy lên một ngọn lửa lớn màu đen kịt. Chết tiệt, ma luân huyết tế. Thi Sơn vội vàng lùi về sau. Lão ta cũng là một trang hảo hán, chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã dùng dao găm lóc ra thịt nơi mi tâm, để lộ ra xương trắng khiến người ta rùng mình. Nếu đã biết là ma luân huyết tế, tất nhiên lão ta cũng biết cách phá giải. Chỗ nào bắt lửa thì gọt chỗ ấy đi. Cách này tuy đau đớn, nhưng là cách thảnh thơi nhất, dù sao cũng đỡ hơn bị thiêu rụi thành tro. Đừng vội, vẫn còn mà. Triệu Bân bật cười, hắn mở thiên nhân, tính sẵn khoảng cách, nhắm thẳng tới mi tâm của Thi Sơn. Kiếm uy của Long Uyên đã thăng hoa tới cực điểm, vì nhát kiếm này, hắn còn dùng tới thể kỳ lân để tăng thêm uy lực. Còn về ma đạo, thôi thì đừng mở sẽ tốt hơn. Đây là con át chủ bài, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được động tới. Phải biết rằng, bên cạnh hắn còn có Ma Tử cơ mà. Để thu phục Thi Sơn, kiểu gì cũng phải đánh một trận. Người cũng có thiên nhãn, Thi Sơn được phen giật mình. Keng! Sau đó,
một tiếng kiếm gầm chói tai vang lên. Thi Sơn vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc đã bị đâm trúng. Đòn tấn công của Triệu Bân quả thực mạnh như bẻ gãy cành cây khô, chỉ một nhát kiếm xuyên qua mi tâm Thi Sơn, đồng thời xuyên thủng luôn xương đầu của lão ta, mũi kiếm Long Uyên nhô ra từ sau gáy. Ngươi! Hai mắt Thi Sơn lồi ra, đồng tử co rụt lại. Trong thời khắc sau cùng của sinh mệnh, lão ta nhìn thấu rất nhiều thứ. Con mắt thiên nhãn này có năng lực thuấn thân, nếu tính toán chuẩn mực là có thể thuấn thân tuyệt sát. Một người phá vỡ hàng phòng ngự của lão ta, một người đâm xuyên qua mi tâm của lão ta, đúng là kế hoạch hoàn hảo. Tiếc rằng bây giờ lão ta mới biết. Đến độ bị hai tên tiểu bối giết rồi mà không kịp trở tay. Đây là, thuấn thân tuyệt sát à? Lòng dạ ma tử như có sóng dữ cuộn trào, chỉ khi tận mắt chứng kiến cấm thuật nghịch thiên trong truyền thuyết mới biết đến sự đáng sợ của thuấn thân, đến cả Thi Sơn cũng không né được thì hắn ta làm sao né nổi. Một khi bị nhắm tới, thậm chí không có thời gian để chạy trốn. Lên đường thong thả nhé. Triệu Bân điềm tĩnh nói, phụt một tiếng rút Long Uyên ra. Thi Sơn đổ ầm xuống đất, đến chết vẫn còn buồn bực. Đỉnh cao cảnh giới địa tạng đó, nếu thời cơ nằm gọn trong tay, chưa biết chừng lão ta có thể đột phá tới cảnh giới chuẩn thiên hoặc thiên võ, bây giờ bị hai kẻ tép siêu xử tử, lão ta vừa buồn bực mà vừa hối hận, không nên bắt Triệu Bân, không nên ngồi đó trị thương, trước tiên phải đập chết hai tên xui xẻo đó để trừ hậu họa. Tất cả đã muộn rồi. Phần đầu bị đâm xuyên qua, lão ta chết không kịp ngáp. Thi Sơn gục rồi. Địa cung tĩnh lặng đến chết chóc. Triệu Bân vã mồ hôi đầy đầu, ma tử cũng không kém gì. Họ thực sự đã đi dạo qua quỷ môn quan, cả hai phối hợp quá hoàn hảo, phải nhanh, nhanh đến mức Thi Sơn không có thời gian để hoàn hồn, thậm chí không kịp dùng tới chân nguyên hộ thể. Trước và sau cũng chỉ là một lần nháy mắt, họ đã hoàn thành trận tập kích này rồi. Suy cho cùng cũng vì Thi Sơn quá tự mãn, cho rằng bản thân mạnh mẽ, tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay mới buông lỏng cảnh giác, mới khiến họ lợi dụng sơ hở. Nếu trong quá trình gặp phải bất kỳ sai sót nào thì mọi việc lại sôi hỏng bỏng không? Thiên nhãn thuấn thân quả là bá đạo. Một lúc sau, ma tử mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ma luân huyết tế, danh bất hư truyền. Triệu Bân cũng lên tiếng, trong ánh mắt có vẻ kiêng dè. Có muốn gia nhập vào ma giới không? Ma tử cười cười, đưa ra một lời đề nghị, ánh mắt của hắn ta cũng rất chân thành, đợi khi nào tu vi khá khẩm, đôi ta hợp lực, vô địch thiên hạ. Có muốn gia nhập vào ma gia không? Ma tử nói rất chân thành. Thiên Tông rất ổn mà, Triệu Bân đáp, hắn vẫn đang vùi đầu lau kiếm Long Uyên. Không nghe lời như thế thì hôm nay đừng hòng đi nữa, ma tử thản nhiên nói, ý đồ giết chóc đã hiển hiện. Hắn ta bèn vung tay lấy ra một thanh huyết kiếm. Thiên tài cái thế không thể lôi kéo về phía mình thì một lúc nào đó sẽ là đại họa khó lường, nếu không có được, chỉ bằng bóp chết từ trong nôi, chỉ đơn giản thế thôi. Hai ta, cũng nên tính nợ rồi nhỉ. Triệu Bân lắc lắc cái cổ, người suýt nữa giết chết đại bằng nhà ta, không định tính nợ à. Đêm đó, sau khi ma hóa, hắn quá mức yếu ớt mà còn yếu ớt, nên có đánh không lại thì hắn cũng đành chịu. Đêm nay khác rồi. Hắn đã không còn là võ tu nhỏ bé yếu nhất nữa. Tính nợ. Ao máu, Triệu Bân chỉ nói hai chữ. Hắn vừa thốt ra lời này, hai mắt ma tử thoáng nheo lại. Không cần Triệu Bân nói thêm, hắn ta cũng tự nghĩ ra được, chẳng trách nhìn Triệu Bân cứ thấy quen mặt, hóa ra chính là võ tu chân linh mà hắn ta đuổi đánh đêm đó. Hắn ta đã tìm kẻ đó rất nhiều ngày, không ngờ chính là vị nhân tài trước mặt. Khó trách đối phương biết hắn ta có con mắt ma luân, lại còn dùng tới ma luân huyết tế, bây giờ sâu chuỗi mọi thứ là giải thích được mọi chuyện. Nhớ lại rồi à, Triệu Bân mỉm cười nhìn ma tử. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Ma tử bật cười, nhưng trong đôi mắt không còn ánh sáng chân thành nữa, tất cả đã bị sát ý nhấn chìm. Hắn ta không muốn giết hại thiên tài đâu, chủ yếu vì không nỡ. Nhưng vẫn có thủ oán cũ, thế thì không thấy đau lòng nữa. Hủy diệt đối phương, lấy được thiên nhãn của hắn, một lúc nào đó, hắn ta vẫn có thể vô địch thiên hạ. Điều hắn ta nghĩ cũng là điều Triệu Bân nghĩ chứ, hắn ta thèm khát thiên nhãn của Triệu Bân đâu thể không muốn thử ma luân chứ, một trái một phải, vừa vặn ghép đủ một đôi. Một bên là ma luân huyết tế, một bên là thuấn thân tuyệt sát, có được hai loại thiên nhãn này,
ai gặp mà không tránh đi chứ? Ma đạo, Chu Thiên kiếm quyết. Ma tử lạnh lùng quát một tiếng, giơ kiếm chỉ lên trời, sau đó vung kiếm về phía Triệu Bân. Trong thoáng chốc, kiếm ảnh va vào nhau dập trời như cơn mưa trút xuống, mỗi thanh đều có uy lực vô song. Thứ này vô dụng đối với ta, Triệu Bân điềm tĩnh đáp, gắng gượng mở thiên cang hộ thể, kiếm ảnh chém tới hoặc là bị bắn ra, hoặc là vỡ tan tành, không một thứ nào có thể đến gần cơ thể hắn. Vậy đòn này thì sao? Ma tử cười khẩy, thân thể như bóng ma, thanh kiếm dài vung ra, trên mũi kiếm có ma khí đen kịt lượn quanh, kiếm uy của nó được duy trì đến mức đỉnh cao nhất, thiên cang hộ thể vô cùng cường liệt, thế mà hắn bị hắn ta chọc thủng bằng một nhát kiếm. Triệu Bân nhướng mày, đúng là hắn đã coi thường ma tử, hóa ra tên này có thể phá được thiên cang hộ thể. Cũng có thể vì thiên cang hộ thể của hắn không phải loại chính tông nhất, nên không phát huy được uy lực của nó. Soạt. Hắn điểm nhẹ mũi chân xuống đất, bay về sau tránh đòn. Chém. Ma tử quát lên một tiếng, đôi mắt phóng ra từng luồng sấm sét màu bạc. Phá, Triệu Bân há miệng phát ra tiếng hổ gầm long ngâm, dùng xung động phá nát sấm sét, cũng khiến đầu óc ma tử chấn động, mũi kiếm đâm ra cũng chậm mất một nhịp, kiếm uy vô song cũng yếu đi không ít. Người có cả võ hồn, ma tử tỏ ra khó lòng tin nổi. Đoán đúng rồi đấy, Triệu Bân tránh ra sau đột nhiên đứng khựng lại, dẫm chân xuống đất làm nó nứt toác ra, một mũi kiếm phong lôi dứt khoát như chém thân cây mục, tấn công thẳng vào mi tâm của ma tử. Với chiêu tất sát này, nếu trúng đòn thì chắc chắn sẽ chết. Ma tử tỏ ra vững vàng, đến lượt hắn ta bay ngược về sau, trong lúc này còn tạo thủ ấn bằng một tay, hình thành nên một tấm khiên màu đen ngay trước thân mình. Nhát kiếm của Triệu Bân bị cản lại, dù đã xuyên thủng được tấm khiên, nhưng uy lực cũng chẳng còn bao nhiêu, chủ yếu là tốc độ chậm đi, nên dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng đối phương cũng kịp phản ứng rồi. Phong. Ma tử quát lên, lại tạo ấn quyết bằng một tay. Hắn ta vừa dứt lời, dưới chân Triệu Bân có thêm hoa văn của ma gia, sinh động như vật sống, đan xen chẳng chịt, biến thành trận pháp phong ấn hình tròn, có khả năng trói chân cực mạnh, cũng có khả năng cắn nuốt đáng sợ. Triệu Bân vừa định nhún người nhảy ra thì bị hút trở về, có thêm từng hoa văn khác men theo lòng bàn chân mà trèo lên cơ thể hắn, không cần quá lâu là đã trói nghiến hắn lại. Phong ấn hay quá nhỉ, Triệu Bân điềm tĩnh đáp, cắm thanh kiếm xuống đất. Hắn dùng tới trận thiên lôi, mũi kiếm lôi quang nhiều như mưa bắn ra từ dưới lòng đất, trong vòng phạm vi hàng trăm trượng không còn đòn tấn công nào khác. Đòn đánh này cũng phá được phong ấn của ma đạo. Ngươi đúng là tập hợp sở trường của muôn nhà. Ma tử cười khẩy, dậm mạnh chân xuống đất, dùng xung động phá trận thiên lôi. Như nhau cả thôi, Triệu Bân cũng đứng vững lại. Nào! Ma tử quát lên, tốc độ nhanh như gió, tấn công trực diện. Triệu Bân cũng nhanh như cắt, không hề rơi vào thế hạ phong. Keng, keng! Trong thoáng chốc, hai người đã tung ra vài thanh phi đao. Chỉ bằng hãy gọi hai kẻ này là một lứa yêu nghiệt, đến cả bùa chú gắn trên phi đao. Cũng giống hệt nhau, đều là bùa lôi quang, đã vậy đều đã nổ. Trong trạng thái bình thường, bùa lôi quang không ảnh hưởng gì với họ, bởi vì cả hai đều có một con mắt thiên nhãn, có thể ngó lơ thứ này. Thế nhưng bây giờ thì khác. Trước đó cả hai hợp lực giết Thi Sơn nên không còn thị lực, trong thời gian ngắn, thiên nhãn chỉ là vật trang trí. Soạt, soạt. Cũng trong một khoảnh khắc, cả hai nhún người trốn về sau. Đợi khi định thần, một người lảo đảo một người loạng choạng. Cả hai cùng dụi mắt, bởi vì bùa lôi quang khiến mắt mũi họ tối sầm. Tiểu tử này được lắm. Ma tử giận dữ, vung tay lấy ra một chiếc gương đồng, mặt gương đen kịt, hắn ta giơ lên cao, chiếu về phía Triệu Bân. Gương đồng này có khí yêu lượn lờ, có ánh sáng ma tính rọi khắp nơi. Triệu Bân không kịp đề phòng nên trúng chiêu, vai trái và chân phải đều bị ánh sáng ma đạo đốt ra một lỗ máu. Đúng là một bảo bối. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, hắn đã âm thầm kích hoạt vạn pháp trường sinh quyết khiến cho vết thương trong nháy mắt khép miệng. Diệt! Ma tử điên cuồng bộc phát ra sát khí nồng nặc, ma kính lại sáng trở lại. Diệt ta! Triệu Bân cười lạnh một tiếng sau đó ném một quả pháo khói ra ngoài. Quả pháo khỏi nổ tung giữa không trung. Làn khói đen kịt bùng lên cuồn cuộn bao phủ lấy cơ thể của Triệu Bân, đồng thời cũng che mắt ma tử,
Ma kính tuy rất mạnh nhưng nó không có khả năng nhắm chính xác được mục tiêu trong điều kiện mờ ảo này, tất nhiên đòn công kích của nó cũng sẽ không nhắm trúng được Triệu Bân. Tán, ma tử khẽ quát, dùng ma kính càn quét làn khói đen trước mặt. Khói tan, nhưng Triệu Bân thì cũng đã không thấy đâu nữa. Ma tử trong chớp mắt biến sắc, phi thân lui về phía sau. Đi đâu? Triệu Bân từ dưới lòng đất bắn ra nhanh như gió, kiếm thế sấm sét đâm tới chỉ còn cách ấn đường của ma tử một tấc, tuy rằng còn chưa xuyên qua nhưng kiếm khí của kiếm Long Uyên đã khiến cho lớp da giữ ấn đường của ma tử bị rạch ra một đường, khiến cho máu tươi chảy ra, chỉ cần chậm một giây thì kiếm Long Uyên chắc chắn có thể xuyên thẳng qua ấn đường của hắn ta. Trong thời khắc mấu chốt, chính giữa ấn đường của ma tử bỗng nhiên hiện lên một đạo ma văn giống như ngọn lửa đang cháy, toát ra ma quang câu hồn khiến cho tinh thần của Triệu Bân trong nháy mắt trở nên hốt hoảng. Một kiếm đâm tới của Triệu Bân cũng đã đâm chệch mục tiêu, trúng vào tai của ma tử rồi cắm lên vách đá phía sau. Ấn ký này thật quái dị, Triệu Bân rút kiếm xoay người. Nhóc con, ngươi khiến cho ta ngạc nhiên lắm. Ma tử đã lui lại tới 7-8 trượng xa. Ma văn ngọn lửa chính giữa ấn đường của hắn ta cũng đã tan biến, trong ánh mắt của hắn ta lúc này chẳng những lóe lên sự kinh ngạc mà còn lóe lên sự sợ hãi, chiến lực của Triệu Bân quả thật không tầm thường. Ngươi cũng không tệ, Triệu Bân thi triển bước phong thần, lại công kích tới. Thật đúng là không đành lòng giết ngươi. Ma tử thở dài một tiếng, vừa nói xong thì hắn ta đã nâng tay lên, muốn đoạt mạng Triệu Bân. Keng, keng. Tiếng hai lưỡi kiếm va chạm nghe hết sức chói tai, gây chấn động cả tòa địa cung. Hai người đấu kiếm pháp, bên nào cũng hừng hực khí thế, hai thanh kiếm liên tục va chạm tóe lửa, kiếm khí sắc bén cũng bắn ra tung tóe, trên bốn vách đá và cột đá bên trong tòa địa cung đã hằn lên những vết kiếm chém chẳng chịt. Cái quái gì vậy? Ma tử kinh hãi không thôi, hắn ta kinh hãi kiếm pháp của Triệu Bân, mỗi một chiêu thức đều biến hóa khó lường. Từ lúc hai bên đấu kiếm pháp hắn ta chưa từng chiếm được thế thượng phong, hơn nữa còn liên tiếp bị thương, thanh kiếm mà Triệu Bân đang cầm chắc chắn là một loại binh khí bất phàm, xét về phẩm chất, kiếm uy cùng linh tính thì nó tuyệt đối có thể trấn áp ma kiếm của hắn ta. Ngược lại, ánh mắt của Triệu Bân lại không có một gợn sóng. Hắn vẫn liên tục lướt tới đối phương nhanh như gió, đánh ra những kiếm mạnh như sấm, kiếm pháp tinh tuyệt của hắn khiến cho ma tử hết sức chật vật. Dù vậy thì hắn cũng không khỏi cảm thán, thánh tử ma tộc quả nhiên không phải võ tu bình thường, mỗi khi hắn tung ra chiêu tuyệt sát thì hắn ta đều có thể dễ dàng hóa giải, chiến lực và nội tình của hắn ta tất nhiên không tầm thường chút nào. Hai tên nhóc này, Nguyệt Thần mở mắt ra, liếc nhìn Triệu Bân rồi cũng liếc nhìn ma tử. Mới lúc nãy còn là huynh đệ tốt, bây giờ đã muốn quyết đấu một mất một còn. Bang! Trong lúc cô ta đang quan sát thì Triệu Bân và ma tử lại va chạm. Cả kiếm Long Uyên và ma kiếm đều bật ra khỏi tay của cả hai người sau đó cắm xiên xuống nền đất, trên mỗi thanh kiếm đều có dính máu, hiển nhiên là máu của Triệu Bân và ma tử, nhưng so với ma tử thì vết thương của Triệu Bân có thể khép miệng gần như ngay lập tức. Bây giờ hắn đã có vạn pháp trường sinh quyết cho nên chuyện này đối với hắn hết sức dễ dàng. Chính ngươi đã bức ta phải dùng tới bài tẩy của mình. Ma tử lạnh lùng nói, giữa ấn đường lại nổi lên ma văn ngọn lửa, trong chớp mắt hình thái của hắn ta cũng có sự biến đổi lớn, mái tóc dài của hắn ta dần chuyển thành màu đỏ, sát khí cuồn cuộn điên cuồng bao trùm lấy cơ thể của hắn ta, vết thương trên cơ thể của hắn ta cũng đều đã khép miệng lại, ngay cả máu tươi chảy ra trên người cũng thấm ngược lại vào trong cơ thể. Đặc biệt đôi mắt của hắn ta đã hằn lên những tơ máu chẳng chịt, trông càng lúc càng đáng sợ hơn. Cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện dường như bên trong đôi mắt đó chính là một biển máu. Ma hóa. Triệu Bân trong lòng không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn ta là thánh tử ma tộc, nói hắn ta không thể ma hóa thì cũng chỉ có quỷ mới tin, đây chính là truyền thừa của ma tộc, các đời thánh tử đều có khả năng này, sau khi ma hóa liền có thể khiến cho chiến lực tăng vọt, cũng có thể bổ sung huyết mạch, khí lực dâng trào lên tới đỉnh điểm. Hiện giờ khí thế của ma tử tuyệt đối có thể nghiền nát được Triệu Bân. Quả nhiên là sự thật, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn cũng mở ra ma đạo, trong nháy mắt đã rơi vào ma hóa, trên ấn đường của hắn lúc này cũng nổi lên một đạo ma văn, mái tóc đen dài chuyển thành màu đỏ, toàn thân tràn đầy huyết khí, cũng tràn đầy sát khí. Người cũng có truyền thừa của ma tộc, ma tử thấy thế thì không khỏi nhíu mày.
Sau khi hắn ta cẩn thận quan sát thì mới phát hiện ra, hình thái của Triệu Bân không phải do ma tộc truyền thừa, mà là do cơ thể của hắn đã được dung hợp với ma huyết. Ma tử hết sức khiếp sợ, dùng ma huyết diễn hóa bí pháp, dùng ma huyết mở ra ma đạo, phương pháp này là lần đầu tiên hắn ta mới được nhìn thấy, đối thủ của hắn ta chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh sao có thể làm được tới mức này, hắn là yêu nghiệt từ đâu tới mà lại có tài năng nghịch thiên như vậy. Ma tử đã hạ quyết tâm chắc chắn phải giết chết được Triệu Bân để tiêu trừ hậu họa. Đến đây, Triệu Bân đạp đất phóng về phía trước, ngay lập tức đánh ra uy long trưởng, trưởng kình phóng ra hết sức cường hãn khiến cho ma tử không dám đối kháng. Hắn ta dùng thân pháp ảo diệu của mình né được một trưởng này rồi trở mình điểm chỉ vào vai của Triệu Bân khiến cho bả vai của Triệu Bân toát ra một lỗ máu lớn. Triệu Bân cũng không vừa, đã ngay lập tức tung ra một quyền đánh trúng ma tử khiến cho hắn ta phải kêu rên lên một tiếng rồi lui nhanh về phía sau. Sau đó, trận chiến bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Hai đại ma đầu, một bên phóng ra sát khí mãnh liệt, một bên phóng ra u quang bốn phía, một đông một tây liên tục mở ra bí thuật đối kháng với nhau, quyền ảnh, trưởng ấn, kiếm quang. Liên tục được thi triển gây ra động tĩnh kinh thiên động địa, mỗi một lần hai bên va chạm đều làm bật ra những vòng sáng tràn ra khắp nơi. Tòa địa cung này chắc chắn sẽ sớm sụp đổ, nó đang rung chuyển dữ dội, đất đá bay khắp nơi. Hai ma đầu vẫn đang đánh nhau kịch liệt, không hề quan tâm đến tình hình xung quanh, khiến cho tòa địa cung bị tàn phá hết sức kinh khủng. Khí thế của trận đại chiến càng lúc càng cao ngất trời. Đúng như Nguyệt Thần nói, trận này đúng là trận quyết đấu một mất một còn. Nếu như một trong hai không chết thì trận chiến này sẽ không kết thúc. Sao hắn lại có chân nguyên dồi dào đến như vậy chứ? Ma tử càng đánh càng hoảng sợ, một tên nhóc cảnh giới chân linh sao lại có chân nguyên đánh mãi không cạn, chẳng lẽ hắn còn có nguồn chân nguyên vô hạn hay sao? Ma tử đã ma hóa. Ma lực cuồn cuộn không ngừng sôi trào bên trong cơ thể của hắn ta để hắn ta thi triển bí thuật chiến đấu, nhưng hắn ta mãi vẫn không thể nào trấn áp được Triệu Bân, chẳng những thế, hắn ta còn bị Triệu Bân liên tục phản kích mạnh mẽ. Tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh này con mợ nó thật quái dị, hắn giống như một con rán đánh mãi không chết vậy. Ma tử ngoài việc có tu vi cao hơn Triệu Bân thì hoàn toàn không chiếm được chút ưu thế nào khác. Dám không tập trung, muốn chết. Trong lúc ma tử kinh ngạc thì đã lộ ra sơ hở, Triệu Bân nhìn thấy liền thi triển bí thuật đánh vào vị trí sơ hở đó một chưởng khiến cho ma tử lảo đảo. Ma tử từng bước lùi lại, không thể nào đứng vững. Gia chủ Triệu gia sau khi áp sát liền mở ra đấu chiến thánh pháp, chiêu thức thi triển hết sức quỷ dị cũng hết sức bá đạo, lấy cứng trọi cứng, đánh tới mức ma tử không thể đứng vững. Mỗi lần ma tử tung đòn phản kích đều bị Triệu Bân mạnh mẽ bẻ gãy. Sau khi bẻ gãy đòn phản kích của ma tử thì lúc nào Triệu Bân cũng sẽ nhanh chóng oanh tạc ngược lại hắn ta, khiến cho cơ thể của ma tử chịu không ít tổn thương. Hắn học ở đâu thuật cận chiến khủng khiếp như vậy? Ma tử kinh hãi không thôi, lúc này hắn ta đã bị trúng đòn nặng nề, nếu như không có cơ thể ma hóa thì hắn ta đã bị đánh thành một đống thịt nát từ lâu rồi, còn Triệu Bân thì vẫn không hề xây sát. Lại mất tập trung. Triệu Bân tung ra một quyền mạnh mẽ bước lui ma tử. Ngay sau đó đuổi kịp hắn ta trong một bước rồi nắm chặt lấy cổ tay của hắn ta. Ma tử cuối cùng đã bị Triệu Bân nhấc bổng lên trời. Không ổn, ma tử ngay lập tức dùng mình. Ma tử đã từng điều tra qua về thành tích của cơ ngân, hắn ta biết trong mấy lần cơ ngân khiêu chiến diễn võ đài đều không cần động tới bí thuật nhưng vẫn có thể dùng chiêu đập người để khiến cho đối thủ của mình bại trận, nếu như bị hắn đập thì chắc chắn sẽ lâm vào cảnh bán thân bất toại. Bẻ gãy. Thánh tử ma gia quả nhiên cũng là một hảo hán. Ngay trước khi bị đập xuống đất, hắn ta đã có thể chống tay rồi phi thân thoát ra khỏi vòng vây. Đi đâu? Triệu Bân truy kích, hắn lướt tới như một cái bóng, dùng roi đánh vào đầu của ma tử. Nhưng Triệu Bân rất kinh ngạc, chiếc roi chuyên đánh tinh thần lực đã không có tác dụng với ma tử. Cút! Ma tử quát lên một tiếng, bên cạnh hắn ta xuất hiện một con rồng màu đen. Đầu rồng phát ra u quang, thân hình to lớn phóng ra từ vị trí của ma tử để oanh tạc Triệu Bân. Thần long vẫy đuôi. Triệu Bân bị hất văng chỉ trong một đòn. Cảm giác thật đáng sợ. Triệu Bân có thân thể cường hãn như vậy mà kinh mạch xương cốt cũng bị đứt gãy không ít. Chảm.
Nhưng khi hắn bị hất văng thì hắn cũng đã kịp điều khiển kiếm Long Uyên phóng về phía ma tử nhanh như sao xẹt. Chỉ một kiếm mà muốn chạm được ta. Ma tử hừ lạnh một tiếng, giữa lòng bàn tay của hắn ta bắt đầu có ma văn lưu chuyển, hắn ta nâng tay lên bắt lấy kiếm Long Uyên, hóa giải hết kiếm uy của kiếm Long Uyên, đồng thời cũng xóa đi sự liên kết của nó với võ hồn của Triệu Bân, sau đó thẳng tay ném nó ra xa. Ngự kiếm, ta cho ngươi ngự kiếm con mợ ngươi. Nhưng đến lúc này thì hắn ta lại rơi xuống đất, lảo đảo một chút rồi nôn ra một ngụm máu. Ở phía bên kia Triệu Bân cũng đã rơi xuống đất, hắn đang bắt ấn quyết, nhàn nhạt nói một câu, kết thúc rồi. Mỗi khi hắn nói ra lời này thì cảnh tượng tiếp theo sau đó sẽ rất đẫm máu. Đó là bởi vì trong lúc cận chiến với ma tử thì Triệu Bân cũng đã tiện tay dán mấy chục lá bùa nổ lên người của hắn ta. Nổ, Triệu Bân quát lên một tiếng mạnh mẽ. Nhưng bùa nổ của hắn đã không hoạt động, thân thể của ma tử chỉ khẽ run lên một chút rồi ngay lập tức hóa giải hết tất cả bùa nổ. Bùa chú hạ cấp mà cũng muốn tiêu diệt ta sao, ma tử chế nhạo nói. Đúng là xấu hổ. Triệu Bân ho khan một tiếng, hắn không biết vì sao bùa nổ không nổ, nhưng hắn đoán được phần lớn thân thể ma hóa đều có bí pháp hộ thân ngăn không cho bùa nổ phát nổ. Chẳng trách ma tử lại dễ dàng để cho hắn dán bùa nổ lên người, hóa ra đối với ma tử đám bùa nổ đó chỉ là vật trang trí. Làm hắn lãng phí biết bao nhiêu bùa nổ. Ngươi rất mạnh. Ma tử ôm lấy cánh tay mình, cố gắng đứng vững, khóe miệng không ngừng chảy máu. Từ khi trở thành thánh tử ma gia, đây là lần đầu tiên hắn ta bị cảnh giới chân linh đánh thê thảm đến như vậy. Cũng may là hắn ta có nền tảng tu vi cao hơn Triệu Bân. Chứ nếu như hai người có tu vi bằng nhau thì hắn ta chắc chắn sẽ còn thua thê thảm hơn. Cảm ơn người đã khen, Triệu Bân cười nói, hắn thu lại kiếm Long Uyên vào tay rồi bước từng bước tới. Nhân lúc ma tử đang suy yếu, cơ hội tốt như vậy Triệu Bân chắc chắn sẽ không bỏ qua, phải giết hắn ta sớm thì hắn mới có thể sống yên ổn. Ta và ngươi, hẹn sớm gặp lại, ma tử âm trầm cười nói. Ma tử còn chưa dứt lời thì đã thấy cơ thể của hắn ta được bao phủ bởi một tầng tà khí, toàn thân hắn ta phát ra ánh sáng ma quái, ầm một tiếng, ở vị trí mà hắn ta đang đứng bỗng nhiên nổ ra một lỗ thủng lớn trên nóc địa cung, rồi trong nháy mắt đã không nhìn thấy tăm hơi của hắn ta đâu nữa. Ngươi, hay lắm! Triệu Bân đứng tại chỗ ngửa đầu lên nhìn, khóe miệng giật giật liên hồi, đầu của thánh tử ma gia cũng thật cứng, nóc của tòa địa cung này dày đến mức nào mà hắn ta cũng có thể khoét ra một lỗ thủng lớn. Còn nữa, hắn ta đã dùng bí pháp gì, sao có thể bốc hơi trong nháy mắt như thế? Đó cũng là bí pháp bí truyền của ma gia hay sao? Tuy biết hy vọng không lớn nhưng Triệu Bân vẫn đuổi theo. Quả nhiên khi Triệu Bân phóng ra ngoài thì trong núi rừng đã không còn lưu lại chút khí tức nào của ma tử nữa. Con mắt đó tốt quá. Triệu Bân ôm ngực, cảm thấy hết sức đau lòng. Hắn cố gắng lắm mới có thể bước ma tử đến đường cùng, nhưng kết quả hắn ta vẫn có thể bốc hơi đi mất. Sau này e rằng khó có thể gây uy hiếp lớn cho hắn ta thêm lần nữa. Cường giả của ma gia cũng rất đông, nếu như trở thành mục tiêu của ma gia thì sẽ rất bất lợi, chắc chắn hắn sẽ lâm vào tình cảnh ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi tìm kiếm hồi lâu thì hắn mới trở về địa cung. Đã là căn cứ của Thi Sơn thì chắc chắn phải có cất giấu bảo bối. Hắn thu dọn xác của Thi Sơn sau đó lục tung địa cung, tìm kiếm cơ quan được giấu kín. Phụt. Ma tử đã xuất hiện trở lại trong một sơn cốc, hắn ta vẫn đang ôm chặt cánh tay bị thương và loạng choạng bỏ chạy, trong lúc bỏ chạy thì hắn ta cũng không ngừng nôn ra máu, bộ dạng của hắn ta lúc này trông hết sức chật vật. Hay lắm cơ ngân, người thật sự có bản lĩnh. Ma tử thở hổn hển, hắn ta có thể chạy trốn tới đây đã là may mắn lắm rồi. Trên toàn đại hạ, hậu bối có thể khiến cho hắn ta khen ngợi cũng không nhiều, trong đó có Sở Vô Xương của Thiên Tông. Bây giờ lại có thêm một cơ ngân. Vèo, vèo. Trong sơn cốc không ngừng phát ra tiếng gió, sau đó liền xuất hiện mấy thân ảnh lướt tới. Nghe thấy động tĩnh, ma tử vội vàng rút kiếm. Nhìn thấy rõ người tới thì hắn ta mới thu kiếm lại, đây là người nhà của hắn ta. Thánh tử. Người đàn ông mặc áo choàng đen đi đầu nhanh chóng bái kiến ma tử. Những người áo đen còn lại nhìn thấy ma tử bị thương thì không khỏi kinh ngạc. Thực lực của thánh tử cả ma gia đều biết, chẳng lẽ thánh tử nhà bọn họ đã phải đối đầu với cường giả địa tạng dưới địa cung hay sao? Sao tình trạng lại thê thảm như thế này? Không sao,
Ma tử xua tay và nuốt xuống một viên đan dược. Là ai? Một trong số những người áo đen hỏi, bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Tộc xác chết, ma tử nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người có mặt đều cau mày, bọn họ hiển nhiên không thể khiêu khích tộc xác chết, tuy rằng ma gia có không ít cường giả nhưng cũng không có người nào bật lên đủ để trấn thủ đằng sau. Ma gia thậm chí còn không có một cường giả nào đạt tới cảnh giới chuẩn thiên, trong khi tộc xác chết có cường giả cảnh giới thiên võ, chắc chắn có thể trấn áp được bọn họ. Mượn đao giết người. Ý của thánh tử là huy động tất cả mạng lưới do thám của ma gia điều tra cho ta. Ma tử nói với ngữ khí sắc lạnh như băng, tộc xác chết có hàng ổ ở đại hạ, tìm ra tất cả rồi tiết lộ hết cho thiên tông biết. Quả là diệu kế, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Ma gia không thể khiêu khích tộc xác chết, nhưng hoàng tộc đại hạ cùng với thiên tông thì hoàn toàn có thể. Ngày xưa lúc biên cương có biến, tộc xác chết đã cùng vương triều đại nguyên liên minh, chẳng lẽ hoàng tộc đại hạ còn không muốn nhổ tận gốc tộc xác chết này hay sao? Không thể nào. Dưới địa cung, Triệu Bân đã đi vòng quanh tìm kiếm khắp nơi mấy lần rồi. Đến tận bây giờ vẫn không tìm thấy kho báu của Thi Sơn. Ít nhiều gì cũng là địa tạng tầng cao nhất, ẩn nấp ở đại hạ bao lâu như thế, không biết đã đào bao nhiêu ngôi mộ cổ rồi, bảo bối không biết bao nhiêu mà nói, lão ta cũng chẳng mang theo bên mình mãi được, mà cũng không mang được nhiều như thế, không phải ai cũng như hắn. Có được chiếc nhẫn ma với không gian khổng lồ, hơn nữa. Trên người Thi Sơn cũng không thấy lá bùa chữ vật nào, thế thì Thi Sơn phải giấu tất cả bảo bối mình cướp được ở một nơi nào đó. Trong đó có một phần chắc hẳn sẽ được cất ở đây. Nghĩ thế, hắn lại tiếp tục tìm kiếm, đồng lực đã hồi phục được phần nào nên hắn dùng thiên nhãn để quan sát. Suy cho cùng thì trời cũng chẳng phụ người có lòng, cuối cùng vẫn để hắn tìm thấy. Thật sự có cơ quan, dưới địa cung vẫn còn một phòng nhỏ khác. Mà Triệu Bân thì lại đang đứng trước cánh cửa đá dẫn vào trong, cửa đá đang khép kín, hắn liên tục chém hơn 10 nhát kiếm vẫn không thể chém được, hay có thể nói là hắn cần phải mở được cơ quan. Cái gọi là cơ quan đó nằm ngay bên cạnh cửa. Nó chính là bát quái cửu cung, cực kỳ phức tạp, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó, cấu tạo của cơ quan này còn phức tạp hơn cả cơ quan của Linh Lung Các. Mỗi một bước đều có mấy trăm loại biến hóa. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không biết Thi Sơn chuyên đi trộm mộ lại am hiểu về cơ quan đến vậy. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, không lên tiếng. Chuyện thế này cô ta cũng lười giúp, tự đi mà nghiên cứu, rồi sẽ mở được thôi. Nơi này yên tĩnh bao nhiêu thì Thiên Tông lại náo nhiệt bấy nhiêu. Thiên Tông dưới ánh trăng tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Rất nhiều đệ tử cũ xuất quan, tụ lại một chỗ khoe khoang nọ kia. Mai là tỷ thí Tân Tông rồi nên tất nhiên họ phải xuất quan để xem, ai cũng muốn nhìn thử xem những đệ tử mới vào này mạnh đến mức nào, rất nhiều người bàn ra tán vào, trong đó được nhắc tới nhiều nhất là một kẻ tên Cơ Ngân. Vào bằng cửa sau nhưng lại không hề yên phận một chút nào. Mới vào đã lên diễn võ đài vài lần, mà lần nào cũng đánh cho người ta tàn phế, Vệ Xuyên khiêu chiến hai lần thì lại không thấy bóng dáng tên đó đâu, mai là tỷ thí Tân Tông rồi. Để xem phong thái của đệ tử đỉnh tử trúc ra sao. Nào nào, đến đây áp chú đi nào. Đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ. Tối nay lão Trần Huyền cực kỳ linh hoạt trong kinh doanh, không mở cửa buôn bán gì nữa mà đặt một bàn đặt cược trước cửa hiệu lâu đời, trên đó có một miếng vải trắng, trên miếng vải có rất nhiều cái tên, tất cả đều là đệ tử vừa vào Thiên Tông, Sở Vô Xương này, Liễu Như Nguyệt này, Cơ Ngân này, Lâm Tà này. Có người nào tính người đó. Ai cũng được ghi tên. Áp chú mà ông ta nói chính là đặt cược cho thành tích chiến đấu của bọn họ, có thể vào được bao nhiêu vòng, có thể lấy được vị trí thứ mấy, ai sẽ là đối thủ của ai. Cái gì có thể nghĩ ra được thì cứ áp chú. Cũng như ông ta, rất nhiều trưởng lão khác cũng bày bàn đặt cược. Có nhỏ mà cũng có lớn, các đệ tử và trưởng lão cũng hết sức hào hứng, ai cũng muốn chạy tới góp vui, trước các bàn đặt cược đông đúc người qua lại. Ngân phiếu với bạc chất thành đống, thậm chí còn có người đặt cả vũ khí cũng như đan dược. Nếu thắng thì sao, đánh một trận, nhà tranh thành ngói đỏ ấy mà. Vì thế, cả Thiên Tông cứ nháo nhào cả lên, ai biết vẫn nghĩ đây là thánh địa tu luyện chứ người không biết lại tưởng nơi này đang họp chợ gì đông vui lắm. Người già rồi thấy mãi cũng thành quen, mấy ngày này trưởng giáo thường mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Có tiền thì cứ chơi, thua sạch rồi thì ngoan ngoãn lại.
ai bày bàn cược ra cũng phải hiếu kính cho trưởng giáo một phần, nếu không lão tử sẽ phụng chỉ bắt giam, cho các người vào đại lao mà cược. So với thế giới bên ngoài thì đỉnh tử Trúc yên bình hơn nhiều. Mục Thanh Hàn đã xuất quan, đứng dưới tán cây nhón chân quan sát. Mai chính là tỷ thí Tân Tông, tiểu sư đệ lại không thấy bóng dáng. Sư phụ đã ra ngoài tìm, đến nay vẫn chưa về. Cô ta thấy Vân Yên trở về, nhưng cũng chỉ có một mình Vân Yên mà thôi. Không tìm thấy ư, Mục Thanh Hàn thử hỏi. Vân Yên khẽ lắc đầu, mày nhíu lại thật chặt, cứ có linh cảm chẳng lành thế nào ấy, cảm giác như tiểu đồ đệ nhà cô ta đã bị giết người diệt khẩu rồi, nếu không tại sao xuống núi mấy ngày liền vẫn chưa quay về đỉnh Tử Trúc. Về, chờ ta tìm được kho báu rồi sẽ về. Thanh niên Triệu Bân đó vẫn còn đứng trước cửa phòng dưới địa cung đây mà. Vẫn còn bận nghiên cứu cơ quan để mở cửa, thì Sơn đã bị giết rồi, một cánh cửa đá có thể ngăn được hắn ư. Hắn không tin mình chẳng đào được đống kho báu đấy. Ầm. Tới nửa đêm mới nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Cuối cùng cửa đá cũng mở ra. Còn chưa vào đã thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh, đúng là một kho báu khổng lồ, vàng này, bạc này, ngọc này, đồ sứ này. Chất thành đống, cả ngân phiếu cũng trồng cả núi, tầm mấy trăm ngàn là ít. Ngoài ra còn có vũ khí và thuốc viên. Điều khiến Triệu Bân vui sướng là nơi này có một viên Tam Vân Đan. Ngoài ra còn có cả sách cổ, trong đó có rất nhiều quyển giống với sách trong tàng kinh các của Thiên Tông, điều đó chứng tỏ bên trong Thiên Tông có người tộc xác chết gài vào, còn nhiệm vụ là gì ấy hả? Có lẽ là giống với U Lan, trộm bí quyển của tàng kinh các, cũng có thể là thăm dò tin tức. Mấy chuyện đó, Triệu Bân không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến bảo bối, hắn vung tay lên lấy hết vàng bạc châu báu. Tất cả những món bảo bối có thể mang đi trong địa cung nho nhỏ này đều bị lấy sạch, không chừa lại chút gì, không gian trong chiếc nhẫn ma đủ lớn, có thể chứa thêm cả ngọn núi. Nếu Thi Sơn còn sống chắc sẽ đứng ôm ngực khó thở. Lão phu cực khổ vất vả mấy chục năm cuộc đời, cuối cùng tất cả đều thành vật dâng tay người. Sự thật chứng minh ra đường tốt nhất nên thành thật yên phận một chút, ví như lão ta, bắt được ma tử rồi vẫn chưa thấy đủ, muốn tóm thêm một đệ tử Thiên Tông. Đánh mất bảo bối thì không nói, còn mất cả mạng. Đây là cái gì thế? Sau khi gom hết bảo bối, Triệu Bân ngồi trên bãi đá cầm một vật quan sát. Không thể nào. Dưới địa cung, Triệu Bân đã đi vòng quanh tìm kiếm khắp nơi mấy lần rồi. Đến tận bây giờ vẫn không tìm thấy kho báu của Thi Sơn. Ít nhiều gì cũng là địa tạng tầng cao nhất, ẩn nấp ở đại hạ bao lâu như thế, không biết đã đào bao nhiêu ngôi mộ cổ rồi. Bảo bối không biết bao nhiêu mà nói, lão ta cũng chẳng mang theo bên mình mãi được, mà cũng không mang được nhiều như thế, không phải ai cũng như hắn. Có được chiếc nhẫn ma với không gian khổng lồ, hơn nữa, trên người Thi Sơn cũng không thấy lá bùa chữ vật nào, thế thì Thi Sơn phải giấu tất cả bảo bối mình cướp được ở một nơi nào đó. Trong đó có một phần chắc hẳn sẽ được cất ở đây. Nghĩ thế, hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Động lực đã hồi phục được phần nào nên hắn dùng thiên nhãn để quan sát. Suy cho cùng thì trời cũng chẳng phụ người có lòng, cuối cùng vẫn để hắn tìm thấy. Thật sự có cơ quan, dưới địa cung vẫn còn một phòng nhỏ khác, mà Triệu Bân thì lại đang đứng trước cánh cửa đá dẫn vào trong, cửa đá đang khép kín, hắn liên tục chém hơn 10 nhát kiếm vẫn không thể chém được, hay có thể nói là hắn cần phải mở được cơ quan. Cái gọi là cơ quan đó nằm ngay bên cạnh cửa. Nó chính là bát quái cửu cung, cực kỳ phức tạp, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó, cấu tạo của cơ quan này còn phức tạp hơn cả cơ quan của Linh Lung Các. Mỗi một bước đều có mấy trăm loại biến hóa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không biết Thi Sơn chuyên đi trộm mộ lại am hiểu về cơ quan đến vậy. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, không lên tiếng. Chuyện thế này cô ta cũng lười giúp, tự đi mà nghiên cứu, rồi sẽ mở được thôi. Nơi này yên tĩnh bao nhiêu thì Thiên Tông lại náo nhiệt bấy nhiêu. Thiên Tông dưới ánh trăng tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Rất nhiều đệ tử cũ xuất quan, tụ lại một chỗ khoe khoang nọ kia. Mai là tỷ thí Tân Tông rồi nên tất nhiên họ phải xuất quan để xem, ai cũng muốn nhìn thử xem những đệ tử mới vào này mạnh đến mức nào. Rất nhiều người bàn ra tán vào, trong đó được nhắc tới nhiều nhất là một kẻ tên Cơ Ngân. Vào bằng cửa sau nhưng lại không hề yên phận một chút nào. Mới vào đã lên diễn võ đài vài lần,
mà lần nào cũng đánh cho người ta tàn phế, Vệ Xuyên khiêu chiến hai lần thì lại không thấy bóng dáng tên đó đâu, mai là tỷ thí tân tông rồi, để xem phong thái của đệ tử đỉnh tử trúc ra sao. Nào nào, đến đây áp chú đi nào. Đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ. Tối nay lão Trần Huyền cực kỳ linh hoạt trong kinh doanh, không mở cửa buôn bán gì nữa mà đặt một bàn đặt cược trước cửa hiệu Lâu Đời, trên đó có một miếng vải trắng, trên miếng vải có rất nhiều cái tên, tất cả đều là đệ tử vừa vào Thiên Tông, Sở Vô Xương này, Liễu Như Nguyệt này, Cơ Ngân này, Lâm Tà này. Có người nào tính người đó, ai cũng được ghi tên. Áp chú mà ông ta nói chính là đặt cược cho thành tích chiến đấu của bọn họ, có thể vào được bao nhiêu vòng, có thể lấy được vị trí thứ mấy, ai sẽ là đối thủ của ai. Cái gì có thể nghĩ ra được thì cứ áp chú. Cũng như ông ta, rất nhiều trưởng lão khác cũng bày bàn đặt cược. Có nhỏ mà cũng có lớn, các đệ tử và trưởng lão cũng hết sức hào hứng, ai cũng muốn chạy tới góp vui, trước các bàn đặt cược đông đúc người qua lại, ngân phiếu với bạc chất thành đống, thậm chí còn có người đặt cả vũ khí cũng như đan dược. Nếu thắng thì sao, đánh một trận, nhà tranh thành ngói đỏ ấy mà. Vì thế, cả Thiên Tông cứ nháo nhào cả lên. Ai biết vẫn nghĩ đây là thánh địa tu luyện chứ người không biết lại tưởng nơi này đang họp chợ gì đông vui lắm, người già rồi thấy mãi cũng thành quen, mấy ngày này trưởng giáo thường mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Có tiền thì cứ chơi, thua sạch rồi thì ngoan ngoãn lại, ai bày bàn cược ra cũng phải hiếu kính cho trưởng giáo một phần, nếu không lão tử sẽ phụng chỉ bắt giam, cho các người vào đại lao mà cược. So với thế giới bên ngoài thì đỉnh tử trúc yên bình hơn nhiều. Mục Thanh Hàn đã xuất quan. Đứng dưới tán cây nhón chân quan sát. Mai chính là tỷ thí tân tông, tiểu sư đệ lại không thấy bóng dáng. Sư phụ đã ra ngoài tìm, đến nay vẫn chưa về. Cô ta thấy Vân Yên trở về, nhưng cũng chỉ có một mình Vân Yên mà thôi. Không tìm thấy ư, Mục Thanh Hàn thử hỏi. Vân Yên khẽ lắc đầu, mày nhíu lại thật chặt, cứ có linh cảm chẳng lành thế nào ấy, cảm giác như tiểu đồ đệ nhà cô ta đã bị giết người diệt khẩu rồi. Nếu không tại sao xuống núi mấy ngày liền vẫn chưa quay về đỉnh tử trúc? Về, chờ ta tìm được kho báu rồi sẽ về. Thanh niên Triệu Bân đó vẫn còn đứng trước cửa phòng dưới địa cung đây mà. Vẫn còn bận nghiên cứu cơ quan để mở cửa, Thi Sơn đã bị giết rồi, một cánh cửa đá có thể ngăn được hắn ư. Hắn không tin mình chẳng đào được đống kho báu đấy. Ầm, tới nửa đêm mới nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Cuối cùng cửa đá cũng mở ra. Còn chưa vào đã thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh, đúng là một kho báu khổng lồ, vàng này, bạc này, ngọc này, đồ sứ này. Chất thành đống, cả ngân phiếu cũng trồng cả núi, tầm mấy trăm ngàn là ít. Ngoài ra còn có vũ khí và thuốc viên. Điều khiến Triệu Bân vui sướng là nơi này có một viên tam vân đan. Ngoài ra còn có cả sách cổ, trong đó có rất nhiều quyển giống với sách trong tàng kinh các của Thiên Tông, điều đó chứng tỏ bên trong Thiên Tông có người tộc xác chết gài vào. Còn nhiệm vụ là gì ấy hả? Có lẽ là giống với U Lan, trộm bí quyển của tàng kinh các, cũng có thể là thăm dò tin tức. Mấy chuyện đó, Triệu Bân không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến bảo bối, hắn vung tay lên lấy hết vàng bạc châu báu, tất cả những món bảo bối có thể mang đi trong địa cung nho nhỏ này đều bị lấy sạch, không trừ lại chút gì, không gian trong chiếc nhẫn ma đủ lớn, có thể chứa thêm cả ngọn núi. Nếu Thi Sơn còn sống chắc sẽ đứng ôm ngực khó thở. Lão phu cực khổ vất vả mấy chục năm cuộc đời, cuối cùng tất cả đều thành vật dâng tay người. Sự thật chứng minh ra đường tốt nhất nên thành thật yên phận một chút, ví như lão ta, bắt được ma tử rồi vẫn chưa thấy đủ, muốn tóm thêm một đệ tử Thiên Tông, đánh mất bảo bối thì không nói, còn mất cả mạng. Đây là cái gì thế? Sau khi gom hết bảo bối, Triệu Bân ngồi trên bãi đá cầm một vật quan sát. Hắn nhìn lại tất cả những thứ mình đã lấy thì chợt trông thấy một thứ giống viên gạch. Một viên gạch màu tím, nặng chừng mấy trăm cân, quan sát cẩn thận sẽ thấy bên trong có điều bí ẩn, bề mặt có khắc những hoa văn cổ xưa, thi thoảng lại ánh lên màu tím. Triệu Bân nhìn tới nhìn lui một lúc lâu vẫn chưa nhận ra đó là gì, hắn chỉ biết nó có chứa thứ gì đó nhưng thiên nhãn lại không thể nhìn thấu, một sức mạnh bí ẩn đã ngăn cản hắn nhìn vào trong. Dùng để đánh người cũng được lắm chứ, Triệu Bân suy nghĩ. Viên gạch nặng mấy trăm cân. Đập vào đầu ai đó thì chắc đau lắm. Hả? Đang quan sát thì hắn chợt nghe thấy tiếng sột soạt, nói chính xác hơn là tiếng bước chân, có người xuống địa cung. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn cất viên gạch đi, nhanh chóng độn thổ.
chẳng mấy chốc đã thấy một người bước vào. Đó là một người áo đen sắc mặt không được đẹp cho lắm, nói không chừng đây là người đi cùng Thi Sơn, cũng có thể là tay chân của lão ta, thấy địa cung bị phá, bảo bối cũng bị lấy sạch sành sanh thì vui vẻ được mới là lạ. Kim Huyền Trung. Triệu Bân thấy thế thì bất giác nhướng mày. Đó là trưởng lão của Thiên Tông mà, Viên Miểu bị hắn đánh cho tàn phế chính là đồ đệ của lão ta. Trước khi ra khỏi Thiên Tông hắn còn bắt tay với Vân Yên lừa lão già này 100 vạn lượng. Nhìn thấy Kim Huyền Trung xuất hiện ở đây, hắn thấy hơi ngạc nhiên. Mới nãy thôi hắn còn nghi ngờ tộc xác chết gài người vào Thiên Tông, bây giờ xem ra suy đoán đó rất đúng, Kim Huyền Trung không thể thoát khỏi quan hệ với tộc xác chết, nói không chừng chính là người trong tộc, chỉ là hắn không dám chắc Thiên Tông đã biết chuyện này chưa, chủ của một đỉnh lại là người tộc xác chết, e là trưởng giáo Thiên Tông cũng không ngờ tới được. Hắn không dám cử động, ngoài nín thở ra hắn còn cố gắng kìm nén sự tồn tại của mình. Lúc này khi độn thổ hắn còn dám bùa ẩn nấp lên người, nếu bị tóm được thì không chết mới là lạ, hắn chẳng đánh lại địa tạng tầng cao nhất đâu. May là Kim Huyền Trung đến trễ, nếu lão ta đến khi hắn đánh với ma tử thì mới là vấn đề. Xảy ra chuyện gì rồi? Kim Huyền Trung vẫn chưa đi, tiếng hừ lạnh chất chứa sự khó hiểu. Triệu Bân đoán không sai, lão ta chính là người tộc xác chết, từ 20 năm trước lão ta đã vào Thiên Tông, nhiều năm trôi qua, không biết lão ta đã đánh cắp bao nhiêu thứ của Thiên Tông, chưa từng bị lộ, bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một cứ điểm bị phá hủy, bảo bối cất giấu cũng biến thành không khí. Bị phát hiện rồi ư? Kim Huyền Trung tự hỏi, ánh mắt cứ lóe lên không ngừng. Rất lâu sau đó lão ta mới xoay người đi. Triệu Bân không nhúc nhích. Lão già này cứ như cáo già ấy. Đi một lát thì quay ngược trở lại, đôi mắt già nua sắc bén đảo qua mỗi một tấc địa cung, tìm kiếm dấu vết còn sót lại, nhưng Triệu Bân lại làm quá sạch sẽ. Đến tận lúc này lão ta mới phất tay áo bỏ đi. Phù! Thấy Kim Huyền Trung đi mất, Triệu Bân mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngoi lên từ nền đất. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ra khỏi địa cung. Hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ Kim Huyền Trung lại quay về, trên thực tế, đúng là Kim Huyền Trung có quay lại đuổi giết, nói cách khác, lão ta đột nhiên nhận ra điều gì đó nên quay về căn phòng ấy, một cú đạp khiến nền nhà vỡ nát. Sơ sẩy, Kim Huyền Trung nghiến răng nghiến lợi, quên mất thuật độn thổ. Khi lão ta đến chắc chắn trong căn phòng đó đang có một người ẩn nấp, chỉ là lão ta không phát hiện mà thôi, khi lão ta kịp phản ứng thì trời đã tối muộn. Có lẽ người đó cũng cao chạy xa bay rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Kim Huyền Trung hừ lạnh, cứ điểm bị phá hủy, Thi Sơn biến mất không rõ tung tích, bảo vật bị cướp hết sạch, làm cực kỳ sạch sẽ. Cứ điểm bị hủy cũng chẳng sao, Thi Sơn bị giết cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề là bảo vật, nhất là cái hộp đá màu tím kia, đó cũng chính là viên gạch mà Triệu Bân nói, đó mới là vật quan trọng nhất, bây giờ bị người ta đánh cắp, có trời mới biết phải đi đâu tìm. Soạt. Bên này, Triệu Bân lướt đi như gió, như một bóng đen chạy ra khỏi khu rừng. Hắn không tìm Vương Trác, cũng chẳng còn thời gian để tìm. Trời sáng tỷ thí Tân Tông sẽ bắt đầu, hắn phải vội vàng quay về, lần này e là không dễ chịu, thân phận của hắn đã bị ma tử nhận ra, ma tử biết thì ma gia cũng biết, nếu hắn ta nói ra ngoài, tộc xác chết không nhắm vào hắn mới là lạ, cả Huyết Hy Môn, La Sinh Môn. Rồi bây giờ là ma gia cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta giết chết. Nghĩ thế, hắn lại thấy đau dạ dày. Đó là một cơ hội rất tốt, không giết ma tử mà để tên này chạy thoát thì hậu hoạn về sau khó đoán trước. Hóa thù thành bạn. Thôi bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đó chính là vấn đề mà ma tử đang phải vắt óc suy nghĩ trong kế hoạch của mình, đôi mắt cứ lóe sáng trong bóng tối. Những gì Triệu Bân lo lắng cũng là những gì hắn ta do dự, một khi để lộ ra bí mật của cơ ngân, cả hai đều không có đường sống để quay về, lần sau gặp lại, sẽ là liều chết mới thôi. Nói thật, hắn ta không hề muốn là kẻ địch của cơ ngân, đó quả là một nhân tài, mang về ma gia sẽ là chuyện tốt đẹp nhất, vì thế hắn ta còn chẳng mang đến hiềm khích trước đó, ân oán gì gì đó, thù hận gì gì đó đều cười cho qua, chỉ cần cơ ngân sẵn sàng gia nhập ma gia. Hắn ta có thể trả bất kỳ giá nào. Suy cho cùng hắn ta vẫn không nỡ hại người tài. Ma gia xuống dốc,
hắn ta là ma tử phải gánh vác trách nhiệm. Vấn đề là ma gia đến thế hệ của hắn ta thì chẳng còn bao nhiêu nhân tài, hắn ta cần một trợ thủ đắc lực để giúp ma gia vực dậy, cơ ngân của đỉnh tử trúc chính là người được chọn tốt nhất. Như những lời hắn ta đã nói trước đó, hai người bọn họ mà hợp sức thì sẽ là vô địch thiên hạ. Thánh tử. Thấy ma tử đờ đẫn, người áo đen khẽ gọi một tiếng, cứ thấy lần này quay về ma tử của họ như biến thành một người khác, nói chính xác hơn là đã giấu đi sự sắc bén của mình, cũng đã điềm tĩnh hơn, có lẽ một kiếp nạn đã khiến hắn ta thay đổi. Hay là hắn ta gặp phải cú sốc lớn khi bị đánh bại. Thánh nữ đâu? Ma tử chuyển tầm mắt, thản nhiên hỏi. Vẫn còn dung hợp huyết mạch trong ao máu, người áo đen vội vàng trả lời. Có tìm thấy Vương Dương đâu không? Ma tử lại nói. Người áo đen hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, vẫn không thấy tung tích. Tiếp tục tìm đi. Thánh tử, lão phu có một lời không biết có nên nói không? Nói. Vương Dương được truyền thừa bất diệt ma quân, là thánh tử ma quật, tốt nhất đừng trở thành kẻ thù với hắn ta. Trong số những nhánh lớn của ma tộc thành ma gia chúng ta là yếu nhất, những kẻ mạnh bắt tay với nhau mới là chuyện quan trọng. Ma quân đang muốn thâu tóm ma gia chúng ta thì lấy đâu ra cái bắt tay đó, ma tử thản nhiên nói, từ khi hắn cắn nuốt ma đồng thì ta với hắn. Không thể đi chung một con đường nữa rồi. Người áo đen muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài trong lòng. Ma tử khẽ nhắm mắt, vứt bỏ tất cả mọi tạp niệm, chỉ khoanh chân chữa thương. Đêm hôm đó, sóng ngầm dữ dội. Ma gia có hành động, tình báo trải rộng bốn phương tám hướng được điều động, ma tử ra lệnh điều tra tộc xác chết, tất cả cứ điểm trong đại hạ, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, phải tìm ra bằng hết. Ma gia chơi không lại tộc xác chết thì mượn tay đại hạ và thiên tông, giết sạch. Nếu Thi Sơn còn sống, không biết lão ta sẽ nghĩ gì. Bắt thánh tử ma gia lại gieo cho tộc xác chết một mầm tai vạ. Dù không bị Triệu Bân giết chết thì cũng sẽ bị tộc xác chết cho một trường, đã bảo là làm gì cũng khe khẽ thôi, lão ta lại nhảy tưng tưng lên thế, kế hoạch bao nhiêu năm, nếu lần này bị đại hạ cho một cái tội nào đó để gánh thì thương vong sẽ thảm thiết biết bao nhiêu. Ếch! Đại bằng cánh vàng như một vệt sáng vàng lướt qua vòng trời. Triệu Bân khoác áo choàng đen, khoanh chân ngồi xuống, vừa chữa thương vừa phục hồi động lực. Phá cho ta! Không biết thời gian qua bao lâu, trong tiềm thức Triệu Bân phát ra tiếng rít gào như thế. Hắn vừa mới đánh vào cảnh giới, muốn phá vỡ rào cản để bước lên cảnh giới huyền dương trước khi về thiên tông, thế thì dù phải đánh với Sở Vô Xương cũng có chút phần thắng, nếu tỷ thí tân tông không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hắn chỉ cần viên đan tỉnh thần đó mà thôi. Ếch! Đại bằng rít lên, có vẻ đang muốn khuyên nhủ. Bởi vì khóe miệng Triệu Bân đã chảy đầy máu tươi. Hắn muốn dùng sức mạnh đánh vào cảnh giới để thăng cấp gặp phải cắn trả, nếu cứ thế này thì sẽ không còn là cắn trả nữa mà sẽ tổn hại đến căn cơ võ đạo. Triệu Bân không đáp, hai mắt đầy tơ máu khiến con người hóa thành màu đỏ tươi. Khoảnh khắc đó, hắn trở nên điên cuồng, có bao nhiêu viên đan dược trong người đều bị hắn nhét vào miệng, ngoài ra còn có thuốc viên và linh dịch được hắn dồn sức luyện chế, hóa thành chân nguyên rồi rào rót vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch đều tràn ngập sức mạnh. Chưa đủ cơ duyên thì để đan dược gánh. Hắn đang điên cuồng, muốn thử một lần, mặt dày mày dạn nhảy lên cảnh giới huyền dương. Phá! Phá cho ta! Hắn gầm khẽ, có thêm niềm tin. Đại bằng im lặng, nó hiểu rất rõ chủ nhân mình là một tên cứng đầu, không chịu tin vào số mệnh. Phá! Cho ta! Triệu Bân gầm khẽ. Sau đó biến thành rít gào. Đó tiếng rít gào phát ra từ linh hồn hắn, giữa hai cảnh giới có một tấm màng chắn có thể nhìn thấy được, chỉ cần phá vỡ tấm chắn giữa cảnh giới huyền dương và chân linh đó sẽ dễ dàng thăng cấp, hắn dùng kiếm tử sấm sét, dùng hết sức chém thật mạnh. Răng rắc, tấm chắn, vỡ tan, cảnh giới chân linh tầng cao nhất mạnh mẽ phá vỡ rào chắn thăng cấp lên cảnh giới huyền dương. Soạt, hắn còn chưa kịp thở. Đại bằng cũng chưa kịp vui thì tu vi huyền dương của hắn đã rơi xuống thành chân linh tầng cao nhất, bị một sức mạnh không thể chống lại hút đi. Ta, phụt, Triệu Bân không thở nổi, một ngụm máu được phun ra. Đại bằng rít lên, cũng hơi buồn bực, đang yên đang lành sao tu vi lại rơi xuống. Trả cho ta, trả lại cho ta. Triệu Bân gỡ chiếc nhẫn ma xuống,
đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào nó. Đúng vậy, thứ hút đi tu vi một tầng của hắn chính là chiếc nhẫn ma đen thui này, trước một lần, đây là lần thứ hai, khó lắm mới thăng cấp được mà ngươi mẹ nó nói nuốt là nuốt. Cũng như lần đầu tiên, chiếc nhẫn ma chẳng có phản ứng gì. Thế nhưng nhìn vào bên trong chiếc nhẫn ma, dường như nó đã có sự thay đổi. Hơn nữa, không gian trong đó cũng lớn hơn một phần, có thể bỏ hai ngọn núi vào đó. Triệu Bân ôm ngực, không gian chứa được một ngọn núi là đủ dùng rồi, không thể chờ hắn tham gia tỷ thí Tân Tông xong rồi hắn nuốt tu vi của hắn ư. Ngươi bị cái gì thế? Không nuốt tu vi của ta, thì không thể lột xác được à? Làm hay lắm, Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân. Cô ta biết trước rằng chiếc nhẫn ma có thể nuốt tu vi, chẳng qua cô ta chưa nói cho Triệu Bân biết. Điều đó cũng không thể trách chiếc nhẫn ma, nó định lột xác từ trước, do Triệu Bân vô tình thăng cấp đúng lúc thôi. Tầng tu vi đó chắc chắn nó sẽ không trả lại. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Thiên Tông. Quan sát khắp đất trời, trên các ngọn núi có người đang đi xuống, có chủ của ngọn núi, cũng có các đệ tử, tất cả đều bắt nhịp với nhau đi về phía trung tâm Thiên Tông, nơi đó có một đài chiến rộng 100 mét, tỷ thí Tân Tông được tiến hành ở đó. Có rất nhiều người kéo tới, tấp nập nhộn nhịp. Tất cả đều khoác đạo bào mới tinh, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Lâu rồi mới thấy lại cảnh này, thằng nhóc tóc tím bất giác thở dài buồn bã. Xích Hiên đi cùng nó cũng lập tức trở nên nao nao khi vào đến nơi, họ đã bị đày đi nơi khác cũng đâu đó mấy năm rồi, năm đó hai người họ cũng từng tham gia tỷ thí Tân Tông thế này. Không cần quá nhiều, hạng 10 là được rồi. Tư Không Kiếm Nam khẽ phe phẩy cây quạt, theo dòng người đi vào trong. Ngươi thì dẹp đi, bên cạnh, Lâm Tà liếc mắt nhìn Tư Không Kiếm Nam, mặt mũi điển trai thì được gì, đây là đánh nhau, không phải cuộc thi xem ai đẹp trai hơn, theo hắn ta đoán thì tên này lấy được xếp hạng 20 cũng giỏi rồi. Điều kiện tiên quyết là đừng gặp phải mấy yêu nghiệt kia, chẳng hạn như Sở Vô Xương, chẳng hạn như Liễu Như Nguyệt, hay là chân thể âm băng rồi là Tiểu Vô Niệm, một dàn đệ tử Tân Tông đó đều là ngọa hổ tàng long cả. Nhìn sang Tư Không Kiếm Nam, hắn ta đang liếc mắt nhìn Mộ Chiêu Tuyết, trên má cô nàng còn có chút ửng đỏ, xem ra tối hôm qua nhân tài Tư Không Kiếm Nam này cũng không hề nhàn rỗi. Tốt hơn là ngươi nên cầu nguyện đi, nếu như để ta gặp ngươi trên đài thì ta nhất định sẽ đánh ngươi tàn phế, có người đi ngang qua để lại lời nói lạnh như băng, người đó chính là Doãn Hồn, lúc nói câu này hắn ta còn không quên liếc mắt nhìn Lâm Tà một cái. Khẩu khí thật lớn, Lâm Tà chế giễu nói. Hai tên này không hổ là kẻ thù, vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau, tỷ thí Tân Tông còn chưa bắt đầu mà đã muốn hành nhau một trận ra bã. Đánh cho tốt, không được mất tập trung. Tô Vũ cũng bước vào, hắn ta còn mang theo tiểu sư đệ nhà mình là Vô Niệm. Tên nhóc có cái đầu bóng lưỡng, đứng giữa đám đông trông hết sức chói mắt. Tên nhóc đầu bóng lưỡng này khí huyết dồi dào quá. Dương Phong cũng có mặt, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Vô Niệm. Vừa nhìn thấy thì hắn ta đã tặc lưỡi không thôi. Nhìn thoáng qua thì cái tên đầu bóng lưỡng này trông có vẻ vô hại, kỳ thực hắn ta chỉ đang diễn mà thôi, nếu như Dương Phong đoán không nhầm thì ngay cả Tô Vũ cũng không phải là đối thủ của Vô Niệm này. Sư huynh đánh không lại sư đệ, người nói xem có kỳ quái hay không, Tử Viêm cũng tặc lưỡi nói, Tô Vũ là sư huynh, Vô Niệm là sư đệ, nhưng nếu như thật sự muốn đánh nhau thì Tô Vũ chắc chắn sẽ thua thảm. Tô Vũ không hề phản bác lời này. Tiểu sư đệ nhà hắn ta trời sinh có thần lực, chỉ cần một kích liền có thể đánh hắn ta hộc máu. Sau một lúc, Tô Vũ nhìn về một hướng khác, hai mắt liền sáng lên lấp lánh. Người của đỉnh Ngọc Tâm cũng đến, người mà hắn đang nhìn với đôi mắt lấp lánh chính là Nguyệt Linh, bên cạnh còn có tiểu sư muội Hy Nguyệt, cũng chính là U Lan. Hai tỷ muội này có tính khí khá giống nhau, đặc biệt là Nguyệt Linh. Cả người đều toát ra khí chất cao ngạo độc lập, xinh đẹp lạnh lùng. Có không ít đệ tử tới đó bắt chuyện nhưng cô ta đều khinh khỉnh không trả lời một ai. So với Nguyệt Linh thì ta lại thích Hy Nguyệt hơn, Dương Phong nhỏ giọng nói. Nguyệt Linh là của ta, kẻ nào không đồng ý thì ta đánh kẻ đó, Tô Vũ sửa sang lại quần áo nói. Ngươi có đánh thắng được nàng ta không? Dương Phong liếc mắt nhìn Tô Vũ hỏi. Vậy thì ta sẽ chịu đòn. Tô Vũ nói ra một câu khiến cho cả Dương Phong và Vô Niệm đều bật cười. Vật họp theo loài. Ba người Ngụy Đằng, Vũ Văn Hạo và Nghiêm Khang đến cùng nhau,
Lúc trước trong trận khiêu chiến đại diễn võ cả ba đều đã bị cơ ngân đập đến mức bán thân bất toại, không ngờ lại có thể kịp hồi phục cho ngày hôm nay. Chắc chắn sư phụ của cả ba đã phải sử dụng không ít linh dược, tất nhiên tiền linh dược chữa trị đều là do gia tộc của ba người tự bỏ ra, bởi vì cả ba đã khiến cho sư phụ của mình mất mặt hết sức. Ba đệ tử cảnh giới huyền dương bị một đệ tử cảnh giới chân linh đập thê thảm, chuyện này truyền ra ngoài làm cho người khác cười muốn rụng răng, cũng khiến cho cả ba gia tộc phải xấu hổ. Cơ ngân, lúc cả ba người bước vào thì đều nhìn quanh rồi nghiến răng nghiến lợi. Ồ, trạng thái không được tốt lắm đó. Lời nói âm dương chướng khí lại vang lên từ xa, Hoa Đồ đã xuất hiện. Lời này tất nhiên là hắn ta đang nói với Nghiêm Khang, lúc nói hắn ta còn trưng ra bộ dáng vui sướng khi nhìn thấy đối phương gặp nạn, dường như còn muốn quát vào mặt của đối phương, ngươi rồi cũng có ngày hôm nay. Nghe xong lời này thì sắc mặt của Nghiêm Khang ngay lập tức trở nên hết sức khó coi. Lúc thượng đài tốt nhất là ngươi đừng có mà gặp ông đây. Hoa Đồ cười lạnh nói. Hắn ta vẫn còn ghim chặt thù hận với Nghiêm Khang Vũ Túy Mộng Lâu. Tiếp sau đó Vệ Xuyên cũng đã bước vào, theo sau còn có Trịnh Minh cùng Viên Miểu, hai tên này cũng có bộ dạng hết sức thảm thương, Trịnh Minh bước đi khập khiễng còn Viên Miểu phải chống nạng, cả hai đều bị cơ ngân đập trọng thương, bị đoạt roi sắt, thua 20 vạn lượng, còn phải bồi thường thêm 100 vạn lượng. Lão đại, huynh phải làm chủ cho ta, Trịnh Minh đi đến đâu cũng nói oang oang đến đó. Đánh cho hắn tàn phế. Viên Miểu cũng nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên là hắn ta đang muốn nói đến cơ ngân. Vệ Xuyên không trả lời, hắn ta bước vào rồi nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn ta đang tìm gì? Tất nhiên là tìm cơ ngân. Hai lần khiêu chiến đều không gặp được cơ ngân, hắn ta thật sự cảm thấy rất bực mình. Thanh Giao đã bước vào, cô ấy lướt đi nhanh như gió. Trong lúc đó cô ấy còn liếc nhìn thoáng qua Vệ Xuyên. Cùng là đệ tử đỉnh Lạc Hà cho nên cô ấy cũng có thể hiểu rõ thực lực của vị sư huynh này. May cho Vệ Xuyên là Triệu Bân không lên diễn võ đài với hắn ta, nếu không giờ phút này hơn phân nửa là Vệ Xuyên còn phải nằm bẹp trên giường bệnh, thế mà cái tên Vệ Xuyên này còn không biết an phận, lúc nào cũng tìm cách gây hấn với Triệu Bân. Xem ra cái tên này không bị ăn đòn thì không cảm thấy thoải mái. Người tu Phật quả nhiên không tầm thường. Không biết có ai đã nói lên một câu khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng vào. Người vừa tới chính là Bát Nhã, còn chưa thấy mặt thì đã nghe thấy Phật âm của cô ta vang vọng, mỗi bước đi của cô ta dường như đều mang theo ánh sáng. Rất mạnh. Không ít đệ tử lâu năm đều bình luận giống nhau. Thiên linh thể cũng thật là tao nhã vô hạn, lại có thêm thanh âm thổn thức của ai đó vang lên. Mọi người quay lại chăm chú quan sát thì thấy Vân Phượng đã bước vào. Theo sau cô ta là Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt cũng là thiên kiêu chi nữ, gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng giống hệt như Nguyệt Linh. Càng lúc càng có nhiều người bước vào hơn, bao gồm trưởng lão, đệ tử lâu năm và đệ tử mới, tất cả tập trung lại ở một nơi, nữ đệ tử không nhiễm bụi trần, kiều diễm như hoa, nam đệ tử dáng vẻ hiên ngang, khí thế bức người. Ngọa hổ tàng long, có rất nhiều người âm thầm tặc lưỡi. Hầu hết những đệ tử mới gia nhập tông môn năm nay đều là người tài giỏi. Nào nào, bây giờ đặt cược cũng không muộn. Lão Trần Huyền hô lớn, ngay lập tức phát chiếu bạc vào trong, đặt cái ẩm dưới đài. Đan Huyền nhìn thấy vậy thì vội lảng ra xa, ý tứ rất rõ ràng, ta không quen kẻ này đâu. Lão đạo Âu Dương thấy vậy thì cũng lảng ra thật xa, như muốn chiếu cáo thiên hạ, ta cũng không quen biết kẻ này. Hai người này thì giả vờ như không quen không biết, nhưng có những người như Huyền Sơn lão đạo của Tàng Kinh Các, Ngô Huyền Thông của Thanh Nguyên Các đều đã bước lên đập xuống chiếu bạc một sấp ngân phiếu, hiển nhiên là muốn đánh cược. Sau đó cũng có không ít trưởng lão khác bắt đầu tiến lên đặt cược. Trên đài tỉ thí, dưới đài cá cược. Ai cũng vui vẻ, cược thắng còn có thể được tiền. Đình Tử Trúc tới rồi. Có người lại kêu lên. Và mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía cổng vào. Vân Yên nhẹ nhàng bước vào cùng với Mục Thanh Hàn, nhưng không thấy cơ ngân đâu. Hả, cái tên đi cửa sau đâu? Không phải là sợ thua nên không dám tới đó chứ? Ta đã nói rồi, hắn chỉ là con rùa rụt đầu mà thôi, ngươi thật sự cho rằng hắn dám tới sao? Không tới cũng tốt, đỡ phải xấu hổ. Có không ít tiếng xì xào bàn tán vang lên.
cũng chỉ có thể trách danh tiếng của Cơ Ngân quá lớn, khiến cho cả Vân Yên và Mục Thanh Hàn cũng phải hưởng chung hào quang với hắn, cho nên cả hai người nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị mọi người chú ý. Con rùa rụt đầu, Vệ Xuyên hừ lạnh một tiếng. Không tới sao, Thanh Giao lẩm bẩm, đôi lông mày xinh đẹp cau lại. Sao còn chưa tới, Mục Thanh Hàn vừa bước vào đã quan sát xung quanh để tìm tiểu sư đệ. Vân Yên cũng đang tìm kiếm, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân ở đâu. Vì vậy cô ta liền liếc nhìn Vân Phượng một cái, bất giác nghĩ rằng Vân Phượng đã giở trò quỷ gì đó. Sư muội, tiểu đồ nhi của muội đâu? Vân Yên mới vừa ngồi xuống thì lão đạo Âu Dương đã tiến lại gần cười nói. Các chủ luyện khí các lúc nào cũng muốn lôi kéo Triệu Bân cho nên mới vội vàng chạy tới hỏi. Có việc nên tới chậm một chút, Vân Yên hít sâu một hơi nói. Lão đạo Âu Dương nhíu mày, có chút khó tin liếc nhìn Mục Thanh Hàn, lão ta vừa nhìn thấy đôi lông mày của nàng ta cau lại thì liền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tên nhóc đó là một hạt giống tốt, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì bất chắc. Cơ Ngân. Thấy sư phụ của mình lo lắng như vậy, Hoàng Hiết thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta mới là đệ tử của luyện khí các, thế mà sư phụ lại ưu ái tên đệ tử của đỉnh tử trúc đó nhiều hơn. Nhìn kia, người đứng đầu đã tới rồi, không biết là ai đã hô lên một tiếng. Người đứng đầu tất nhiên là Sở Vô Xương, tất cả trưởng lão và các đệ tử đều ngước nhìn lên, Sở Vô Xương đã bước vào, áo trắng bay phấp phới, cả người như tỏa sáng. Ngay cả mái tóc đen cũng có thể lóe ra hào quang, khí chất không vướng bụi trần của cô ta làm cho người khác có cảm giác như đang nhìn thấy một tiên tử trong mộng ảo. Cô ta cũng hết sức cao ngạo lãnh đạm, từ đầu đến cuối đều tự cao tự đại, không thèm nhìn lấy một ai. Sự xuất hiện của cô ta đã làm cho tất cả các nữ đệ tử khác bị lu mờ. Không thắng nổi. Mục Thanh Hàn lẩm bẩm, Liễu Như Nguyệt cũng lẩm bẩm, Bát Nhã, U Lan, Tiểu Vô Niệm, Chân Thể Âm Băng, hay thậm chí là đệ tử lâu năm như Nguyệt Linh, Tô Vũ, Dương Phong cũng đều âm thầm lắc đầu. Bọn họ đều có cảnh giới huyền dương nhưng cũng không có hy vọng nào có thể chiến thắng Sở Vô Xương. Dưới sự chú ý của mọi người, Sở Vô Xương ngồi vào chỗ. Cái liếc nhìn duy nhất của cô ta là dành cho vị trí của đỉnh tử trúc, cô ta nhìn thấy Vân Yên cùng Mục Thanh Hàn nhưng không hề nhìn thấy Cơ Ngân, tên tiểu võ tu tuyên bố muốn khiêu chiến cô ta vẫn chưa tới. Xem đi, Cơ Ngân cũng chỉ có công phu nói phét mà thôi. Không dám tới ứng chiến, không biết có phải hắn đã mang viên tử ngọc trốn đi luôn rồi không? Cái tên được nữ soái nhìn chúng này bản tính thật chẳng ra làm sao, đúng là đã khiến cho nữ soái phải xấu mặt. Vì Sở Vô Xương, những tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên không dứt, ai cũng đang nói về cái tên Cơ Ngân kia, ngày trước hắn ở đình Ngọc Tâm ăn nói hùng hồn bao nhiêu, cuối cùng lại chẳng dám ra mặt nữa. Đệ tử mà muội tuyển chọn đó sao, thật xấu hổ quá, Vân Phượng nhẹ giọng nói. Không phiền đến người phải lo, Vân Yên lạnh lùng đáp. Chỉ là một cuộc đối thoại đơn giản nhưng lại diễn ra trong bầu không khí hết sức lạnh lẽo, khiến cho những người ngồi ở xung quanh đó đều không khỏi ho khan một tiếng. Đôi tỷ muội này mỗi lần gặp nhau là sẽ không yên ổn. Ngươi nói xem thiên linh thể sẽ xếp hạng mấy. Ta thấy chân thể âm băng có khả năng xếp vị trí cao hơn. Tên nhóc vô niệm đầu bóng lưỡng kia cũng là một hạt giống tốt. Cho dù có tốt thế nào thì cũng không thể so sánh với Sở Vô Xương được. Vị trí đứng đầu đó ai mà đoạt được của cô ta chứ? Chẳng có gì bất ngờ với kết quả đó. Còn chưa khai chiến mà bầu không khí xung quanh đã trở nên hết sức náo nhiệt, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn như thủy triều lên. Phần lớn bọn họ đều đang dự đoán kết quả của tỷ thí Tân Tông lần này. Ai cũng đoán người đứng đầu chắc chắn sẽ là Sở Vô Xương. Yên lặng. Ngô Huyền Thông, các chủ Thanh Nguyên Các lên đài hô lớn. Những người có mặt bất luận là đang làm gì cũng đều nghiêm mặt lại và im lặng ngay lập tức. Đệ tử mới gia nhập Thiên Tông mau lên đài rút thăm, giọng của Ngô Huyền Thông vang vọng khắp đài. Ông ta vừa dứt lời thì tất cả các đệ tử mới đều đứng dậy bước lên đài, xếp hàng rất ngay ngắn. Ngô Huyền Thông vuốt râu nhìn Vân Yên hỏi, sư muội, Cơ Ngân đâu? Có việc nên tới trễ một chút, Vân Yên hít sâu một hơi nói. Nếu như hắn không tới thì sẽ bị tước bỏ tư cách tỷ thí, Ngô Huyền Thông lại nói, đây là quy củ truyền thống. Vân Yên không nói gì, chỉ nhìn nghiêng về phía cổng vào.
Cô ta không quan tâm đồ nhi của mình có thể tham gia tỷ thí tân tông hay không, điều cô ta thật sự lo lắng chính là an nguy của đồ nhi. Ngô Huyền Thông không nói nhiều, ông ta lấy ra một bầu rượu uống vài ngụm, hiển nhiên là đang muốn trì hoãn thời gian, cũng xem như nể mặt Đỉnh Tử Trúc. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, nếu như sau khi ông ta uống cạn bầu rượu mà cơ ngân vẫn chưa tới thì hắn sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia tỷ thí, chuyện này ai cũng có thể nhìn thấu. Vân Yên không lên tiếng. Trong chớp mắt, một dự cảm không lành bỗng nhiên ập đến. Sư tỷ Mục Thanh Hàn cùng những người bạn tốt Thanh Giao, Lâm Tà, Tô Vũ, Tư Không Kiếm Nam, Tử Viêm và Dương Phong cũng đều nhíu mày, không biết là Triệu Bân có việc nên tới trễ hay là đã gặp phải bất trắc gì. Còn phải chờ bao lâu nữa? Sư phụ của Ngụy Đằng nói, vẻ mặt không hài lòng. Có người lên tiếng thì tất nhiên sẽ có người phụ họa theo, đa số đều là những người không hợp với sư đồ Đỉnh Tử Trúc, ai cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn, để cho các trưởng lão và đệ tử cùng chờ đợi một con rùa rụt đầu thì còn ra thể thống gì nữa. Trưởng lão, để cho mọi người chờ đợi như vậy làm sao được? Thời gian đã tới. Không thể phá vỡ quy củ chỉ vì cái tên đi cửa sau đó. Trưởng lão phải làm việc công bằng chứ. Các trưởng lão khác không hài lòng, các đệ tử của bọn họ cũng hùa theo làm loạn. Ngô Huyền Thông ho khan một tiếng, cất lại bầu rượu bên hông, liếc nhìn Vân Yên trước, sau đó mới hắng giọng nói, vì cơ ngân chưa tới, nên tỷ thí tân tông lần này xem như tước. Đừng đừng đừng. Ngô Huyền Thông còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng kêu lớn từ xa. Tiếng kêu đó tất nhiên là của Triệu Bân, hắn cưỡi sóng đạp gió bước vào, do chạy quá nhanh cho nên khi đứng lại thân thể của hắn cũng không được vững lắm. Hắn vừa phóng vào thì đã thấy mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lần nữa. Phù! Nhìn thấy Triệu Bân vẫn an toàn, mấy người Vân Yên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng lão và đệ tử mới vừa kêu gào thì ngay lập tức tỏ vẻ khinh thường, không ngờ con rùa rụt đầu cũng dám tới. Hắn! Chính là cơ ngân sao? Mấy đệ tử lâu năm chưa từng nhìn thấy Triệu Bân trước đó cũng bắt đầu quan sát rồi đánh giá hắn. Chỉ là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh, có gì lợi hại chứ? Chỉ là một tên tiểu võ tu mà cũng có thể khiến cho nữ soái Xích Diễm nhìn chúng sao? Chỉ có trời mới biết hắn làm cách nào để mê hoặc nữ soái, hắn giỏi nhất là nói phét mà. Các đệ tử lại bắt đầu bình luận sôi nổi không dứt. Triệu Bân nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật chính, ánh mắt của mọi người đều đang dán chặt vào hắn, thân sắc của ai cũng rất giống nhau, có nghi hoặc, có khinh miệt, có châm chọc cười nhạo, hắn là kẻ có tu vi thấp nhất thiên tông vậy mà lại có ánh hào quang lớn như vậy, nổi danh nhất trong số các đệ tử mới gia nhập thiên tông. Thật xin lỗi, đệ tử đã tới trễ. Triệu Bân cười, chật vật nhảy lên đài. Trong lúc đó, hắn cũng liếc nhìn Vân Yên. Sư phụ đang nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức đáng sợ, tên nhóc nhà ngươi đi hoang mấy ngày liền không về nhà, còn không truyền tin tức về, làm cho sư phụ cứ tưởng rằng ngươi đã chết bên ngoài, hại sư phụ phải lo lắng không thôi. Ngươi đã đi đâu mấy ngày nay, Mục Thanh Hàn trên đài cũng chừng mắt nhìn hắn một cái. Đào, bảo bối, Triệu Bân lau mồ hôi, lúc này mới có thể đứng vững. Ngươi đúng là đáng ăn đòn, Ngô Huyền Thông liếc nhìn Triệu Bân. Vì kéo dài thời gian giúp ngươi mà ông đây đã bị không ít người mắng vào mặt, tất cả mọi người ở đây đều phải chờ ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ. Đệ tử có việc nên đến trễ một chút, Triệu Bân cười gượng nói. Sao ngươi không tìm chỗ nào nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy tới? Các vị trưởng lão đừng trêu đệ tử nữa. Vậy thì xếp hàng rút thăm đi, Ngô Huyền Thông lại vuốt râu nói. Nói xong, Ngô Huyền Thông lui sang một bên. Chính giữa đài có một cái hộp gỗ, bên trong có 109 tấm ngọc bài, tương ứng với 109 đệ tử mới. Ban đầu chỉ có 108 đệ tử, nhưng nữ soái Xích Diễm lại đưa tới thêm một tên nhóc đi cửa sau vào thiên tông, cho nên mới có 109 tấm ngọc bài, tấm cuối cùng chính là của Triệu Bân. Hắn giống như là đồ tặng kèm khi đi mua hàng vậy. Trên mỗi một tấm ngọc bài đều có khắc một con số. Mỗi một lần hai người sẽ lên rút thăm chọn đối thủ, 109 đệ tử thi đấu theo từng đôi, đệ tử rút chúng tấm ngọc bài trống sẽ không cần đối chiến mà trực tiếp bước vào vòng trong. Ngọc bài trống vượt vòng sẽ là của ta. Tư Không Kiếm Nam lớn tiếng nói xong còn vuốt ngược tóc lên.
Ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, vì ta đẹp trai cho nên ngọc bài vượt vòng phải là của ta. Nực cười. Cả đệ tử trên đài lẫn đệ tử dưới đài đều khinh thường nhìn hắn ta, kẻ như ngươi mà cũng muốn vượt vòng, da mặt của ngươi dày đến thế sao? Rút thăm chúng ai cũng được, chỉ cần không rút chúng Sở Vô Xương. Tất cả các đệ tử trên đài đều có chung một mong ước. Nếu như có thể rút thăm ngẫu nhiên chúng một người khác, thì cho dù là rút chúng thể thiên linh hay chân thể âm băng, bọn họ đều có hy vọng chiến thắng. Còn nếu như rút chúng Sở Vô Xương thì xem như kết quả đã định. Tốt nhất là không rút chúng cô ta, trong lòng Triệu Bân cũng thầm lẩm bẩm. Hắn tất nhiên cũng muốn đánh với cô ta, nhưng tốt nhất thì hãy để trận cuối cùng, có như thế thì hắn mới có thể dốc hết toàn lực. Thiên linh linh địa linh linh, hãy để cho ta rút chúng cơ ngân. Có tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên trên đài khiêu chiến. Thanh Giao nghe xong thì nhìn không được phải che miệng cười trộm. Nếu như rút thăm chúng Triệu Bân thì ngươi có khi còn phải thua thê thảm hơn. Triệu Bân cũng nghe thấy tiếng thì thầm đó, liền ngẩng đầu nhìn xem thử đó là giọng của nhân tài nào. Gặp đệ tử cường hãn như thể thiên linh thì cứ bỏ quyền tỉ thí đi. 109 đệ tử, mỗi một đệ tử đều có một cơ hội để tham gia lại. Mục Thanh Hàn ngoái đầu nhìn lại, nàng ta sợ rằng Triệu Bân không biết cho nên mới đặc biệt nhắc nhở hắn không cần phải chiến đấu nếu như gặp đối thủ quá mạnh. Hiểu rồi, Triệu Bân cười đáp. Ngươi nhanh lên chút đi có được không, ở phía trước, Lâm Tà đang lớn tiếng mắng. Hắn ta đang mắng Tư Không Kiếm Nam, bởi vì tên này nãy giờ cứ cho tay vào trong hộp gỗ đào bới liên tục mà không rút ngọc bài ra. Cuối cùng, Tư Không Kiếm Nam cũng rút ra một tấm ngọc bài. Sau khi nhìn con số trên tấm ngọc bài, hắn lại liếc nhìn Sở Vô Xương. Chà, đối thủ không phải Sở Vô Xương. Hắn ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mới vòng đầu mà bị đánh bại thê thảm thì sẽ xấu hổ lắm. Các đệ tử khác cũng lần lượt bước tới rút thăm. Đến phiên Triệu Bân thì đã không còn tấm ngọc bài nào khác để cho hắn lựa chọn nữa, hắn chỉ có thể rút lên tấm ngọc bài cuối cùng. Trên tường treo 109 tấm ngọc bài, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ ai là đối thủ của ai. Tấm ngọc bài chống vượt vòng đã được U Lan rút chúng. Cho nên cô ta cũng chính là người đầu tiên được thăng cấp. Chết tiệt! Thiếu thành chủ thành Thương Lang Hán Triều vừa nhìn lên thì đã thầm mắng một tiếng. Hôm nay hắn ta là người xui xẻo nhất, hắn ta đã rút chúng Sở Vô Xương. Chết tiệt! Không chỉ có một mình Hán Triều mà còn có một số đệ tử khác cũng đang thầm mắng trong lòng. Hơn phân nửa trong số những đệ tử đang thầm mắng đều rút thăm chúng đối thủ mạnh như thể thiên linh hay chân thể âm băng. Hai đứa rút thăm chuẩn như vậy sao? Vân Yên nhìn Triệu Bân và Mục Thanh Hàn. Hai đồ nhi của cô ta đã rút thăm chúng nhau, lại đánh ngay trận đầu tiên. Tới lượt con thì không còn sự lựa chọn nào hết. Triệu Bân xoa xoa tay, hắn là người cuối cùng rút thăm. Mục Thanh Hàn cười khan một tiếng, người rút thăm chuẩn chính là nàng ta mới đúng. Ngô Huyền Thông hô lên, đỉnh tử chúc cơ ngân, đỉnh tử chúc Mục Thanh Hàn, lên đài. Đệ tử bỏ quyền. Triệu Bân không đứng dậy, hắn quyết định tặng cho sư tỷ của mình một trận. Chủ yếu là, rất khó đắc tội vị sư tỷ này, nếu như hắn dám ra tay với sư tỷ ở đây thì sư phụ chắc chắn sẽ đánh chết hắn khi về núi. Về phần hắn thì vẫn còn có một cơ hội để tham gia lại, hắn vẫn có thể thăng cấp. Đừng nản lòng, vẫn còn có cơ hội, Mục Thanh Hàn cười nhẹ nói. Triệu Bân gật đầu. Lúc này hắn không nản lòng, nhưng nếu như vòng sau vẫn còn rút thăm chúng sư tỷ thì hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghênh chiến, bởi vì mỗi đệ tử chỉ có một cơ hội tham gia lại mà thôi. Trận đầu tiên, Mục Thanh Hàn thăng cấp mà không cần giao tranh. Sở Vô Xương, Hán Triều, lên đài. Đệ tử, bỏ quyền. Ngô Huyền Thông vừa mới hô lên thì đã nghe thấy Hán Triều ho khan một tiếng nói. Sở Vô Xương nghe vậy thì lại nhắm mắt dưỡng thần. Không nhúc nhích chút nào. Tống Dục, Hàn Tuyết, lên đài. Ngô Huyền Thông lại hô lên lần thứ ba. Đệ tử bỏ quyền. Vũ Văn Hạo khoát tay, đối chiến với chân thể âm băng, có thể thắng được mới là lạ. Thật sự rất thú vị, tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Ba trận đầu tiên của tỷ thí Tân Tông, các đệ tử rút thăm đều tự bỏ quyền tỷ thí.
Lùi một bước trời cao biển rộng, đối với Hán Triều và Tống Dục mà nói thì làm người nên biết lúc nào nên lùi bước để bảo toàn bản thân, đối thủ của bọn họ là Sở Vô Xương và Chân Thể Âm Băng, nếu như còn liều mạng đối kháng tức là tự mình tìm khổ. Nghiêm Khang, lăn lên đây cho ta. Không chờ đến lúc Ngô Huyền Thông gọi thì Hoa Đô đã lên đài, gào lên đầy khí thế. Đúng vậy, đối thủ của hắn ta là Nghiêm Khang, nói thật thì hắn ta chờ cái ngày này cũng lâu rồi. Ta sợ người chắc, Nghiêm Khang hừ lạnh, nhảy lên đài chiến đấu. Thấy thế, quần chúng đều ngồi thẳng dậy, e là ân oán của hai người này đã vang danh khắp đại hạ rồi, một người đến Túy Mộng Lâu chơi gái, một kẻ nửa đêm đi nổ người, cứ thế thành thù. Nay lại gặp nhau trên đài chiến, làm gì có chuyện không thấy tia lửa lóe lên. Nổ, ta cho ngươi nổ này. Hoa Đô hét to, đã bắt đầu tấn công, khí huyết quay cuồng, thế công rất mạnh, đánh Nghiêm Khang liên tục lùi về phía sau, đều là thiếu chủ của một gia tộc, tư chất và tu vi của Hoa Đô cũng không chênh lệch Nghiêm Khang là mấy. Tới đây, Nghiêm Khang rơi xuống thế hạ phong nên cũng tức tối dữ lắm. Hắn ta tức đến mức nào chắc chẳng ai hiểu được, từ Thành Vong Cổ đến Thiên Tông Đại Hạ, không bị nổ thì là bị gài bẫy, không bị gài bẫy thì bị đánh tơi tả, ra vẻ đạo mạo quả là khó khăn, từ đầu đến cuối vẫn chưa có cơ hội đánh bóng bản thân, cơn tức dồn lại trong nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng bùng nổ vào hôm nay. Hoa Đồ hận hắn ta đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, tưởng hắn ta thì không chắc, đêm hôm đó ở Túy Mộng Lâu, người tranh giành với hắn ta chính là Hoa Đồ. Nếu không kẻ được ôm mỹ nhân về sẽ là hắn ta, là Hoa Đô phá hỏng chuyện tốt đó. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, âm thanh keng keng cũng chẳng thiếu. Cảnh tượng trên đài chiến hơi máu me. Hai tên đó có thủ giết cha hay gì ấy? Lão Trần Huyền vuốt vuốt chòm râu, bùi ngùi nói. Những lời đó cũng là tiếng lòng của rất nhiều trưởng lão. Cả Hoa Đô và Nghiêm Khang đều không xem đây là trận quyết đấu nữa mà đã đang chơi tới mạng người rồi. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là phải giết chết đối phương. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu thế? Vân Yên chuyển mắt từ đài chiến sang Triệu Bân. Con đi, lấy bảo bối, Triệu Bân cười gượng, hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích, trong lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn về hướng đối diện, hắn trông thấy Viên Miểu nhưng lại không có bóng dáng Kim Huyền Trung. Lão già đó vẫn chưa trở lại, có lẽ vẫn đang tìm manh mối dưới địa cung, thậm chí còn chẳng có tâm trạng đi xem tỷ thí Tân Tông. Đang thời buổi loạn lạc, sau này đừng ra ngoài nhiều quá, Vân Yên chậm rãi nói. Con hiểu, Triệu Bân cười. Dứt lời, hắn ngồi xuống cạnh Vân Yên, sư phụ, mạng lưới tình báo của Thiên Tông chúng ta thế nào? Hỏi chuyện đó làm gì? Vân Yên nói xong bèn tiện tay lấy một quyển sách cổ ra xem. Con tò mò. Mạng lưới tình báo của Thiên Tông bị tổn thất quá nặng nề, vẫn còn trong quá trình tái tạo lại, Vân Yên nói. Bị tổn thất nặng, Triệu Bân khẽ nhíu mày, không thể xác định mức độ tổn thất đó nặng nề đến đâu nhưng Vân Yên đã nói thế thì có lẽ là cực kỳ thê thảm. Sở dĩ hắn hỏi mạng lưới tình báo của Thiên Tông là vì Kim Huyền Trung, nếu đến tận hôm nay Thiên Tông vẫn chưa biết Kim Huyền Trung là tay trong của tộc xác chết thì quá là vô lý. Hay. Trên đài đang chiến đấu cực kỳ hăng hái, phía dưới đầy tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong đó, có hơn phân nửa người chỉ lo gào thét, chẳng mấy khi có sự kiện náo nhiệt thế này, phải tạo bầu không khí. Hai người bọn họ, đang muốn giết người đấy ư. Mục Thanh Hàn khẽ nhíu mày, Hoa Đô và Nghiêm Khang đánh với nhau thế này đã vượt ra ngoài phạm chủ quyết đấu, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Bất cần một chút là sẽ có một người, chết ngay tại chỗ. Trả tu vi lại cho ta. Triệu Bân không xem trận chiến mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ma. So với sự lột xác của chiếc nhẫn ma thì hắn càng muốn lấy lại tu vi huyền dương của mình hơn, cần cù tận tụy bao ngày như thế, khó lắm mới đột phá lên cảnh giới huyền dương, sau khi đột phá thì lại rơi xuống chân linh lần nữa chỉ trong một cái chớp mắt. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế, Mục Thanh Hàn liếc sang. Cả Vân Yên cũng liếc qua nhìn. Từ khi Triệu Bân ngồi xuống tới giờ cứ lầm bầm lầu bầu mãi. Cầu nguyện trận đấu hồi sinh không gặp phải đệ tử quá mạnh, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nói dối, mặt không đỏ không thở gấp, lý do cũng cực kỳ hợp lý trong tình huống này. Thua cũng không đến nỗi mất mặt, người chỉ mới tới cảnh giới chân linh thôi, Mục Thanh Hàn cười nói. Nếu may mắn,
nói không chừng ta có thể lấy vị trí thứ nhất đấy, Triệu Vân tùy ý trả lời. Tuổi còn trẻ, đừng chém gió quá nhiều sẽ tốt hơn, Vân Yên vừa lật sách vừa chậm rãi nói. Lấy được hạng nhất sư phụ có thưởng cho con không, Triệu Bân cầm một viên linh châu hà hơi, vùi đầu vào trà lau, thân là khán giả ngồi đây xem nhàn rỗi đến mức sinh nông nổi, dù sao hắn cũng phải tìm cái gì đó để làm. Nếu ngươi lấy hạng nhất, sư phụ có thể nhảy thoát y với ngươi, Vân Yên bèn đáp lại. Vừa mới nói xong, linh châu trong tay Triệu Bân chưa kịp cầm chắc nhanh chóng lăn từ trên xuống. Mục Thanh Hàn ho khan, thỉnh thoảng sư phụ lạnh lùng điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần của cô ta lại có những phát ngôn khiến con người ta sợ hãi không thôi, mấy chữ nhảy thoát y đó khiến sư đệ bị dọa rồi. Hạt châu của ta đâu? Triệu Bân đã đứng dậy moi móc tìm linh châu của mình. Mục Thanh Hàn nói không sai, lời Vân Yên nói khiến hắn sợ hãi, thường chút bảo bối là được rồi, nhảy thoát y thì thôi bỏ đi, nói không chừng sư phụ thẹn quá hóa giận tát chết hắn cũng nên. Xem cái tiền đồ của ngươi kìa, Nguyệt Thần than thở. Vân Yên vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, chỉ mình ngươi được chém gió, không cho sư phụ nói đùa à. Nó, là của ta. Sau đó, Triệu Bân đã tìm thấy Linh Châu, bị người ta nhặt được. Không biết có phải là trùng hợp không, nó được Xích Hiên nhặt lên, đang cầm quan sát. Ta với ngươi đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Xích Hiên đặt Linh Châu xuống. Nhìn Triệu Bân hỏi thử. Lúc nãy khi Triệu Bân vào đến thì cô ta đã thấy có gì đó quen quen, không chỉ hắn mà cả Lăng Phi bên cạnh cũng cảm nhận được, đúng là họ đã nhìn thấy bóng lưng Triệu Bân, có điều không nhớ là ai thôi. Chưa gặp bao giờ, Triệu Bân cười cười. Mấy ngày nay ngươi nổi tiếng lắm đấy, nhóc tóc tím thổn thức không thôi. Từ khi trở về Thiên Tông, người họ nghe nhiều nhất là hắn, khiêu chiến Sở Vô Xương ở đình Ngọc Tâm. Viết thư tình cho Nguyệt Linh, ném bùa nổ các đệ tử trên sườn núi, đánh tàn phế 5 người trên diễn võ đài, đúng là nổi tiếng khắp Thiên Tông. Cảm ơn sư huynh đã khen ngợi, Triệu Bân cất Linh Châu đi. Ta có người bạn cũng đi đánh nhau thích quật người ta như thế, Xích Hiên khẽ cười. Có dịp cũng mong được gặp một lần, Triệu Bân cười đi mất, hắn không quay về chỗ ngồi mà đi về phía lão Trần Huyền, trước mặt lão già ấy có một bàn đặt cược, lúc nãy hắn không thấy. Xuống tới đây mới nhìn rõ, đặt chút tiền vào đó chính là một cách để làm giàu. Đằng sau, ánh mắt của Xích Hiên và Lăng Phi trở nên sâu thẳm. Từng gặp rồi, chắc chắn họ đã từng gặp người này, bóng lưng đó càng nhìn càng thấy quen. À, cơ ngân đây mà. Bên này, lão Trần Huyền chắp hai tay liếc nhìn Triệu Bân. Đợi mấy ngày rồi vẫn không thấy tên danh này mang hàng đến cho mình, khiến ông ta trở trong sự khó chịu. 1 tháng 9. Triệu Bân không để ý đến lão Trần Huyền, chỉ nhìn miếng vải trắng trên bàn đặt cược. Trên đó viết đầy tên của các đệ tử, cả tỷ lệ đặt cược cũng được ghi rất rõ ràng, cái tên cơ ngân cũng có trên bảng, nhưng tỷ lệ đặt cược lại là cao nhất, chỉ cần hắn thắng thì một sẽ ăn 9. Nhiều người xem trọng ngươi như thế, có muốn đặt chút tiền không? Lão Trần Huyền cười nói. Đặt, tất nhiên là phải đặt rồi, Triệu Bân cầm một chồng ngân phiếu. Khoảng 50 vạn lượng. Mạnh tay đấy, lão Trần Huyền vội vàng cầm lấy, mặt cười tươi như hoa, đặt ai thế? Đặt vào chính ta, Triệu Bân nói xong thì định lấy thêm 50 vạn lượng nữa ra. Nhưng ngẫm lại vẫn thôi, một 100 vạn lượng bạc, một ăn 9 tức là 900 vạn lượng bạc, sẽ khiến nhà cái nổ tung mất, tiền mấy người kia đặt cũng không đủ để trả cho hắn, đặt cũng như không, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Trận này đặt từng đó, chờ lão Trần Huyền thanh toán xong, đến trận cuối hắn lại đặt. Một cách kiếm tiền tốt thế này, nhất định phải kiếm một bộn. Chẳng mấy khi gặp được người cứng đầu như ngươi vậy, lão Trần Huyền than thở. Nói xong lại đưa cho Triệu Bân một miếng ngọc bài. Đó là bằng chứng, nếu Triệu Bân thắng thật thì dùng miếng ngọc đó để lấy tiền. Ông không chơi xấu đấy chứ, Triệu Bân nhận lấy ngọc bài. Dù sao đó cũng không phải là con số nhỏ. Tin tưởng là điều cơ bản nhất, lão Trần Huyền đẩy Triệu Bân đi, cản trở tầm mắt ta. Triệu Bân dứt khoát không đi nữa, ngồi ngay bên cạnh lão Trần Huyền, cũng nhìn lên đài chiến đấu, Hoa Đô và Nghiêm Khang đều chật vật không sao tả nổi, so với Hoa Đô thì Nghiêm Khang thảm hơn nhiều, trên người toàn vết máu. Một trận chiến không có gì hồi hộp cũng có một kết quả chẳng hề bất ngờ.
Nghiêm Khang bị đánh bại, thất bại thảm thương, bị Hoa Đô dùng một chưởng đánh xuống đài chiến đấu. Chờ các đệ tử chạy tới thì Nghiêm Khang đã ngất, sư phụ hắn ta là Lão Trương cũng đen mặt. Hoa Đô, vào vòng trong. Ngô Huyền Thông ngáp dài, xem đến nỗi buồn ngủ. Hoa Đô cất kiếm đi, xoay người xuống đài, bao nhiêu ngày qua, chỉ có hôm nay là thoải mái nhất. Soạt, soạt. Ngô Huyền Thông còn chưa gọi ai thì đã thấy hai bóng người lên đài, chính là Lâm Tà và Doãn Hồn. Thấy hai người họ, người ngồi xem lại hào hứng lên, một người là thiếu chủ Thiên Dương, một kẻ là thiếu chủ tộc Hắc Viêm, đa số mọi người đều biết hai bên có ân oán từ trước, hai người bọn họ mà gặp nhau đều muốn hẹn đánh một trận. Nay trên đài chiến đấu công bằng này, cơ hội đã đến. Ngươi nói xem hai người họ ai sẽ thắng, Lão Trần Huyền tùy ý hỏi một câu. Tám lạng nửa cân, rất khó đoán, Triệu Bân nhún vai, e là Lâm Tà và Doãn Hồn cũng nghĩ thế, chiến đấu với nhau không chỉ một lần, đều bất phân thắng bại, lần này không liều mạng chơi thì cũng chẳng biết ai thắng ai thua. Keng, keng. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Tà và Doãn Hồn vung kiếm. Sau đó, hai mắt của quần chúng vây xem phải đảo liên tục, bởi vì tốc độ và thân pháp của Lâm Tà và Doãn Hồn quá nhanh, cũng quá ảo diệu. Những đệ tử ánh mắt không tinh còn chẳng thấy bóng người. Tiếng va chạm keng keng cứ vang lên bên tai. Đừng thấy Lâm Tà cứ cả lơ phất phơ mà lầm, nếu nghiêm túc lên thì vẫn rất bá đạo. Doãn Hồn đối diện cũng là một người mạnh mẽ, ngọn lửa đen có sức sát thương cực mạnh. Bốn phía lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, chia thành hai phe hò hét cổ vũ. Không đánh mấy trăm hiệp thì chẳng biết ai cao ai thấp, Lão Trần Huyền chắp tay, liếc sang Triệu Bân. Nghe lão già này một câu, lén đưa Tử Ngọc cho Sở Vô Xương đi, đừng kết thù với Sở gia. Nếu ở Đình Ngọc Tâm hôm đó cô ta nói năng đàng hoàng thì tất nhiên ta sẽ đưa, Triệu Bân rót một ngụm rượu, nhưng... Những lời cô ta nói quá chói tai, lại còn mắng sư tỷ nhà ta nữa. Con bé có đủ tư cách? Ai lại chẳng có? Nếu ngươi cứ nói chuyện kiểu đó thì ra đường rất dễ bị đánh đấy, Lão Trần Huyền liếc hắn. Ta! Nhóc con! Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Triệu Bân còn chưa kịp nói gì thì Lão Âu Dương đã mò tới. Cũng như hôm đó, Lão Đạo mặt mày tươi cười hớn hở, không chỉ đệ tử xung quanh mà cả Lão Trần Huyền cũng phải nhướng mày. Lão Âu Dương là luyện khí sư, hơn nữa còn là một người cực kỳ kiêu ngạo, còn chẳng thèm nể nang Đan Huyền, vậy mà nay lại tỏ thái độ thế này với một đệ tử. Hơn nữa đối phương còn là một tiểu bối cảnh giới chân linh. Sư phụ nói. Nếu đệ tử dám đi thì sư phụ sẽ giết chết đệ tử đấy. Triệu Bân lấy cớ, Lôi Vân Yên chẳng biết mô tê gì ra làm lá chắn. Thế, Lão Âu Dương mím môi, còn liếc sang nhìn Vân Yên. Vân Yên muốn gì thì lão ta biết rất rõ, đừng tưởng cô ta nho nhã điểm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần mà lâm, thật ra cô ta là người rất tàn nhẫn, nói được thì sẽ làm được, dám đào góc tường đình tử chúc có thể cô ta sẽ giết chết cơ ngân. Thế thì ngượng ngùng rồi. Còn đào nữa là trở mặt luôn đấy. Sư phụ nói đệ tử có thể thường xuyên đến chỗ sư bá dạo chơi. Triệu Bân bổ sung thêm một câu, ý trong câu rất rõ ràng, đệ tử có thể giúp sư bá luyện khí. Lão Âu Dương lại cười lên, đã bảo mà, Vân Yên đỉnh tử trúc sẽ không vô tình đến thế đâu, thường xuyên đến luyện khí các thì lão ta có thể truyền hết pháp môn luyện khí cho Triệu Bân. Chờ lão ta trăm năm tuổi rồi, Triệu Bân sẽ thừa kế cái nghề này. Sau này, thuật luyện khí của lão ta sẽ không bao giờ xuống dốc. Chẳng những không xuống dốc mà còn có thể phát dương quang đại. Sau này nhắc tới cái tên luyện khí đại sư cơ ngân thì mọi người cũng sẽ nhớ tới lão đạo Âu Dương, lão ta cũng tin chắc mình có thể bồi dưỡng Triệu Bân thành luyện khí đại sư. Hai người đang nói gì thế? Lão Trần Huyền hỏi theo bản năng, sao ông ta nghe chẳng hiểu gì thế này? Bí mật, lão đạo Âu Dương cười thoải mái. Lúc cười lão ta còn liếc sang nhìn Vân Yên, cô ta chẳng hiểu gì, sao tự dưng lại vui vẻ thế, nhiều người ở đây như vậy, dưng không cười với ta làm gì, sư huynh niềm nở thế khiến ta cũng không dám dối mặt, còn nữa, đang thì thầm cái gì với đồ đệ nhà ta thế? Chắc là không bàn về mấy món hàng đó đâu nhỉ? Giúp sư bá luyện khí thì ít nhiều gì cũng phải cho ta chút đỉnh chứ nhỉ? Triệu Bân thầm nghĩ trong kho tàng của lão đạo Ân Dương có rất nhiều huyền thiết hiếm thấy. Một nửa số đó có tiền cũng chẳng mua được, lấy về nhiều nhiều để luyện nhập Long Uyên. Đáng chết! Lão đạo Âu Dương thì cười nhưng Hoàng Hiết thì lại nghiến răng nghiến lợi.
Đến tận hôm nay hắn ta vẫn không thể hiểu được tại sao sư phụ lại ưu ái Cơ Ngân như thế, hắn ta chỉ biết hoàng huyết này mới là chân truyền của luyện khí các, một tên vào bằng cửa sau như Cơ Ngân lấy tư cách gì. Về rồi à? Trong một thoáng, Triệu Bân ngước mắt lên nhìn về phía hắn ta. Là Kim Huyền Trung trở về, gương mặt già nua đen kịt, mặt mũi nhăn nhó đến lạ, thậm chí cả Viên Miểu cũng không dám hỏi thăm, âm thầm đoán rằng sư phụ tức giận vì bị mất mặt. Triệu Bân ngước lên, Kim Huyền Trung cũng nhìn về phía này. Tìm suốt một đêm, cuối cùng cũng nắm được chút manh mối, là hơi thở. Hơi thở của ai? Là Cơ Ngân. Nếu lão ta đoán không sai, Cơ Ngân đỉnh tử trúc đã đến địa cung đó. Hay có thể nói rằng địa cung bị phá hủy, bảo vật bị đánh cắp có liên quan đến Cơ Ngân. E là sẽ toang thật rồi, Triệu Bân thì thào tự nói. Dù có phải là hắn hay không thì Kim Huyền Trung cũng đã nhắm vào hắn, bị một trưởng lão cảnh giới địa tạng tầng cao nhất nhắm vào, hắn sống tốt mới là lạ, thêm vào đó là ma gia và huyết y môn cũng không thể ngủ yên. Thiên Dương kiếm trảm. Hắc Viêm phệ thân. Trên đài chiến đấu liên tục vang lên tiếng hét lớn, ánh lửa cứ lóe ra không ngừng. Lâm Tà và Doãn Hồn đánh với nhau hừng hực khí thế, đến tận lúc này, hai người đã so được trăm chiêu, đúng như lời Triệu Bân nói. Một trận chiến ngang tài ngang sức thì chưa đến vài trăm hiệp sẽ không phân thắng bại. Hay! Tiếng hò hét xung quanh ngày càng lớn, bên này hét to hơn bên kia. Đánh như hai người họ thì tỷ thí Tân Tông này đánh 10 ngày nửa tháng cũng chưa xong, lão Trần Huyền giơ tay lên miệng, ngáp không biết bao nhiêu lần, nhưng ông ta cũng xem trọng hai tiểu bối này, trong số đệ tử mới vào Tông thì hai người cũng được xem là nổi bật, nếu không có gì bất ngờ chắc sẽ lên được 20 vị trí đầu. Triệu Bân một công hai việc, vừa ngồi xem đại chiến vừa ngộ đạo. Mấy kẻ có tài năng thiên bẩm nghịch thiên học cái gì cũng nhanh, hắn đã học được kha khá chiêu thức của Lâm Tà và Doãn Hồn, tất nhiên đó đều là những thứ gia lông, nếu muốn nắm được chân lý thì cần thêm rất nhiều thời gian tìm hiểu, cũng như biến chuyển từ hàn băng trận đến thiên lôi trận, trải qua nhiều lần gọt rũa mới có sức mạnh ngày hôm nay. Lão Trần, còn hàng không, lão đạo Âu Dương chọc chọc lão Trần Huyền. Có. Tất nhiên là có. Lão Trần Huyền lén đưa cho lão đạo Âu Dương bùa chữ vật. Triệu Bân liếc nhìn, thấy rất rõ ràng trong bùa chữ vật đó chính là một bộ xuân cung đồ. Hơn nữa còn là quyển hắn bán cho lão Trần Huyền, một bộ 5.000 lượng. Bộ này hay này, lão đạo Âu Dương nhận lấy, tiện tay nhét vào ngực. Xong việc, lão ta mới đưa cho lão Trần Huyền một cọc ngân phiếu, trông độ dày có vẻ là 1 vạn lượng. Triệu Bân nhíu mày. Hắn bán cho lão Trần Huyền với giá 5.000 lượng, qua tay ông ta lại lên tận 1 vạn lượng. Nếu có dâu chữ bát ở đây chắc cũng sẽ liếc lé cả mắt. Lão tử bán 100 lượng, qua tay ngươi lại đôn giá lên 50 lần. Mấy thứ đó đáng giá đến thế à? Triệu Bân sờ cằm nhìn lão Trần Huyền, đúng là một lão già gian thương. Hắn lại nhìn sang lão đạo Ân Dương. Nếu biết sư bá cũng thích mấy thứ này thì đệ tử đã chẳng bán cho lão Trần Huyền rồi. Thật ra lão đạo Âu Dương lại qua tay thêm lần nữa với giá gấp đôi, mấy lão già thiên tông này hầu hết đều là lưu manh ngầm, đêm dài tĩnh lặng, dù sao cũng phải tìm chút thú vai, mấy cuộn tranh cảnh xuân tươi đẹp này đi tới đâu cũng rất được giá. Lại là một cách kiếm tiền tốt. Triệu Bân nói thầm trong lòng, lát nữa về hắn sẽ in lại mấy quyển tranh này, hắn có thể hóa ra rất nhiều phân thân, có nguồn lao động miễn phí, mỗi cuốn 1 vạn lượng, bán được bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Phụt, phụt. Hắn đang nghĩ thầm thì trên đài chiến đấu đã có máu. Lâm Tà và Doãn Hồn đều đẫm máu, một kẻ thất tha thất thểu, một kẻ lảo đảo không vững, cả người toàn vết máu, chẳng mấy khi có cơ hội tốt để đánh nhau thế này, họ đánh đến nỗi cả người biến thành giấy bay trước gió, còn máu me hơn cả trận chiến của Hoa Đô và Nghiêm Khang. Đến cuối cùng Doãn Hồn vẫn thất bại, phun một ngụm máu tươi đi lảo đảo bước đi. Ngươi chờ đó cho ta, Doãn Hồn hừ lạnh, khập khiễng xuống đài chiến đấu. Hắn ta vẫn còn cơ hội, hắn ta còn trận hồi sinh, cũng có thể đánh lên, sau đó gặp lại Lâm Tà, làm thêm trận nữa. Phụt! Đáp lại Doãn Hồn là một ngụm máu tươi của Lâm Tà. Hắn ta cũng chỉ thắng có nửa chiêu, nếu Doãn Hồn cố gắng thêm chút nữa, có lẽ người ngã xuống sẽ là hắn ta. Ta chờ! Lâm Tà lau máu tươi trên khóe miệng, cũng nhảy xuống đài chiến đấu, bước chân không vững nên suýt ngã, Tư Không Kiếm Nam chạy tới đỡ. Thổn thức chật lưỡi, bị thương không phải nặng bình thường đâu. Hay,
rất nhiều người lớn tuổi vuốt râu, hai tên nhóc này có lực chiến không hề tầm thường. Vũ Văn Hạo, Thanh Giao lên đài. Ngô Huyền Thông làm trọng tài rất chuyên nghiệp, hét to. Soạt, còn chưa dứt lời đã thấy Thanh Giao lên đài, còn đeo một cây tế cầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở phía đối diện, Vũ Văn Hạo cũng đã xông tới, so với Thanh Giao thì hiển nhiên căn cơ của hắn ta không đủ. Thù cũ nợ mới, tính hết trong một lần đi, Thanh Giao điềm nhiên nói. Thù cũ ở đây chính là lần ở phủ thành chủ Thanh Phong, hai nhân tài Vũ Văn Hạo và Hán Triều đổ vấy đổ vá cho cô ấy, sau đó hai đánh hai, cô ấy và Triệu Bân hợp lực đánh nhau với Vũ Văn Hạo và Hán Triều. Nếu không nể mặt thành chủ Xích Dương, chắc hẳn cha cô ấy đã tiêu diệt Vũ Văn Hạo rồi. Nợ mới là khi đến Thiên Tông, gặp phải nhóm người của Vũ Văn Hạo, cô ấy bị truy sát suốt dọc đường. Nếu không nhờ có Triệu Bân ứng cứu, cô ấy đã mất mạng dưới suối vàng rồi. Sợ ngươi chắc, Vũ Văn Hạo quát ầm lên, lập tức rút kiếm ra. Thanh Giao thì lấy tố cầm, nhẹ nhàng gảy dây đàn, tấu lên khúc thanh liên. Tiếng đàn như tiếng kiếm, từng luồng kiếm quang mảnh như sợi tóc liên tục phóng ra, như vô hình mà cũng như hữu hình. Có lúc là đại chiêu quần tụ, cũng có lúc là bí thuật đơn lẻ, mỗi một luồng kiếm quang đều đi cùng với uy lực cực mạnh, nếu phòng thủ không tốt sẽ bị chém chết ngay. Keng, keng keng, cong. Vũ Văn Hạo gặp trở ngại trong tấn công nên đổi sang phòng thủ, cố gắng vung kiếm. Cho dù là thế, hắn ta vẫn liên tục bị thương, cơ thể bị kiếm quang từ tiếng đàn chém ra vô số vết máu. Hắn ta cũng muốn áp sát để tấn công lắm chứ, thế nhưng kiếm quang quá nhiều, uy lực vô song, làm thế nào cũng không tấn công nổi, cứ xông tới nửa chừng đã bị đánh cho lùi về. Tiếng đàn này gộp cả tấn công lẫn phòng thủ khiến hắn ta cực kỳ chật vật. Khúc nhạc hay quá. Lão Trần Huyền thong dong nhắm mắt lại, không nhìn trận chiến, chỉ lắng tai nghe khúc thanh liên. Con gái của thành chủ Thanh Phong, cầm kỹ chắc tuyệt, tiếng đàn vọng vào tai mà như tẩy rửa tâm hồn. Rất chú trọng vào kỹ năng này đấy nhỉ. Triệu Bân kinh ngạc cảm thán trong lòng, khúc thanh liên mà Thanh Giao đàn vào hôm nay khác hẳn với đêm đó, tiếng đàn du dương hơn với cảnh giới kỳ diệu hơn, uy lực của nó cũng mạnh hơn trước mấy lần. Sư phụ dạy giỏi quá. Triệu Bân vẫn rảnh rang liếc mắt nhìn Lạc Hà sư phụ của Thanh Giao. Lạc Hà đang quan sát trận chiến, còn Vệ Xuyên đứng bên cạnh thì đang nhìn Triệu Bân, trong ánh mắt hàm chứa vẻ khinh miệt. Hắn ta đã đợi Triệu Bân mấy ngày, bây giờ Triệu Bân quay lại rồi, nhưng vừa vặn gặp ngay tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân thu hồi ánh mắt, chẳng buồn ngó ngàng, nếu kẻ này muốn tìm kích thích thì hắn cũng chiều ngay. Á! Tiếng gào thét của Vũ Văn Hạo vọng khắp võ đài, hắn ta bị ép đến phát điên, từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, về cơ bản chỉ biết phòng ngự, chưa thể áp sát. Cùng là thiếu thành chủ mà không đánh nổi một ả đàn bà, đúng là bực bội. Hét to đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Khúc thanh liên kết hợp tấn công phòng ngự, với đạo hạnh của Vũ Văn Hạo, căn bản không thể nào phá nổi hàng phòng ngự. Không những không phá được. Toàn thân hắn ta còn chi chít những nhát kiếm nhỏ xíu như lông bò. Tiếng đàn vô hình xâm nhập vào thể phách của hắn ta, đồng thời chém ra từng vết thương trên kinh mạch và cốt tủy. Ta cũng thấy ngượng thay cho ngươi đấy. Ngô Huyền Thông đứng chắp tay, vừa xem trận chiến vừa liếc mắt nhìn sang phe của hắn ta, thấy sư phụ của Vũ Văn Hạo. Ôi bản mặt già nua đó đã không còn là mặt mũi nữa rồi, đồ đệ ngoan mà ông ta đã chọn không đánh lại Thanh Giao, cũng không địch nổi cơ ngân. Như một tên phế vật vậy. Không cần nhìn cũng biết kết quả, Triệu Bân lầm bầm. Hắn vừa dứt lời thì Vũ Văn Hạo cũng bại luôn, trúng một tiếng đàn cực mạnh, bay ngang người rơi khỏi võ đài. Đấy là Thanh Giao còn nương tay rồi, chứ nếu dùng hết công lực thì hắn không chỉ đơn giản là bị thương nữa, có khả năng còn bị chém chết luôn cơ. Thanh Giao thắng, Ngô Huyền Thông hô lên rất to. Thanh Giao nghiêng người xuống đài, tới bên cạnh Triệu Bân, mỉm cười tươi tắn. Nụ cười này lọt vào mắt người khác bỗng trở nên khó hiểu. Một tên đi cửa sau để đến đây, tại sao lại có duyên với nữ nhân thế? Ngày thường Thanh Giao rất ít khi cười nên người ghen tuông nhiều lắm, đa số là đệ tử cũ của Thiên Tông. Họ còn đợi khi tỷ thí Thiên Tông hạ màn sẽ tìm Thanh Giao để làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà. Phen này thì hay rồi, cô ấy mỉm cười tươi tỉnh với một tên phế vật, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Mà Vệ Xuyên chính là một trong số đó.
hắn ta đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lão tử là thiếu chủ của thế gia Lạc Dương, là võ tu huyền dương hàng thật giá thật, còn không bằng một tên chân linh đi cửa sau. Hắn đẹp trai hơn ta, hay là gia thế hoành tráng hơn ta? Ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng đập chết ngươi, Vệ Xuyên lạnh lùng nói. Tên tiểu tử này được đấy, Vân Yên vừa đọc sách vừa liếc mắt nhìn về bên này, lòng rất kinh ngạc, đệ tử của cô ta được các cô nương thích thế cơ à? Đến cả Mục Thanh Hàn cũng không hiểu, mà vừa khó hiểu vừa thấy mất tự nhiên. Nói thật lòng, nàng ta cũng thấy đệ tử của mình rất thuận mắt. Mấy ngày nay chạy đi tiêu dao ở đâu rồi, Thanh Dao ngó lơ mọi ánh mắt xung quanh, chỉ mải nhìn Triệu Bân. Xuống chân núi, uống mấy chén rượu với người đẹp, Triệu Bân trêu cô ấy. Xí, Thanh Dao không cho là vậy, cô ấy tự nhận là mình thấu hiểu Triệu Bân. Hắn rất yêu vợ mình. Chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt không phải tác phong của hắn, nói chung người này rất là chính trực. Cược, cơ ngân thắng. Thanh Dao đã lấy ra một sấp ngân phiếu, đặt lên bàn cược của lão Trần Huyền. Nhìn số lượng ngân phiếu chắc cũng vài ba chục vạn, cũng chính là toàn bộ gia sản của Thanh Dao lúc này, chất hết lên đó. Cô ấy sớm biết khả năng chiến đấu của Triệu Bân, chỉ cần không đụng phải Sở Vô Xương thì không ai làm gì được. Có tiền như thế này thì tại sao không cược chứ? Tu luyện tiêu hao nhiều tài nguyên lắm. Dù cô ấy là thiếu thành chủ, nhưng cũng rất thiếu tiền. Nhà đầu à, ta không nghe nhầm chứ, lão Trần Huyền ngoáy ngoáy tai. Cược cơ ngân thắng, Thanh Dao khẽ mỉm cười. Được, lại thêm một đứa cứng đầu, lão Trần Huyền chặt lưỡi, thu tiền xong là khắc thẻ ngọc. Nếu ta thua rồi, chẳng phải cô sẽ lỗ to sao, Triệu Bân cười. Nếu ngươi hại ta thua tiền, ngươi phải nuôi ta đấy, Thanh Dao nháy mắt một cái. Triệu Bân cười gượng một tiếng, không nói năng gì, ngụ ý rất rõ ràng, đừng quậy nữa, ta có vợ rồi. Hay là, hai người đi chỗ khác nói chuyện riêng, hai lão già độc thân là lão Trần Huyền và lão đạo Âu Dương còn ngồi đây, hai người. Nỡ mặt dày liếc mắt đưa tình ở đây. Thanh Dao ho khan một tiếng, quay người đi luôn, chủ yếu vì sư phụ đang gọi. Đùng, binh, đùng. Trên đài đánh nhau rất ác liệt, Triệu Bân không quá rõ về người tham chiến. Chỉ biết một trong xe đó là thiếu thành chủ, người còn lại là thiếu chủ của một thế gia dòng ẩn, căn cơ và khả năng tấn công chênh lệch khá nhiều, vẫn không cần nghi ngờ gì thêm, chỉ qua mấy chục đòn đánh đã định đoạt được thắng bại. Người lên võ đài sau đó là Tiểu Vê Niệm. Người đối đầu cùng hắn ta là một thanh niên mặc áo tím, chẳng có mấy căn cơ. Bởi vì không có mấy căn cơ nên vừa xông lên đã tung toàn đại chiêu, chứ chẳng thể bỏ thi ngay khi vừa lên được. Tiếc rằng đối thủ của người này quá mạnh. Nhanh chóng né đòn trong chốc lát, rồi dùng một cái tát khiến người này ho ra cả búng máu, chưa quá một chiêu đã thất bại hoàn toàn. Cái tên đầu chọc kia đúng là thần lực trời sinh mà, lão Trần Huyền không ngừng cảm thán, thậm chí còn ngưỡng mộ, tại sao hắn ta không phải đồ đệ của ông ta chứ? Nếu được bồi dưỡng thêm, ngày sau chắc chắn cũng là yêu nghiệt một cõi. Không biết nếu so với nhóc hám tiền thì ai mạnh hơn ai, Triệu Bân lầm bầm. Câu này cũng là điều mà Xích Hiên và Lăng Phi muốn hỏi, cả hai không cao lớn, một người dè dặt cẩn trọng, một người lanh lợi tinh nghịch, một người đầu bóng lưỡng, một người chỉ ham tiền, cả hai đều có thần lực trời sinh, chắc sẽ có cái để đánh. Soạt. Khi Triệu Bân nhìn lại, thêm một người nữa lên sàn, tóc dài bay phơ phất, ngân bào lẫm liệt. Khiêm tốn không phô trương, người này đến từ nhà nào vậy, Triệu Bân liếc mắt nhìn lão Trần Huyền. Thiếu chủ Đường Môn, Đường Hạo, lão Trần Huyền đáp. Khá đấy. Triệu Bân xách bình rượu, tất nhiên hắn biết Đường Môn cũng là một gia tộc ẩn thế lánh đời. Nghe đồn, vào thời chiến quốc, dòng dõi này cũng từng là vua chúa một phương, vì chiến loạn mà phải ẩn giật, thế nên mới có Đường Môn nổi danh bốn phương. Họ giỏi dùng ám khí, từ đầu đến chân toàn bẫy dập, khiến đối phương không kịp đề phòng. Hắn và Đường Môn cũng có chút ân oán. Ngày trước, tại phiên đấu giá thành vong cổ, hắn từng tiêu diệt đệ tử của Đường Môn. Không phải hắn gây sự, mà là huyết điêu của đối phương định ăn thịt đại bằng, cũng chính đối phương muốn giết người cướp của, sau cùng mới bị hắn giết. Soạt. Người thứ hai lên sàn đấu là một thanh niên mặc áo trắng. Triệu Bân cũng không biết lai lịch của vị này, chỉ biết rằng so với Đường Hạo thì căn cơ kém hơn hẳn. Nào. Thanh niên mặc áo trắng quát ầm lên. Tạo đà tấn công trước, tiếng hô cực kỳ bá khí. Theo cách nghĩ của hắn ta, không cần biết đánh nổi hay không,
nhưng phải có khí thế, phải hô hào thật vang. Đường Hạo không nói gì, chỉ bước lên phía trước, cuốn theo cơn gió, vung một chưởng. Uỳnh. Chưởng này va chạm cùng nắm đấm của kẻ kia, tạo ra tiếng nổ vang trời. Sau đó, một quầng khí lan ra khắp xung quanh. Phụt. Kế đến là tiếng hộc máu của thanh niên áo trắng, chỉ một chiêu đã đại bại. Hay nói cách khác, Đường Hạo đã kẹp vài cây ngân châm giữa những ngón tay, đối phương trúng kịch độc rồi. Có thể dùng độc được à, Triệu Bân nhìn lão Trần Huyền. Không tổn hại tới mạng người thì được dùng hết, lão Trần Huyền nhún vai. Quy định này được đấy, Triệu Bân liếc nhìn chiếc nhẫn ma, hắn cũng có một thứ cất giấu không ít độc đây. Trong lúc này, Liễu Như Nguyệt với chân thể thiên linh đã lên sân khấu, vóc dáng thướt tha. Đối thủ của cô ta chính là nữ đệ tử Thanh Y. Trận chiến này chưa đến ba đòn đánh đã kết thúc rồi, là nữ tử Thanh Y kia nhận thua, tự nhận mình đánh không lại, tự giác xuống đài. Ba bí pháp tấn công mạnh mẽ còn chưa phá nổi hàng phòng ngự của thiên linh. Bát Nhã, Châu Nguyên, lên võ đài, Ngô Huyền Thông hô một tiếng. Ta, bỏ cuộc, người tên Châu Nguyên kia thậm chí không nhúc nhích, vì biết mình đánh không lại. Bát Nhã cũng giống như Sở Vô Xương, thong dong nhắm mắt, đến bây giờ vẫn chưa mở ra. Cô nhóc kia khá đấy, lão Trần Huyền chọc chọc người Triệu Bân, mỉm cười gian xảo. Triệu Bân khẽ đáp rồi không lên tiếng nữa, âm thầm cầu mong để hắn đối đầu với Bát Nhã, hắn sẽ không thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Thù oán khi xưa, hắn nhớ rất rõ, vì cứu một Phương Dương mà không biết bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng. Ta, cũng chịu thua. Không đợi Hàn Tuyết với chân thể âm băng đứng dậy, đối thủ đã xua tay. Người xem không hề thấy bất ngờ bởi đã đoán được từ trước. Vòng loại đầu tiên sẽ có rất nhiều người tự bỏ thi, tới vòng hồi sinh, nếu đánh thắng vẫn sẽ được thăng cấp như thường. Trận chiến lớn như thế này sẽ luôn giữ lại cơ hội cho từng người tham gia, để tránh tình cảnh lúng túng khi bị đẩy xuống ngay từ vòng đầu vì hai kẻ mạnh gặp nhau. Trên thực tế, chỉ cần đủ mạnh thì có cơ hội hay không cũng thế thôi. Giống như Sở Vô Xương, từ khi ngồi xuống chưa từng mở mắt ra. Như thể các đệ tử mới, bao gồm chân thể thiên linh, chân thể âm băng đều không thể lọt vào mắt của cô ta, đúng thật là không coi ai ra gì. Nào, người qua đây. Khi Triệu Bân đang nhìn thì Tô Vũ lôi hắn đi. Giữa chừng, Tô Vũ nhét cho Triệu Bân mấy lá bùa chữ vật. Triệu Bân không mở ra, chỉ liếc mắt đã biết bên trong bùa chữ vật có gì, toàn là cả đống binh khí thượng hạng, đao, kiếm, thương, côn. Cần gì cũng có. Tôi luyện giúp ta đi, Tô Vũ liên tục cười khà khà. Người đúng là biết kiếm việc cho ta, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Toàn là binh khí của các anh em, không để ngươi luyện không công đâu, Tô Vũ mỉm cười, nhét cho Triệu Bân một lá bùa chữ vật nữa, bên trong chất toàn ngân phiếu với dược hoàn, những thứ này là chi phí tôi luyện binh khí. Chỉ lần này thôi đấy. Triệu Bân cất bùa chữ vật, không muốn chuyện tử lệ binh tinh ẩm ý đến mức khắp thiên hạ đều biết. Người thường không có tội, có tài mới thành có tội. Hắn cũng không muốn vì chuyện này mà bị người ta nhắm tới. Được thôi. Tô Vũ cười cười, đã bảo mà, chỉ cần hắn ta lên tiếng thì cơ ngân sẽ giúp thôi. Lúc Triệu Bân về lại chỗ ngồi, Vân Yên vẫn còn đang lật xem sách cổ, không biết cô ta ham học thật hay là vì thấy nhàm chán quá. Nên muốn kiếm gì đó để làm nữa, cô ta không hề để tâm đến cuộc thi lớn. Nhưng Mục Thanh Hàn thì lại không bỏ sót trận đấu nào, dù sao sắp tới cũng có khả năng sẽ đụng nhau mà, biết người biết ta thôi. Nào, ngồi xuống đây nào, một cô gái bước đến, đẩy nhẹ Triệu Bân. Triệu Bân thấy cô ta thì muốn bỏ chạy ngay. Đấy là Linh Lung, đệ tử của đệ nhất thiên hạ. Sự có mặt của cô ta khiến cả hội trường đều chú ý, không ít trưởng lão đứng dậy, hành lễ từ xa. Mặc dù tuổi tác của Linh Lung xấp xỉ Triệu Bân nhưng vai vế của cô ta thì lại cao hơn tất cả mọi người ở đó, ai bảo cô ta là đệ tử của Hồng Uyên cơ chứ? Linh Lung phất tay rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Yên. Triệu Bân chỉ cảm thấy mất tự nhiên, đứng lên định bỏ đi nhưng lại bị Linh Lung kéo lại và nói, đi đâu hả? Ta buồn tiểu, Triệu Bân cười gượng gạo. Lấy tử ngọc ra đây cho ta xem thử đi, Linh Lung xòe tay ra. Triệu Bân cũng rất biết nghe lời, đưa tay, lấy ngọc ra và còn định bỏ đi.
nhưng Linh Lung không thả hắn ra, một tay cầm Tử Ngọc xem, một tay vẫn túm lấy hắn và nói, đã gặp Sở Lam ở đâu? Biên cương, Triệu Bân ngoan ngoãn ngồi xuống. Sao cơ, người từng ra chiến trường à? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Lúc ta đi thì đã đánh xong rồi, Triệu Bân bị Linh Lung nhìn chằm chằm thì thật sự thấy hơi buồn tiểu. Có phải ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Linh Lung tươi cười, nhìn thẳng vào Triệu Bân. Triệu Bân liên tục lắc đầu như trống lắc. Có vài chuyện không thể tùy tiện thừa nhận, hắn mà gật đầu một cái thì rất có khả năng sẽ bị đoán ra ngay. Nguyệt thần tạo nghiệp nhưng hắn là người phải lãnh hậu quả, chẳng hạn như việc trêu ghẹo Linh Lung. Linh Lung mỉm cười, cuối cùng cũng thả Triệu Bân ra, cô ta cũng trả viên Tử Ngọc đấy lại cho hắn và nói, Sở Vô Xương không phải người dễ chọc, âm thầm giao Tử Ngọc cho cô ta để tránh sau này gặp phiền phức không đáng có. Ừ. Triệu Bân gật đầu, cất Tử Ngọc vào lại. Đồ nữ soái cho hắn, việc gì phải đưa cho Sở Vô Xương, đấy là bảo bối mà. Ngươi đừng dọa hắn, hắn muốn giành hạng nhất đấy, Vân Yên chậm rãi nói. Nếu lấy được hạng nhất thì người làm sư phụ như cô có phần thưởng gì không? Linh Lung cũng lấy một quyển sách cổ. Chắc nhảy điệu thoát y. Được lắm. Một người là chủ nhân đỉnh Tử Trúc, một người là đệ tử của Hồng Uyên, hai người cũng rảnh rỗi lắm, nói qua nói lại, bàn luận bằng mấy lời tao nhã đến mức khiến Triệu Bân phải lé mắt nhìn sang. Rõ ràng là họ đang nói cho hắn nghe, rõ ràng là đang đem hắn ra làm trò đùa mà. Mục Thanh Hàn thì chỉ đứng bên cạnh bụng miệng cười. Triệu Bân không cho là đúng, thay vì nhảy múa, thưởng cho hắn ít bảo bối thì còn thực tế hơn. Ầm, bùm, ầm. Người thì nói chuyện phiếm, kẻ thì đang đánh nhau. Trên sàn đấu, cuộc chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt, tiếng la hét không ngừng vang lên, âm thanh khen ngợi cũng liên miên không ngớt. Mộ Chiêu Tuyết đã thắng, thuận lợi vào vòng trong. Tiếp theo đó là Tư Không Kiếm Nam. Hắn ta tiến lên sàn đấu với thân pháp nhẹ nhàng khiến không ít nữ đệ tử phải ngước nhìn. Tên đó thật sự rất điển trai, trong vòng 100 mét trở lại, chắc chắn có một người yêu cũ, nói không phải đùa chứ với bí thuật tán gái gia truyền, tán đâu là đổ đó ngay. Người đấu với hắn ta là một nữ đệ tử, lúc nhìn Kiếm Nam thì còn tỏ ra hơi e thẹn. Em gái cũng xinh đẹp thật đấy. Tư Không Kiếm Nam phe phẩy nhẹ chiếc quạt xếp. Nụ cười khiến người ta có cảm giác như được đắm mình trong gió xuân. Ông bấm ngón tay tính toán thì biết hắn ta đang tán gái. Kiếm Nam không chỉ có hư danh. Không ít người lớn tuổi vuốt râu, nói ra lời thật lòng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Mộ Chiêu Tuyết, ánh mắt của cô gái đó đã nổi lửa, có dấu hiệu nổi điên rồi. Ta, nhận thua. Nữ đệ tử đỏ mặt, thật sự bước xuống sàn đấu. Cả hội trường đều nhếch mép. Đến cả Triệu Bân cũng thầm giơ ngón tay cái, đẹp trai cũng có lợi thật. Nữ đệ tử vừa xuống sàn đấu thì Mộ Chiêu Tuyết lại đi lên, Tư Không Kiếm Nam vẫn đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp thì lập tức bị véo lỗ tai kéo xuống. Người đúng là người có lòng bác ái thật, bà đang ở đây mà còn dám tán người ta, ý gì đây hả? Còn muốn tối đến cùng người ta lên giường nói chuyện lý tưởng của cuộc đời nữa à? Đau, đau, đau mà. Cho ngươi nhớ. Tối nay chết ngươi rồi. Lão đạo, người có hai đệ tử được đấy. Rất nhiều trưởng lão nhìn về phía sư phụ của Kiếm Nam và Chiêu Tuyết. Ông già đó cười gượng, trong mấy sự kiện lớn thế này luôn có cảnh mấy cặp đôi cãi vã với nhau. Tư Không Kiếm Nam đã xuống sàn đấu. Đến giờ, có thể nói nửa trận đầu của vòng 1 đã khép lại. 109 đệ tử, tính cả người được vào thẳng vòng trong là U Lan thì có 55 người được vào vòng trong, 54 người còn lại phải đánh trận cứu. Hai người một cặp, chỉ có 27 người được chọn. Các đệ tử của trận đấu hồi sinh lên sàn đấu bốc thăm. Ngô Huyền Thông vặn eo bẻ cổ, còn ngáp một cái. Bốc được thăm đẹp nha, Mục Thanh Hàn mỉm cười, vỗ nhẹ Triệu Bân. Ừ, Triệu Bân đứng dậy, bước lên. Đối với hắn mà nói thì trong trận cứu, có bốc chúng ai cũng như nhau. Thiên linh linh địa linh linh, để ta bốc chúng cơ ngân. Triệu Bân vừa lên sàn đấu là đã nghe thấy tiếng cầu nguyện, ai cũng lẩm bẩm cầu thần linh. Thanh Giao nghe thấy, trong lòng thầm cảm thấy buồn thay cho bọn họ, bốc chúng Triệu Bân chẳng khác gì bốc chúng Sở Vô Xương. Ai cũng tưởng mình dễ bắt nạt, Triệu Bân thầm nghĩ trong bụng rồi xếp hàng tiến lên. Cũng phải trách hắn che giấu quá giỏi, nếu làm lộ thực lực từ sớm thì e rằng không có ai dám đem hắn ra đùa.
54 người nối đuôi nhau tiến về trước, ai cũng cầm thẻ ngọc. 54 thẻ ngọc lại được treo lên tường, vừa nhìn là biết ngay ai sẽ đấu với ai. Triệu Bân lướt nhìn một lượt, ây chà, là Hán Triều. Nguyên Lãng, Cổ Mậu ở lại thi đấu, những người khác đi xuống. Ngô Huyền Thông nói một câu rồi tìm chỗ ngồi xuống, ông ta không có hứng thú với trận cứu. Hắn đã bốc được thăm thượng thượng rồi. Lúc xuống sàn đấu, rất nhiều đệ tử đã nhìn Hán Triều. Hán Triều cười tâu toét, vòng đầu tiên hắn ta rút thăm chúng Sở Vô Xương là do vận may không tốt, lần này, có vẻ như may mắn đã quay lại, bốc phải một tên yếu nhất, ông trời có mắt mà. Ông trời có mắt, Triệu Bân cũng thầm cảm thán. Triệu Bân cũng có ân oán với Hán Triều, hắn ta cũng có công trong việc đàn áp nhà họ Triệu của hắn. Keng, choảng. Mọi người vừa bước xuống thì trên sàn đấu đã bắt đầu cuộc chiến, là Nghiêm Khang và một thanh niên áo trắng. Họ đánh nhau rất khốc liệt. Đây là trận hồi sinh, nếu thua thì sẽ bị loại thật sự nên không ai nương tay. Xét về sức chiến đấu thông thường thì Nghiêm Khang mạnh hơn thanh niên áo trắng. Ngặt nỗi, trước đó Nghiêm Khang chiến đấu với Hoa Đô thì đã bị thương quá nặng, thời gian lại quá ngắn, hắn ta không kịp hồi phục, giờ lại phải chiến đấu khi còn đang bị thương. Không thể phát huy được cả mức chiến đấu bình thường. Ngược lại, ngay từ vòng đầu tiên thì thanh niên áo trắng đã từ bỏ quyền thi đấu, bảo toàn thực lực, bây giờ mới đánh Nghiêm Khang tan tác. A! À, Nghiêm Khang hét lớn, cố sức chống đỡ. Đáng tiếc, dù hắn ta có hét lớn hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, có làm thế nào cũng không thể đỡ được đòn tấn công của đối phương, hắn ta liên tục nôn ra máu, để đối thủ nắm được cơ hội. Thanh niên áo trắng liên tục tấn công điên cuồng, đánh cho hắn ta rơi xuống sàn đấu. Nghiêm Khang lại một lần nữa hôn mê. Và cũng một lần nữa giả ngầu thất bại. Phù! Thanh niên áo trắng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta là người đầu tiên thành công thông qua vòng hồi sinh. Nào! Vũ Văn Hạo hét lớn lên một tiếng rồi nhảy lên sàn đấu. Đối thủ của hắn ta là một đệ tử bình thường. Cũng là người đã từ bỏ quyền thi đấu trong vòng 1. Có điều, sau khi cuộc chiến bắt đầu mới biết sức chiến đấu của đối thủ không tầm thường, ít nhất thì cũng hơn Vũ Văn Hạo. Đáng chết, hắn che giấu thực lực. Vũ Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi, đánh thật mới biết mình không đánh lại đối phương. Nếu như đã đánh không lại thì phải bị loại thôi, việc dùng thực lực để chứng minh. Đương nhiên là không thành công. Ây! Sư phụ của Vũ Văn Hạo thở dài. Đồ đệ này của ông ta đúng là vô dụng, vào Thiên Tông, đánh 3 trận, trên đài diễn võ thì bị thua Cơ Ngân, hôm nay thua Thanh Giao, trận thứ 3 lại bị đập tan nát, đúng thật là khiến ông ta mất mặt. Vũ Văn Hạo bị thua thì lại có người khác lên sàn đấu. Không ai nói lời nhảm nhí nào mà lập tức đánh ngay, nếu không muốn bị loại thì phải liều chết mà đánh. Triệu Bân khoanh tay đứng chờ, đợi lên sàn đấu để đập Hán Triều cho đã. Tiểu sư đệ tự tin không? Mục Thanh Hàn quan tâm hỏi. Có chút đỉnh, Triệu Bân khiêm tốn trả lời. Nghe nói sư phụ của Hán Triều đã dạy cho hắn ta một bí thuật rất phi phàm, người phải cẩn thận. Biết rồi, Triệu Bân mỉm cười, gật đầu. Bí thuật phi phàm thì cũng phải xem người dùng nó là ai. Nếu là kẻ không đủ năng lực thì dù cho tiên pháp, kẻ đó cũng không thể nào phát huy được uy lực. Ngoài quăng đập người khác ra thì ngươi còn có bí thuật nào khác không? Linh Lung chậm rãi hỏi. Ta chạy nhanh, câu trả lời của Triệu Bân cũng rất thành thật, làm Linh Lung phải bật cười. Đánh lại thì đánh không lại thì xuống. Vân Yên nhắc nhở một câu, cô ta không muốn đồ đệ của mình bị đánh đến tàn phế. Triệu Bân mỉm cười, gật đầu. Bịch. Trong chớp mắt, lại có người bị đánh bại, người kia được chọn như ý nguyện. Tiếp đó là Doãn Hồn đã lên sàn đấu, vòng đầu tiên, hắn ta thua Lâm Tàn nửa chiêu và cũng bị thương rất nặng, nhưng thực lực của hắn ta khá thâm hậu. Trong các đệ tử tiến vào vòng hồi sinh, sức chiến đấu của hắn ta có thể xếp vào top 3, dù bị thương nặng nhưng vẫn có thể thắng. Giống như những gì Triệu Bân dự đoán, chưa đến 10 chiêu thì hắn ta đã đánh bại đối phương. Ngươi hãy đợi đấy cho ta. Lúc Doãn Hồn bước xuống thì đã nhìn Lâm Tà. Hắn ta cũng đã được chọn, sau này sẽ có cơ hội đấu với Lâm Tà. Không phục thì ta sẽ đánh cho ngươi thua thêm lần nữa.
Lâm Tà liếc mắt, thiếu chủ của tộc Thiên Dương rất cứng. Được thôi. Tiếng hò hét không ngừng vang lên, mỗi lần gặp trận đấu hay thì mọi người đều hét hết mình. Dù cho là trận đấu cứu nhưng không khí vẫn rất sôi nổi, rất hợp với cảnh người đông như hội ngày hôm nay. Hán Triều, Cơ Ngân lên sàn đấu. Ngô Huyền Thông nói câu đó với giọng khá cao. Đặc biệt là lúc gọi hai chữ Cơ Ngân, ông ta gằn giọng như thể sợ người khác không nghe thấy. Đến rồi. Các khán giả đã ngồi thẳng lưng lên, đặc biệt là các đệ tử cũ, họ có hứng thú nhất. Trước đây họ bế quan, chưa thể chứng kiến cảnh Triệu Bân thi triển thần uy trên đài diễn võ, bây giờ phải xem cho kỹ, và cũng xem thử hắn chiến đấu với người ta thế nào, thật sự có thể đánh đến tàn phế sao. Bọn họ không thể nào tin được. Viên Miểu cũng đã thua Cơ Ngân rồi, Hán Triều cũng vậy thôi. Vậy thì cũng chưa chắc. Sư phụ của Hán Triều đã truyền cho hắn một bí thuật rất lợi hại. Sớm biết Cơ Ngân có thể quăng đập người khác thì đừng để hắn đến gần là được. Cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu mà tiếng bàn luận đã vang lên rôm rả. Đừng chủ quan. Mục Thanh Hàn dặn dò Triệu Bân. Triệu Bân mỉm cười, bước lên sàn đấu, hắn khởi động cổ tay, chuẩn bị lát nữa sẽ dần như tử kẻ thù. Soạt. Hán Triều cũng lên ngay sau đó. Vừa nhìn thì trông khá là tự tin vào ngạo nghễ. Từ khi đến Thiên Tông, tên này đúng là đã trở nên không tầm thường, ít nhất thì Triệu Bân cũng cho là như vậy. Sư phụ của hắn ta cũng rất có năng lực, chắc là đã dùng bảo vật trong kho báu hay linh dịch gì đó để tẩy luyện cơ thể và linh hồn của Hán Triều. Có vẻ huyết khí của hắn ta đã tinh túy hơn nhiều, sức mạnh cũng tăng cao, khá có thực lực. Ta đã nắm rõ cách đánh của ngươi rồi, Hán Triều cười nham hiểm. Vậy thì sao, Triệu Bân cười rạng rỡ hơn cả hắn ta. Vậy thì ngươi phải thua rồi. Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Triệu Bân không chỉ khởi động cổ tay mà còn quay khớp cổ. Không biết tự lượng sức. Hán Triều cười lạnh lùng, đan hai tay lại với nhau, nhanh tay biến đổi ấn quyết. Soạt. Triệu Bân cũng di chuyển, nhanh như gió như sấm, đằng sau lưng là một loạt các ảo ảnh. Tốc độ nhanh thật. Những người đứng xem đều kinh ngạc, đến cả Vân Yên và Linh Lung cũng chau mày. Lúc nãy, Triệu Bân nói mình chạy rất nhanh, hai người họ còn không tin, giờ nhìn thấy thì đã thật sự tin rồi. Cấp chân linh mà có tốc độ như thế thì thật sự vượt quá dự liệu của bọn họ, với thân pháp này, hiếm có đối thủ trong cùng cấp, người xưa nói rất hay, không có thứ gì mạnh mà không thể phá vỡ, chỉ có nhanh là không chống trả được thôi, tốc độ là quan trọng nhất. Ngươi! Mặt Hán Triều biến sắc, hắn ta chỉ cảm thấy một cái bóng vừa lướt qua thì Triệu Bân đã đứng trước mặt rồi. Mẹ kiếp, ông còn chưa bấm xong ấn quyết nữa, có võ đức không vậy hả? Gì cơ, đánh nhau mà còn phải kết ấn à? Đấy sẽ là câu trả lời của Triệu Bân, hắn đã tung ra một chưởng. Bụp! Tiếng chưởng không chỉ giòn tan mà còn rất chói tai. Đầu Hán Triều ong ong lên, mái tóc trẻ 37 đã bị đánh thành 38. Hắn ta đứng không vững, lảo đảo lùi về sau, tay vẫn còn giữ tư thế bấm ấn quyết, còn nét mặt thì ngây ra. Chạy đi đâu? Triệu Bân tiến về trước một bước, nắm lấy cổ tay của Hán Triều. Hắn thi triển các động tác khá chuẩn mực, vận khí huyết, dùng sức ở hông và chân, chuẩn xác vung đối phương lên không. Giây phút đó, không biết có bao nhiêu người thót tim. Thế ai mà bị hắn bắt được thì chỉ có cái kết thảm và thảm hại hơn mà thôi. Tiếp đó, ba tiếng vang lớn liên tục vang lên, tiếng sau còn lớn hơn cả tiếng trước. Sau ba cú đập liên tiếp, khi Triệu Bân đứng vững thì Hán Triều đã phải quỳ xuống, nằm bẹp dưới hố sâu hình người. Đá vụn văng tung tóe ra vẫn chưa rơi xuống hết thì đã thấy máu trào ra từ miệng Hán Triều, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, xương cốt khắp người đều bị gãy gần hết, còn có cả tiếng la thảm thiết trước giờ chưa từng có nữa. Vậy, là xong rồi sao, những người đứng xem ngây ra. Người ta đánh nhau đều tính bằng hiệp, còn người này thì tính bằng giây mà. 3 giây, không thể nào hơn nữa. Nếu như lên giường mà cũng nhanh như thế thì thật đau lòng. Rất nhiều tiếng suýt xoa, tặc lưỡi, gần như từ lúc Triệu Bân tấn công đến khi Hán Triều ngã xuống, thời gian cũng chỉ có 3 giây mà thôi, gọi hắn là chàng 3 giây thì cũng không ngoa, nằm xuống nhanh không ai bằng. Cái tên nhóc này, Ngô Huyền Thông đang ở trên sàn đấu cũng hơi chau mày.
Tên nhóc trong lời của ông ta là đang chỉ Triệu Bân, tu vi cấp chân linh mà có tốc độ như thế thì nhanh quá, nhanh đến mức đến ấn quyết của Hán Triều còn chưa kịp hoàn thành là Triệu Bân đã tung một chưởng và ba cú đập liên hồi, từ đó kết thúc trận đấu trong chóng vánh. Ông ta làm trọng tài bao năm, đây là lần đầu tiên thấy có người bị đánh bại nhanh như Hán Triều. Thật sự đã đánh giá thấp hắn rồi. Tô Vũ suýt xoa, Lâm Tà cảm thán, Dương Phong cũng than thở. Không nói những thứ khác, chỉ nói đến tốc độ của Triệu Bân thôi, chắc hiếm có ai cùng cấp bậc có thể so bì với hắn. Họ chỉ biết Triệu Bân giỏi đập người khác nhưng không ngờ đến tốc độ, hắn cũng hơn người như thế. Hiển nhiên người được nữ soái giới thiệu đến không đơn giản như bề ngoài của hắn, người có quan hệ với nữ soái thì đúng là phi phàm. Thân pháp này trông quen thật. Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím đều lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. U Lan cũng lẩm bẩm như vậy, trong ký ức của cô ta cũng có một người sở hữu tốc độ nhanh như thế, có lúc cô ta còn thấy bóng dáng của người đó và cơ ngân chồng lên nhau. Các người thua cũng không oan uổng. Vệ Xuyên lạnh lùng thốt ra một câu, hắn ta đang nói với Trịnh Minh, Ngụy Đằng và Viên Miểu. Hắn ta đã đánh giá thấp Triệu Bân, không ngờ hắn lại có thân pháp tốt đến thế, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Chỉ có điều, Vệ Xuyên đâu có biết, từ lúc Triệu Bân lên đài diễn võ với đối thủ, hắn chưa từng dùng tới tốc độ như chớp giật của mình. Thú vị đấy. Các đệ tử cũ đều nở nụ cười thích thú, xem ra cái tên đi cửa sau này cũng có bản lĩnh. Nhưng mà cũng chỉ có chút ít bản lĩnh thôi, họ đều tự cho rằng, nếu lên sàn đấu với Triệu Bân thì mình đều có thể giành lấy thắng lợi, một tên cấp chân linh nhỏ bé mà thôi, thật sự cho rằng có tốc độ nhanh thì mình là thiên hạ vô địch sao. Buồn cười. Đồ đệ này của ngươi thú vị hơn ta tưởng tượng đấy, Linh Lung cười. Đúng là chạy không hề chậm, Vân Yên mỉm cười, không xem sách nữa mà chuyển sang nhìn Triệu Bân. Lại đánh giá thấp ngươi nữa rồi, Mục Thanh Hàn hiếm khi nở nụ cười, rạng rỡ như hoa. Không, không thể nào. Người khó chịu nhất vẫn là Hán Triều, cơ thể hắn ta run lên từng đợt, tên này vẫn còn muốn đứng dậy đánh tiếp. Khổ nỗi muốn nhưng mà không đủ sức. Cử động nhẹ thôi còn khó khăn nữa là. Hắn ta muốn nói, hắn ta vẫn còn át chủ bài chưa dùng đến, sư phụ truyền bi thuật bá đạo, hắn ta vẫn chưa thi triển mà, sao lại thua rồi chế. Tốt xấu gì thì cũng phải đấu vài chiêu, chưa đến 3 giây đã phải quỳ, tên thối tha nhà người muốn biến ta thành truyền kỳ sao. Sư phụ từng nói, lúc đánh nhau, nếu có thể không kết ấn thì đừng kết ấn, lãng phí thời gian. Triệu Bân đã xuống sàn đấu. Trước khi xuống còn nói cho cả hội trường nghe triết lý nhân sinh. Ta chưa từng nói, vẻ mặt của Vân Yên đã nói lên điều đó. Là ta nói ánh mắt của Nguyệt Thần đã thể hiện hết ý đó. Đánh nhau thì cứ đánh thôi, chuyện đơn giản mà, sao cứ lôi mấy thứ vô dụng đó ra, chúng không chỉ lãng phí thời gian mà còn đầy sơ hở nữa. Đương nhiên, nếu như bấm ấn quyết nhanh thì tình huống lại khác, nhưng rõ ràng Hán Triều không thuộc đối tượng đó. Dù hắn ta có bấm ấn quyết nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn bước phong thần của Triệu Bân. Đồ đệ, sư phụ của Hán Triều đã lên sàn đấu, đỡ Hán Triều dậy. Hán Triều còn chẳng thể đứng vững, hắn ta bị đập quá mạnh tay, không biết đã có bao nhiêu xương cốt bị gãy. Có vẻ đồ đệ của ngươi cũng chả ra làm sao. Sư phụ của Vũ Văn Hạo, sư phụ của Nghiêm Khang, sư phụ của Ngụy Đằng, sư phụ của Trần Minh. Sư phụ của tất cả những đệ tử từng bị Triệu Bân đả bại đều nói câu đó. Trước đây, lúc đệ tử của bọn họ bị đánh, tên này đã châm biếm và chọc ngoáy không ít, bây giờ Hán Triều cũng thất bại thảm hại, bọn họ cũng phải nói cho sướng miệng. Khuôn mặt già nua của sư phụ Hán Triều tái xanh, ánh mắt nhìn Vân Yên đầy vẻ thù địch. Nhìn ta làm gì, cũng đâu phải là do ta đánh đâu, Vân Yên bĩu môi, là do đệ tử của ngươi tệ thôi. Hay, hay lắm. Sư phụ của Hán Triều hừ một tiếng lạnh lùng, đưa Hán Triều đi. Chữa, phải chữa trị thật nhanh cho đệ tử, nếu chậm trễ thì hắn ta sẽ bị tàn phế mất. Lại một tên nữa thê thảm, Tô Vũ cảm thán. Chữ lại đó được dùng khá chính xác, hễ người nào lên sàn đấu với Triệu Bân, dù là bộ ba gây chuyện hay là tiểu đệ Vệ Xuyên, hoặc bọn Viên Miểu, toàn bộ đều thành bán thân bất toại hết. Bởi vậy mới nói. Đánh nhau với tên tiểu võ tu đó thì phải chuẩn bị tâm lý là mình có thể đập tàn phế trước đã. Phải chăng lão phu đã đánh mất một nhân tài? Lão Trần Huyền lẩm bẩm, hôm đó, lúc Thiên Tông thi sát hạch, ông ta rất xem thường Triệu Bân.
Giờ nghĩ kỹ lại thì thấy hơi hối hận, dường như từ khi Triệu Bân đến Thiên Tông, hắn chưa từng thất bại lần nào. Cũng như ông ta, rất nhiều trưởng lão đều vuốt râu, ai cũng đang hối hận. Tu vi hại người mà, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một tên cấp chân linh không có tiền đồ gì, nhưng giờ hắn lại khiến họ bất ngờ hết lần này đến lần khác, chưa nói đến tư chất, chỉ nói đến chiến tích ở mấy trận đấu thôi thì ít nhất cũng không để sư phụ phải mất mặt. Mắt kém rồi sao, rất nhiều trưởng lão dụi mắt. Có lẽ bọn họ thật sự đã bỏ lỡ một nhân tài, đáng lẽ nên tin nữ soái. Nữ soái tung hoành chiến trường, là cao thủ cấp chuẩn thiên đích thực, người mà đối phương chấm thì sao có thể không có bản lĩnh gì. Đáng tiếc, bọn họ đều không tin, vì không tin nên đã bỏ lỡ mất một đồ đệ giỏi. Trưởng lão. Triệu Bân đã đi đến, phất tay qua lại trước mặt lão Trần Huyền. Hắn đã thắng, đến để lấy tiền thưởng, hắn cược 50 vạn, một chấp 9, tức là lãnh 450 vạn. Bị ngươi ăn tiền thật rồi, lão Trần Huyền chậc lưỡi. Ông ta cũng muốn ăn gian nhưng lại không dám, không phải vì sợ Triệu Bân mà là sợ Vân Yên. Nếu như người ta đã thắng thì đương nhiên ông ta phải giao ra tiền cược. Lão Trần Huyền nhét cho Triệu Bân một cục ngân phiếu, đủ 450 vạn, số tiền đó không phải do ông ta chi, ông ta chỉ là trung gian, chỉ lấy hoa hồng thôi. Đa tạ trưởng lão, Triệu Bân cười he he. 450 vạn đủ cho hắn dùng rất lâu, tu luyện tiêu hao tài nguyên, giờ thì có tài nguyên rồi. Tên nhóc đó chắc chắn mình sẽ thắng sao? Rất nhiều người đã nhìn thấy, họ ngó 450 vạn lượng đó thì hai mắt đều sáng rỡ lên. Đặt 50 vạn, một chấp 9, không ai có được cái gan đó, nhưng Triệu Bân đã cược đúng. Mèo mù vớ được chuột chết thôi. Những đệ tử khác mang ánh mắt thèm thuồng đều nói câu đó. Nói cho cùng thì họ vẫn hối hận vì đã không đặt Triệu Bân, tỷ lệ cược cao quá mà. Trưởng lão, còn ta nữa. Thanh Giao cũng đã đến, cười đến hai mắt cong như trăng lưỡi liềm. Lão Trần Huyền lại đau lòng, con nhóc này cũng là một đứa may mắn, nếu như người ta đã cược thắng thì đương nhiên là phải đền tiền rồi. Ông ta sợ Vân Yên thì đồng thời cũng sợ Lạc Hà, cả hai người đó đều không phải kẻ dễ dây vào. Đa tạ. Thanh Giao lại cười rạng rỡ với Triệu Bân. Triệu Bân đánh thắng thì cô ấy được tiền, nhiều bạc đến thế, đủ cho cô ấy dùng rất lâu. Nào, tiếp tục, Triệu Bân lại cược một cục ngân phiếu. Thanh Giao cũng rất mạnh dạn, Triệu Bân đặt bao nhiêu thì cô ấy cũng theo bấy nhiêu. Nhìn từ ngoài vào thì rất giống kiểu phu sướng phụ tùy, làm ăn có lời thì đương nhiên không thiệt rồi. Vì hai người họ mà tỷ lệ cược đã thay đổi. Trước đây là 1:9, bây giờ là 1:2. Đấy không phải là chuyện mà lão Trần Huyền có thể thay đổi được, dù sao thì tiền cược nhiều như vậy, phải tính theo tỷ lệ. 1:2 cũng vẫn có thể kiếm lời được, lúc đi, Triệu Bân cười khá rạng rỡ. Lúc hắn quay lại chỗ ngồi, ánh mắt Vân Yên nhìn hắn cũng đã thay đổi, đồ đệ này của mình không nói dối, hắn chạy rất nhanh, chạy nhanh và thắng cũng nhanh nữa, nhanh đến mức hắn chiều cảnh giới huyền dương cũng không kịp xuất chiêu. Chúc mừng tiểu sư đệ vào được vòng trong, Mục Thanh Hàn khẽ cười. Gặp thời thôi, Triệu Bân mỉm cười, bất giác nhìn sang Linh Lung. Từ khi hắn ngồi xuống, đệ tử của Hồng Uyên cứ nhìn chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu hắn. Ngươi và ta thật sự chưa từng gặp nhau sao, Linh Lung mỉm cười và nói. Đâu chỉ có Xích Hiên và Lăng Phi thấy thân pháp của Triệu Bân quen thuộc, đến cô ta cũng thấy quen. Chưa từng gặp, ánh mắt Triệu Bân rất chân thật. Kỹ thuật diễn xuất của vua màn bạc luôn rất hữu dụng dù ở bất kỳ đâu. Cấp địa tạng đỉnh cao như Linh Lung vẫn không thể nhìn ra được dù nhìn chằm chằm. Nhận nhầm rồi sao, Linh Lung thầm lẩm bẩm. Trước đây, có một tên nhóc tên Triệu Bân cũng có thân pháp rất giống với Cơ Ngân. Nhưng cô ta nhìn đi ngó lại vẫn không thể nhìn ra được gì, gương mặt không giống, không phải là thuật dịch dung, đến khí tức cũng không giống, ngoài thân pháp ảo diệu ra thì không có liên quan gì đến Triệu Bân hết. Phù! Triệu Bân thầm thở phào. Hắn đến đây để trả thù, trừ khi bị người khác phát giác, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thanh Giao là ngoại lệ. Còn về Linh Lung, đấy là đệ tử của Hồng Uyên, có thân phận đặc biệt. Nếu để cô ta nhìn ra được sơ hở, truyền đến tai của Tử Y Hầu thì dù có đến 10 cái mạng, hắn cũng không đủ chết.
Cũng may hắn đã lừa được Linh Lung, từ đó có thể thấy, việc hắn thay đổi hình dạng và khí thức là rất sáng suốt. Rốt cuộc ngươi là con cái nhà ai? Linh Lung trầm ngâm, đến lượt Vân Yên hỏi. Chạy từ trong rừng ra, Triệu Bân cười hiền lành và trả lời. Vân Yên hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén cơn tức giận. Nói thật lòng, lai lịch của tên này rất thần bí. Có điều, nếu như đã là người được Sở Lam giới thiệu thì đương nhiên cô ta sẽ không nghi ngờ và cũng không gạn hỏi thêm, có hỏi cũng không hỏi được gì, đợi gặp được nữ soái Xích Diễm, hỏi cô ta thì biết thôi. Ừ, mặc dù là trận hồi sinh nhưng không khí cuộc thi rất náo nhiệt. Trên sàn đấu đánh nhau khốc liệt, bên dưới tràn đầy những tiếng khen và hô hào, âm thanh vang lên từng đợt như sóng biển. Nếu như đã là quyết đấu thì phải có thắng có thua. Điều đáng nói là, đến giờ không ai có thể phá kỷ lục của chàng 3 giây. Đương nhiên là không tính những người nhận thua và từ bỏ quyền thi đấu. Khi người cuối cùng rớt xuống dưới sàn đấu thì vòng 1 của trận hồi sinh cũng khép lại. Những người chiến thắng lên sàn đấu bốc thăm. Ngô Huyền Thông đứng dậy và chuyển hộp gỗ đó ra. Sau nửa trận đầu của vòng quyết đấu, tính cả U Lan được vào thẳng vòng trong thì đã có 55 người đi tiếp. Trong 54 người đánh trận hồi sinh, có 27 người thành công, vậy là vòng đầu tiên của vòng thi loại có 82 người thành công tiến vòng trong. Lần này thì sẽ không có ai được vào thẳng nữa. 82 người nối đuôi nhau lên sàn đấu, xếp hàng bốc thăm. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, để ta bốc chúng cơ ngân. Vẫn là câu nói đó, có một vài người lại lẩm bẩm cầu thần linh. Triệu Bân đã lười để ý đến họ, trong mấy cuộc thi lớn luôn có vài người nghĩ không thông. Thanh Giao nghe thấy thì vẫn bụng miệng cười, cũng phải trách Triệu Bân che giấu giỏi quá nên bọn họ không biết sự đáng sợ của hắn. Sư tỷ, nếu còn bốc chúng tỷ thì ta sẽ không từ bỏ quyền thi đấu nữa đâu, Triệu Bân mỉm cười và nói. Tiểu sư đệ đã đến đây lâu vậy rồi mà chưa đánh nghiêm túc với đệ trận nào, Mục Thanh Hàn khẽ cười. Nếu đánh nhau thật thì ra tay thử năng lực thôi. Triệu Bân ho gượng, hắn đã dùng mất một cơ hội hồi sinh rồi, nếu còn từ bỏ quyền thi đấu thì sẽ bị loại thật, muốn lấy được viên đan tỉnh thần đó thì hắn bắt buộc phải đánh thắng hết các vòng cho đến khi giành được hạng nhất. Rút thăm xong, 82 tấm thẻ ngọc lại được treo lên tường. Cũng giống như lần thứ nhất. Có người vui cũng có người buồn, những đệ tử gặp phải người yếu thì đều cười he he, còn những đệ tử gặp phải đối thủ mạnh như Sở Vô Xương hay Vô Niệm thì mặt mày đều tối sầm. Đối thủ không phải là ta, Mục Thanh Hàn mỉm cười. Ta thấy rồi, Triệu Bân nhìn lên danh sách chiến đấu rồi nhìn về hướng khác. Chính xác là nhìn về phía Thanh Giao. Trong vòng đấu loại thứ hai này, đối thủ của hắn là Thanh Giao. Thanh Giao nhún vai. Cô ấy vẫn cười rạng rỡ, với cô ấy mà nói thì không sao cả. 80 người xuống sàn đấu, còn 2 người ở lại, đó là Lâm Tà và Doãn Hồn. Phải nói là hai người họ đúng là chân ái của nhau, vòng đấu loại đầu tiên đã gặp nhau, vòng thứ hai lại gặp nhau tiếp. Hơn nữa còn là trận đầu tiên. Kẻ thù gặp nhau thì máu nóng liền nổi lên. Ngô Huyền Thông vẫn chưa lên tiếng thì hai người họ đã đánh nhau rồi. Sau trận đầu tiên, bọn họ đều đã bị thương nặng còn chưa bình phục, cũng không ở trạng thái đỉnh cao, dù vậy hai người vẫn đang bộc phát ra khí thế ngất trời, tiếng reo hò cổ vũ từ phía dưới vang lên không ngớt. Hiệp này Lâm Tà bại trận, thua nửa chiêu. Vào hiệp thứ 98, hắn ta ngã ra khỏi đài, bị thương thê thảm. Mặt khác, Doãn Hồn cũng không khá hơn là bao, để đánh bại Lâm Tà, hắn ta cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Ngươi, chờ đó cho ta. Trước khi Lâm Tà rời đi, hắn ta còn để lại một câu như vậy. Lâm Tà vẫn còn có một cơ hội tham gia lại vào vòng chiến, nếu may mắn thì hắn ta vẫn có thể thăng cấp. Chỉ cần có thể thăng cấp thì hắn vẫn có cơ hội đối đầu với Doãn Hồn. Ta chờ. Doãn Hồn hừ lạnh bước ra khỏi đài, bước đi không vững. Đến đây. Tư Không Kiếm Nam quát lớn. Cũng mang theo khí thế ngất trời nhảy lên đài.